Chương 561 rõ ràng ở thành vạn tượng này nam tử h y kia cũng có tiếng tăm không nhỏ, vì thế khi hắn bước ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ. Mục Hàn Nguyệt cũng nhìn hắn, nàng ta cũng từng nghe về tiếng tăm của hắn ta, chỉ là không biết một kẻ từng đơn độc tiêu diệt cả một vương triều cao cấp sẽ đạt đến mức nào trong cuộc kiểm tra của Niết Bản Bi. Nhân sâm nheo mắt nhìn nam tử h y với ánh mắt có phần không được tự nhiên. Dựa vào trực giác nhạy cảm hắn, cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm đến từ kẻ kia, mà cảm giác đó thường thì hắn chỉ cảm nhận được từ những người xếp trong năm hạng đầu của nét bàn bi. Hắn lợi hại như vậy thật sao? Nhân sâm rất không thoải mái với cảm giác ấy, bản tính kiêu ngạo đã quen khiến, cho hắn không hề thích nhìn thấy có kẻ khác vượt qua mặt mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trước nét bàn bi, nam từ hắc y chậm chậm đưa bàn tay ra chạm vào nét bàn bi lạnh toát, rồi ánh kim quang bùng ra từ bàn tay hắn. Kim quang lần này mạnh hơn ngân sâm và mộc hàn nguyệt trước đó rất nhiều. Kim quang hiện ra, rồi trước những tiếng ồ kinh ngạc, nó di chuyển lên phía trên với tốc độ kinh người. Vút vút, với khí thế không gì ngăn nổi, kim quang vượt qua vô số cái tên, vào tầng địa cấp, rồi lên hạng 10, trong nháy mắt đã vượt qua cả ngân sâm và mộc hàn nguyệt. Thứ bảy rồi, thế mà vẫn lên tiếp. Thực lực của hắn mạnh vậy sao? Mọi người thấy vậy lập tức có những tiếng kêu lên kinh ngạc. Ánh kim quang vượt qua ngân sâm và mộc hàn nguyệt rồi, nhưng không hề dừng lại mà vẫn tăng lên tiếp, khiến xung quanh nét bàn bi phát ra liên tiếp những tiếng kêu đầy kinh ngạc thứ năm kim quang lấp lánh vượt qua cái tên thứ sáu rồi đẩy tiếp cái tên thứ năm xuống lúc này kim quang mới dần tối lại cuối cùng dừng lại ngưng tụ thành hai chữ lớn thường lăng vị trí thứ năm địa cấp nhìn thứ tự vừa dừng lại xung quanh lập tức truyền ra thanh âm xáo động những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên sắc mặt ngân sâm tối lại hư lạnh một tiếng hiển nhiên là hắn rất khó chịu vì bị thường lăng vượt qua mặt đôi mắt lạnh như băng của mộc hàn nguyệt lúc này cũng lấp lánh quang mang chắc nàng ta cũng không ngờ thường lăng lại có thể lên đến vị trí thứ năm của địa cấp bản lĩnh này đủ để sánh ngang với chiến tướng của một vài vương triều siêu cấp rồi hắn là thường lăng sao thực lực quả nhiên không tệ lâm động cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó từ phản ứng của những người xung quanh hắn biết thành tích này của thường lăng là rất xuất sắc rồi đúng thế không ngờ hắn lại đứng thứ năm trong địa cấp tô khôi gật gù thở dài bốn người đứng đầu đều là những chiến tướng cực mạnh của các vương triều siêu cấp thực lực rất lớn không ngờ thường lăng hắn lại có thể gần với bọn họ như thế thật quá xuất sắc lâm động cười cười càng ngày càng thấy hứng thú hắn muốn biết với thực lực hiện giờ hắn có thể ở vị trí nào trên nết bản bi thường lăng ngẩng lên nhìn thứ tự của mình khẽ nhíu mày một cái dường như có chút không hài lòng nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đạt đến mức này đã là cực hạn rồi liền quay trở về chỗ cũ sau khi thường lăng kiểm tra xong trên quảng trường vẫn còn không ít người nhìn lên đó với ánh mắt phấn khích và ngưỡng mộ bọn họ đến đây đã gần một năm rồi trước đó bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất của vương triều mình nhưng sau khi vào chiến trường viễn cổ cuối cùng bọn họ cũng hiểu thì ra thiên tài cũng chia tầng thứ rất nhiều người từng là thiên tài nhưng đến đây đã trở thành bình thường đương nhiên cũng có một số người càng nổi trội hơn trong những cuộc cạnh tranh tàn khốc chúng ta cũng lại thử xem tô khôi nóng lòng muốn thử nói với bọn lâm động lâm động cười gật đầu rồi tất cả cùng tiến lại nết bản bi đương nhiên bọn họ không gây được chú ý như ba người ngân sâm vừa rồi vì thế đương nhiên cũng chẳng ai để tâm đến bọn họ tô khôi chạm vào nét bản bi trước tiên thực lực tam nguyên niết bản bạo phát tối đa sau một đợt xung kích cuối cùng kim quang vượt lên đến tầng địa cấp khiến tô khôi thở phào như chút được gánh nặng tùy thứ tự còn kém xa bọn ngân sâm nhưng vào được địa cấp so với mọi người đã là thành tích không tệ rồi Tô Khôi nhìn thành tích của mình, khẽ mỉm cười, xem ra thời gian vừa qua tu luyện cũng có thành quả. Đại ca thật mạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tô Nhu khen ngợi, nụ cười ánh lên niềm hân hoan. Hắc hắc tiểu Tô Nhu, thành tích này của hắn mà là tuyệt thì ngân sâm, ca ca không phải thành bạch mã hoàng tử trong mắt nàng rồi sao? Tô Nhu vừa dứt lời thì một chàng cười châm chọc vang lên từ bên cạnh. Mọi người quay lại thì thấy Ngân Sâm đang cười cười tiến lại, ánh mắt quét qua người Tô Nhu với dáng vẻ vô cùng đáng ghét ngươi. Tô Nhu thấy Ngân Sâm lại tới, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc ánh lên vẻ giận dữ. Ngân Sâm, ngươi ăn nói cẩn thận một chút. Sắc mặt Tô khôi tối sầm lại, quát lớn. Nghe nói các ngươi bị Vương Triều Phong Vân truy sát cơ mà. Sao lại quay về rồi? Có cần chạy tới chỗ ta không? Ta và tiểu Tô Nhu vừa hay là trai tài nữ sắc, nàng ấy theo ta sẽ không thiệt thòi đâu. Ngân Sâm cười hắc hắc nói, trên gương mặt là nụ cười kiêu ngạo hách dịch. Nàng nói xem có phải không, tiểu tôi nhu, vừa nói hắn vừa định tiến lại đứng bên cạnh tôi nhu. Xoẹt. Nhưng khi hắn vừa định bước tới thì một đạo hắc ảnh, cùng với một luồng sức mạnh to lớn không chút nương tình nhằm thẳng cổ họng ngân sâm, mà lao tới. Công kích bất ngờ khiến ngân sâm giật mình, nhưng thực lực hắn cũng không phải vừa, vụt một cái hắn lùi tránh được, ánh mắt âm u nhìn tiểu viêm đang cầm thiết côn chỉ vào mình. Những cường giả vương triều ngân mộc phía sau thấy vậy sắc mặt hơi biến đổi, nguyên lực trào lên, ánh mắt nhìn bọn lâm động không một chút thiện ý, thấy không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng tôi nhu lùi lại một bước bất giác đứng về bên cạnh lâm động người có thể giải quyết được rắc rối của vương triều phong vân sao chỉ biết nói khoác thì không phải nam nhân lâm động nhìn ngân sâm cười nhạt nói gương mặt ngân sâm nhất thời biến sắc tuy hắn là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không phải loại ngu đần vương triều phong vân là vương triều siêu cấp thật sự với thực lực của hắn đương nhiên không thể đối đầu với bọn họ những lời vừa rồi chẳng qua là muốn chọc ghẹo tôi nhu mà thôi chà kiếm được kẻ để bám đuôi rồi hà chỉ sợ cái đuôi mà ngươi bám chỉ để ngắm chứ chả làm được trò chống gì đâu. Ngân Sâm cười lạnh, giọng điệu tràn ngập vẻ châm chọc. Tô Nhu mặt đỏ bừng bừng, định nổi sung lên thì Lâm Động ở phía trước xua tay, Tiểu Điêu ở bên cạnh uể oải nói, có cần ném hắn sang một bên không? Xung quanh nét bàn bi lúc này có không ít người bị thu hút về phía này, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt và Thường Lăng cũng nhìn sang. Khi nghe thấy lời Tiểu Điêu vừa nói, tất cả đều sững người, ánh mắt có phần kỳ quái nhìn hắn, dù tên nhân sâm kia có đáng ghét thế nào thì thực lực của hắn cũng xếp trong 10 người đứng đầu niết bản bi muốn ném hắn đi không phải chuyện dễ dàng gì tất cả mọi người đều quét mắt quanh người tiểu điêu muốn thăm dò thực lực của hắn nhưng mãi chẳng phát hiện được điều gì đặc biệt ném ta đi ủng hộ kênh qua link com gạch cháo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé Rõ ràng là Ngân Sâm cũng bị lời nói của Tiểu Điêu khiến cho bật cười. Trong thành vạn tượng này, có lẽ cũng có kẻ được nói những lời đó với ta. Nhưng ta nghĩ các người không thuộc trong số đó. Tô Khôi, lần sau có bám đuôi ai thì nên tìm kẻ nào đầu óc bình thường một chút. Nếu không thì các người sẽ ngày một nhiều rắc rối đấy. Thật phiền phức. Tiểu Điêu khẽ nắm tay lại, trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn bộ dạng của hắn, Tô Khôi ở bên cạnh phải run lên một trận hắn đã từng tận mắt chứng kiến tiểu điêu chỉ mất vài phút đã giải quyết được nghiêm mạch của vương triều phong vân làm việc chính trước đã nhưng khi tiểu điêu định giải quyết tên đáng ghét kia thì lâm động bỗng xua tay rồi quay người nhìn niết bản bi một tay chắp sau lưng tay phải đưa ra khẽ chạm vào niết bản bi có lẽ vì những lời nói đặc biệt mà tiểu điêu thốt ra vừa nãy mà những người xung quanh đây bao gồm cả ngân sâm mộc hàn nguyệt và thường lăng đều nhìn về phía lâm động dựa vào hành vi cử chỉ thì dường như lâm động mới là kẻ đứng đầu của đám người này nhưng muốn biết bọn chúng là làm ra vẻ hay thật sự có bản lĩnh thì phải xem kết quả kiểm tra mới có thể biết được nhân sâm cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên hàn quang trong lòng hắn đã âm thầm quyết định ngay khi kết quả của lâm động hiện ra hắn sẽ đích thân ra tay để cho những kẻ ngu xuẩn kia biết rằng sàm ngôn lộng ngữ ở nơi đây sẽ phải trả giá thế nào trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người lâm động đứng yên không động đậy khi bàn tay hắn chạm lên nét bàn bi, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt lan ra từ trên nét bàn bi, rồi chạy quanh khắp người hắn. Khi ấy nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động đều có dấu hiệu sụp sôi lên. Luồng năng lượng kia nháy mắt đã thăm dò đến chỗ của Thạch Phù Thần Bí, Càn Khôn Cổ Trận và Thôn Phệ Tổ Phù. Điều này khiến Lâm Động hơi giật mình, tâm thần khẽ động, từ trong Thạch Phù Thần Bí và Thôn Phệ Tổ Phù liền bắn ra một luồng sức mạnh, đánh bật luồng năng lượng kia ra. Ấm ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngay vào khoảnh khắc ấy, nơi bàn tay lâm động tiếp xúc với niết bản bi, một luồng kim quang chói lòa đột nhiên bùng phát, sáng chói nhìn tựa như vầng mặt trời kim sắc trên bầu trời vậy. Luồng kim quang chói lòa kia khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng vô cùng. Xẹt, trước vô số ánh mắt đầy chấn động, kim quang từ bàn tay lâm động, xẹt một tiếng chạy lên phía trên niết bản bi với tốc độ kinh người. Chương 562 Uỳnh kim quang bùng phát từ bên dưới nhất bản bi, ngay trong khoảnh khắc đó, không chỉ những người có mặt trong quảng trường, mà ngay trên những con đường ở bên ngoài gần quảng trường, cũng đều có vô số ánh mắt nhất thời nhìn sang. Luồng kim quang đi lên với thế như trẻ tre, xông thẳng lên hàng mười người đứng đầu địa cấp. Bởi vì có một hàn nguyệt, và thường lăng nên ngân sâm đã từ vị trí thứ 9 rơi xuống vị trí thứ 11. Vì thế khi ánh kim quang kia vào khoảng 10 người đứng đầu, tên của ngân sâm lại trực tiếp bị rơi tiếp xuống thứ 12 vừa nhìn thấy vậy sắc mặt ngân sâm hiển nhiên trở nên cực kỳ khó coi danh tiếng của mộc hàn nguyệt và thường lăng hắn đã từng nghe qua cho nên bị bọn họ vượt qua mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn có thể chấp nhận được nhưng còn cảnh tượng lúc này một kẻ không biết từ đâu mọc ra lại cũng có thể vượt qua hắn lúc này trong lòng ngân sâm thầm nghĩ có phải niết bản bi hỏng rồi hay không nhưng mà bất luận sắc mặt của ngân sâm có khó coi đến thế nào thì ánh kim quang kia vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại ngay sau khi luồng kim quang kia vượt qua tên hắn, nó vẫn tiếp tục đi lên. Trước những tiếng ồ đầy sừng sốt, ánh kim quang lại tiếp tục đẩy tên của Mộc Hàn Nguyệt xuống phía dưới. Ánh mắt Mộc Hàn Nguyệt lúc này đã ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ tuổi đang chắp một tay sau lưng đứng trước niết bàn bi. Xem ra thành vạn tượng lại có một kẻ không dễ đối phó rồi. Thường Lăng cách đó không xa, trên gương mặt bình thản lúc này cũng hiện lên sự ngạc nhiên vẻ mặt vốn dĩ đang muốn xem trò hay cũng đã có chút nặng nề bởi vì hắn có thể nhìn thấy sau khi vượt qua tên của mộc hàn nguyệt ánh kim quang kia cũng còn không có tắt đi ngược lại vẫn tiếp tục tiến lên với tốc độ không nhanh cũng không chậm thứ bảy rồi ở quanh nét bàn bi bỗng rộ lên một trận kinh hô mọi người đều kinh ngạc nhìn ánh kim quang đã leo lên vị trí thứ bảy huyết dịch trong người như đang chảy nhanh hơn lâu lắm không được thấy những kẻ vừa xuất hiện đã nổi trội thế này rồi lâm động đại ca mạnh thật nét mặt tôi nhu đầy ngạc nhiên và vui mừng trong đôi mắt tràn ngập sự sùng bái, thành tích của Tô Khôi đã rất tuyệt rồi, nhưng so với Lâm Động thì vẫn còn kém xa quá. Tô Khôi cũng gật đầu đầy xúc động. Hắn vốn dự đoán Lâm Động đạt tới vị trí thứ 10 đã là không tệ rồi, nhưng không ngờ lại có thể đến được mức này. Giờ xúc động vẫn là hơi sớm đấy. Tiểu Điêu cười cười, hắn biết rất rõ bản lĩnh của Lâm Động, thường lăng mà còn đạt vị trí thứ 5 thì Lâm Động chắc chắn không chỉ có vậy. Nghe những lời như nói đùa của Tiểu Điêu, Tô Nhu càng mừng rỡ hơn, còn Tô Khôi thì có phần kích động con người này thật sự đến từ vương triều hạ cấp sao thực lực này quả thực có thể so sánh được với chiến tướng của vương triều siêu cấp cũng không sai biệt bao nhiêu thứ sáu kìa tiểu điêu vừa dứt lời xung quanh lại có người kêu lên chỉ thấy đạo kim quang đã vượt qua vị trí thứ sáu lại lên rồi sắp vượt thường lăng rồi lại một loạt tiếng kêu nữa vang lên rồi tất cả mọi người nhìn thấy ánh kim quang kia lại tiếp tục tiến lên đầy thường lăng chưa ngồi nóng ở vị trí thứ năm xuống dưới thường lăng đại ca tên này không đơn giản đâu không biết hắn có lai lịch thế nào. Bên cạnh thường lăng, một nam tử nhìn thấy vậy, sắc mặt nặng nề nói. Đúng là vậy. Thường lăng gật đầu, hạ giọng nói, chiến trường viễn cổ này đúng là nơi ngọa hồ tàng long. Không biết rốt cuộc hắn đạt được vị trí thứ mấy. Lên tiếp nữa là chiến tướng của tứ đại vương triều siêu cấp rồi. Những kẻ đó nghe nói đã từng giao đấu ngang tay với cường giả tứ nguyên Niết Bàn. Nam tử đó nói, ta cũng rất hiếu kỳ thường lăng, ngừng lên nhìn dáng người thanh niên đang đứng trước Niết Bàn Bi, hắn muốn biết kẻ vượt qua hắn rốt cuộc có thể thách thức được chiến tướng của vương triều siêu cấp hay không kim quang trên nết bản bi lấp lánh càng ngày càng có nhiều người tập trung lại quanh nết bản bi và ngỡ ngàng nhìn ánh kim quang đang leo dần lên nó đang dần tiếp cận cái tên thứ tư sự huyên náo bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị tất cả ánh mắt đều nhìn đạo kim quang đang ngày một gần cái tên thứ tư hơn dường như tim muốn nhảy cả ra ngoài đến thở cũng không dám thở mạnh vượt qua rồi bỗng có người thét lên trái tim của tất cả mọi người dường như đều thắt cả lại bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy ánh kim quang đó đã vượt qua và thay thế vị trí thứ tư vẫn chưa dừng lại nhưng sau đó tất cả sững sờ nhận ra rằng ánh kim quang vẫn chưa dừng lại một số người không kìm được mà rên lên cảnh tượng sau đó cũng giống như ban nãy kim quang không vượt lên nhanh chóng mà nó có tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn từng bước một tiến lên cuối cùng trước biết bao vẻ mặt kinh hãi nó vượt qua vị trí thứ ba qua vị trí thứ hai vượt qua vị trí thứ hai của địa cấp một làn gió nhẹ thổi qua, thần sắc của tất cả mọi người như đóng băng, nhìn cảnh đó với ánh mắt không thể tin nổi. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ một người lạ mặt mới xuất hiện lại có thể đạt được, đến trình độ ấy. Xếp ở bốn hạng đầu là các chiến tướng của vương triều siêu cấp, đều là nhân vật uy danh hiển hách ở thành vạn tượng. Nhưng giờ lại có một thanh niên không danh tiếng gì đã dễ dàng vượt qua. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được khi chuyện này được lan truyền ra, sẽ gây nên một sự xáo động lớn đến mức nào cho thành vạn tượng tất cả đều trở nên thở gấp, ánh mắt bỗng chốc trở nên rực cháy bọn họ nhìn chằm chằm, vào ánh kim quang chói sáng kia chỉ cần tiến lên một nấc nữa là hắn sẽ đạt đỉnh phong của địa cấp. Điều đó sẽ khiến tất cả mọi người phát điên. Trước những tiếng thở gấp gáp xung quanh, Mộc Hàn Nguyệt tính cách lạnh lùng, thường lăng luôn bình tĩnh cũng phải khẽ nắm tay lại. Bọn họ biết nếu cảnh tượng đó mà xảy ra, thì cả tòa thành sẽ bị chấn động đến mức nào. Ánh kim quang lấp lánh trước bao ánh mắt chăm chú, nhưng không leo tiếp như mọi người nghĩ mà dừng lại một cách kỳ lạ, ánh sáng dần tối lại rồi biến thành hai chữ lớn, lâm động. Ai à, khi cái tên đó xuất hiện, xung quanh nét bàn bi gần như đồng loạt vang lên những tiếng thở dài. Chắc có phần thất vọng vì không thấy cảnh tượng gây chấn động kia. Nhưng tiếng thở dài chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi ngay lập tức là tiếng ồ sừng sốt tất cả cùng nhìn về lâm động, muốn xem xem nhân vật thần bí vượt qua cả ba đại chiến tướng của vương triều siêu cấp rốt cuộc có ba đầu sáu tay như thế nào. Tiểu điêu nhìn bóng lưng lâm động, khẽ nhíu mày, hắn rất hiểu tiềm lực của lâm động hắn biết tại khoảnh khắc cuối cùng chắc chắn lâm động đã kìm chế anh kim quang nếu không hắn hoàn toàn có khả năng vượt lên trên nữa sợ phải đứng mũi chịu xào hay sao nhưng tiểu điêu cũng rất giảo hoạt vừa nghĩ là hiểu được sự lo lắng của lâm động tuy hiện giờ thực lực bọn họ cũng ngày một tăng nhưng ở nơi này không cần thiết phải trở nên nổi bật làm gì cả sắc mặt ngân sâm cứng ngắc nhìn hai chữ lâm động trên cao mà thở dốc một cách khó khăn nếu như Lâm Động chỉ đến vị trí thứ 5 hay thứ 6, thì dù có phải hơi rẻ chừng một chút nhưng hắn cũng không đến mức sợ hãi như bây giờ. Nhưng đáng tiếc thành tích cuối cùng của Lâm Động không phải thứ 5 hay thứ 6 mà là thứ 2. Nhân sâm không phải kẻ ngốc, hắn hiểu thứ tự này có nghĩa là gì. Hơn nữa hắn cũng biết người thanh niên vượt qua ba đại chiến tướng của vương triều siêu cấp tuyệt đối không phải loại hổ giấy. Mộc Hàn Nguyệt chăm chú nhìn thân ảnh đang đứng hiên ngang kia, cặp môi khẽ mím lại, ánh mắt hiện lên thần thái kỳ lạ, không phải nàng ta bị thu hút, mà đó chỉ là biểu hiện thường có của nữ nhân khi nhìn thấy một nam nhân ưu tú, mà thôi. Tiểu Điêu, ngươi cũng thử đi. Lâm Động quay lại, trên gương mặt là nụ cười thản nhiên, chẳng có khí thế, của một người vừa vượt mặt ba đại chiến tướng của Vương Triều siêu cấp chút nào. Nhưng lúc này chẳng có bất cứ ai dám coi thường hắn nữa. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động, cũng không có từ chối, bởi vì hắn hiểu ở thành vạn tượng, nơi ngọa hồ tàng long, cường dài nhiều như lá mùa thu này, muốn đứng vững không thể chỉ lặng lẽ âm thầm là được. Tiểu Điêu bước ra, chầm chầm đặt tay lên nét bàn bi. Khi ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang, ánh kim quang bùng phát rồi xẹt một tiếng, kim quang xông thẳng lên 10 vị trí đầu tiên cuối cùng dừng lại ở ngay phía sau tên của Lâm Động, đẩy người vốn ở vị trí thứ ba xuống dưới. Ánh kim quang ngưng tụ lại thành hai chữ, Lâm Điêu, vị trí thứ ba địa cấp. Cả quá trình không mất quá 5 giây. Khi mà cả quảng trường nhìn Tiểu Điêu ủy oải phủi tay quay về, thì ánh kim quang trên kia vẫn còn chưa kịp tắt hết, tất cả lập tức tĩnh lặng như tờ, Tiểu Điêu trở về, đến lượt Tiểu Viêm tuét miệng cười, bước ra đặt tay lên. Quỳnh, Trước bao ánh mắt đờ đẫn của mọi người xung quanh, ánh kim quang lại xông lên 10 vị trí đầu với thế như trẻ tre, cuối cùng dừng lại ở ngay phía sau tên của Tiểu Điêu, ánh kim quang bắt đầu ngưng tụ lại, lâm viêm. Vị trí thứ tư địa cấp. Vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này đều cứng đờ lại, bọn họ nhìn những cái tên trên kia mà đầu óc muốn choáng váng cả lên. Chỉ chưa đến 10 phút, mà vị trí từ thứ hai đến thứ tư của địa cấp trên niết bản bi, cũng đều đã đổi chủ, Lúc này Mộc Hàn Nguyệt cũng thở hắt ra một hơi, đôi mắt lay động nhìn ba thân ảnh đứng trước niết bàn bi. Một lúc chiếm gọn ba trong bốn vị trí đầu của địa cấp. Ngay cả tứ đại vương triều siêu cấp cũng chưa từng làm được điều này, nhưng ba người lạ mặt này đã làm được. Rốt cuộc bọn chúng là thần thánh phương nào vậy? Mộc Hàn Nguyệt mím môi. Nàng ta biết có lẽ thành vạn tượng, vì sự xuất hiện của ba người này mà càng trở nên ác liệt hơn rất nhiều. Chương 563 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé xung quanh niết bản bị im lặng như tờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về ba thân ảnh phía trước ai cũng hiểu sau khi chuyện này lan truyền ra sẽ gây chấn động thế nào cho thành vạn tượng bốn vị trí đầu cơ bản bị chiến tướng của tứ đại vương triều siêu cấp độc chiếm đã rất lâu rồi nhưng hôm nay ba người bọn lâm động đã một lúc khiến ba vị trí đổi chủ hơn nữa từ tên của ba người này có thể thấy mối liên hệ mật thiết rất có khả năng đến từ cùng một vương triều nếu thật vậy thì thực lực của vương triều đó thực sự rất kinh người Tô Khôi cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, không kìm được chẹt chẹt miệng. Hắn cũng đã cố gắng đánh giá cao Lâm Động nhưng vẫn không thể ngờ Lâm Động có thể đạt được vị trí thứ hai mà Tiểu Điêu và Tiểu Viêm chỉ đứng ngay sau hắn. Thực lực như vậy quả thực có phần đáng sợ. Không biết ba người này tu luyện kiểu gì, rõ ràng chỉ là vương triều hạ cấp nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với chiến tướng của vương triều siêu cấp. Tô Khôi thầm cười khổ, so sánh với ba người bọn Lâm Động hắn mới biết thế nào là khoảng cách. Tô Nhu không nghĩ nhiều như Tô Khôi, thấy ba người lâm động có thành tích ưu tú như vậy, gương mặt tươi cười hớn hở, còn đắc ý liếc nhìn sang Ngân Sâm. Ban đầu hắn đạt vị trí thứ 9 đã ngông nghênh như thế, hiện giờ đã bị đẩy xuống vị trí thứ 14 rồi. Lâm động nhìn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm trở lại, khẽ gật đầu. Hắn biết bản lĩnh của Tiểu Điêu chắc chắn không thể đứng ở vị trí thứ 3. Nếu hắn muốn thì có thể dễ dàng lên thẳng thiên cấp và vượt hết tất cả, nhưng như thế thì quá gây chú ý rồi, Lâm Động ngẩng lên nhìn nét bản bi, phía trên cùng của địa cấp là ba cái tên cùng một họ Lâm vô cùng đáng chú ý. Nhưng hắn chỉ nhìn qua rồi dịch mắt lên trên, ở đó là một cái tên với cỡ chữ lớn hơn. La Thông, đứng đầu địa cấp, Vương Triều Phong Vân. Người của Vương Triều Phong Vân sao? Lâm Động nhìn cái tên xếp thứ nhất mới hiện tên Vương Triều, cặp mắt hơi nheo lại. Hắn quả thật không ngờ kẻ đứng đầu lại là người của Vương Triều Phong Vân. Thực lực của tên La Thông này rất mạnh, nghe nói đang sung kích niết bàn kiếp lần thứ tư, nếu như hắn thành công thì Vương Triều Phong Vân sẽ có thêm một cường giả cấp cao nữa. Phía sau Lâm Động, Tô Khôi nhỏ giọng nói. Xung kích niết bàn kiếp lần thứ tư sao? Lâm Động cười cười, chẳng trách mà vượt qua được ba đại chiến tướng kia, đúng là có chút bản lĩnh. Vừa nói Lâm Động vừa nhìn tiếp lên trên, nhưng trên đó lại bị ánh kim quang bao phủ không thể nhìn rõ được gì. Khu vực thiên cấp của Niết Bàn Bi chỉ có cường giả lên được đó mới nhìn thấy. Phần lớn bọn họ đều là thủ lĩnh của các vương triều siêu cấp, thực lực cực kỳ cường hãn, Lâm Động khẽ gật đầu, nghe nói chỉ cần lên đến thiên cấp là có tư cách xung kích niết bàn kim bảng. Lâm Động nhìn một chút rồi quay người lại, nửa cười nửa không nhìn Ngân Sâm, giờ bọn ta có tư cách đó chưa? Nghe vậy sắc mặt Ngân Sâm tối sầm lại, những cường giả phía sau hắn lúc nãy còn bừng bừng khí thế, lúc này đã chẳng dám thể hiện chút địch ý nào nữa. Nực cười, ba kẻ kia đều là nhân vật có thể sánh ngang với chiến tướng của Vương Triều siêu cấp, bọn chúng cộng cả Ngân Sâm chưa chắc đủ cho đối phương dẫm một cái nữa, Sắc mặt Ngân Sâm trắng đen lẫn lộn, dù hắn ngông cuồng đến mức nào thì đến lúc này cũng không dám nói gì, cười khan một tiếng rồi ù rột quay người rời đi. Lâm Động thấy vậy cũng không có ý định gây hấn, hắn biết với tâm tính của mình, chắc Ngân Sâm biết kẻ nào có thể động vào, kẻ nào không thể. Ba vị bằng hữu tại Hạ Thường Lăng, nếu không chê có thể làm quen hay không? Khi bọn Ngân Sâm bỏ đi, Thường Lăng ở bên cạnh cuối cùng tiến lại, ôm quyền cười với ba người. Lâm Động nhìn nam tử vốn đứng thứ 5 giờ bị ba người bọn hắn đẩy xuống thứ 8, nam tử đó không hề lộ vẻ bất mãn gì, ngược lại có ý chân thành muốn kết giao. Lâm Động cũng cười, cung tay nói, tại hạ Lâm Động, đây là hai huynh đệ của ta, Lâm Điêu, Lâm Viêm. Một vương triều chiếm lĩnh ba trong năm vị trí hàng đầu của địa cấp, đây là lần đầu tiên thành vạn tượng có xảy ra chuyện này. Lâm Động huynh đệ thật có bản lĩnh, nhất định sẽ tỏa sáng trong bách triều đại chiến sắp tới. Thường Lăng chân thành nói, may mắn thôi. Lâm Động cười cười, thường lăng lắc đầu cười khổ trước sự kiểm tra của niết bàn bi thì không có cái gọi là may mắn nhưng lâm động đã không muốn nói nhiều hơn thì hắn cũng nhanh chóng chuyển chủ đề lâm động huynh đệ đến thành vạn tượng chắc vì đấu giá hội vạn tượng hai ngày tới đúng không đấu giá hội vạn tượng lâm động khựng người lại đấu giá hội vạn tượng là nơi hấp dẫn nhất trong thành vạn tượng mỗi hai tháng sẽ có một lần đấu giá hội kiểu này cơ bản coi như có quy cách cao nhất trong cả chiến trường viễn cổ bởi vì qua khỏi thành vạn tượng là chính thức vào tham gia bách triều đại chiến vì thế rất nhiều người muốn có được từ đây một số bảo bối để tăng lực chiến đấu. Tô Khôi ở bên cạnh nói nhỏ. Lâm Động khẽ gật gù, thành vạn tượng là một trong những trọng thành siêu cấp, cường giả tập trung đông vô số kể, ai đó gặp được thứ kỳ bảo gì đó mang tới đấu giá hội, nếu may mắn chưa biết chừng còn gặp được thứ gì đó đáng kinh ngạc. Đấu giá hội lần này nghe nói có cả linh bảo thiên cấp nữa. Nếu ba vị có hứng thú thì đi xem sao. Khi Lâm Động còn đang suy nghĩ thì một bỗng một tiếng cười trong veo, êm tai trượt vọng tới. Lâm Động ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mộc Hàn Nguyệt, không biết từ lúc nào đã đến trước mặt mình. Đà tạ Mộc Cô Nương đã cho biết. Đối với vị mỹ nhân lạnh lùng đến từ vương triều siêu cấp này Lâm Động không dám chậm trễ, lập tức cung tay cười nói. Hắn biết sở dĩ những người này bỗng trở nên nhiệt tình, thậm chí Mộc Hàn Nguyệt tính cách lạnh lùng cũng chủ động nói chuyện với hắn, chẳng qua là vì mấy người bọn hắn xếp thứ hạng cao trên nét bản bi. Thứ hạng ấy ngay các vương triều siêu cấp cũng không thể tùy tiện coi thường. Dù sao nếu lôi kéo được thì sẽ tăng cường thực lực cho bọn họ rất nhiều, thiết nghĩ chắc mộc hàn nguyệt cũng nghĩ vậy dù không lôi kéo được thì cũng tạo được mối quan hệ hữu hảo thì tốt nhất mộc hàn nguyệt khẽ gật đầu lướt mắt nhìn lâm động một cái rồi thôi cũng không thể hiện quá nhiệt tình quay người đi luôn lâm động nhìn theo dáng vẻ đầy thu hút của mộc hàn nguyệt bật cười nữ nhân này không chỉ đẹp mà còn rất thông minh nữa hà hà lâm động huynh mộc hàn nguyệt là đại mỹ nhất nổi danh của thành vạn tượng hơn nữa phía sau nàng ta chính là vương triều cổ nguyệt không ít người có ý đồ với nàng ta muốn một bước lên trời đâu thường lăng thấy lâm động nhìn mộc hàn nguyệt không kìm được cười nói đúng là rất đẹp chỉ là quá xa vời lâm động cười mấy năm nay hắn cũng gặp không ít nữ tử luận dung mạo vẫn chưa có ai hơn lăng thanh trúc còn mộc hàn nguyệt kia vẫn còn kém một bậc nói hắn không hiểu chuyện đời cũng được ít ra thì hồi đó đến lăng thanh trúc cũng không thể khiến hắn quỳ xuống thần phục chứ nói gì đến mộc hàn nguyệt kia biểu hiện của ba người lâm động huynh quá xuất sắc có lẽ sẽ gây chú ý cho một vài vương triều siêu cấp chưa biết chừng bọn họ sẽ có ý thu nạp nữa thường lăng làm như vô ý nói bọn ta tự do quen rồi không có ý định gia nhập vương triều siêu cấp lâm động thản nhiên nói thường lăng cũng là kẻ thông minh nghe vậy khẽ thở phào thực lực ba người bọn lâm động vô cùng mạnh nếu còn được vương triều siêu cấp nào đó thu nạp thì đối với hắn chẳng phải tin gì tốt hai người nói chuyện thêm một lát thường lăng mới quay người rời đi bọn lâm động cũng không định ở lại rời khỏi quảng trường trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người Tô Khôi Huynh, có lẽ bọn chúng ta sẽ đến đấu giá hội xem thế nào. Rời khỏi quảng trường, Lâm Động cười cười, nói với Tô Khôi. Ừm, um, để ta sắp xếp. Tô Khôi gật đầu. Hắn đã ở thành vạn tượng một thời gian, việc gì cũng rõ hơn bọn Lâm Động, những việc thế này để hắn làm là thích hợp nhất. Sao, ngươi cũng hứng thú với đấu giá hội à? Tiểu Điêu ể oải nói. Linh bảo thiên cấp, dù thế nào cũng phải đi xem một chút xem sao. Thứ đó uy lực quá mạnh, rơi vào tay kẻ khác sẽ là thứ vũ khí sát thương kinh người đấy. Lâm Động gật đầu, khẽ nói. Đến trong viễn cổ bí tàng cũng chưa được thấy Linh Bảo Thiên Cấp, không ngờ nó lại xuất hiện trong đấu giá hội ở đây, không biết là từ đâu ra. Bởi vì sự tồn tại của Linh Bảo Thiên Cấp, xem ra thành vạn tượng sẽ không tránh khỏi một trận tranh đoạt đẫm máu rồi. Trường 564 trời tối dần, bóng đêm bao phủ xuống thành vạn tượng rộng lớn, nhưng sự huyên náo và sôi sục trong thành vẫn không có dấu hiệu dịu đi, mà ngược lại còn ngày một tăng lên. Bọn lâm động tìm một nơi khá yên tĩnh để dừng chân, thành vạn tượng rất rộng lớn, nên dù có vô số cường giả, từ khắp các nơi đến những vẫn không khiến tòa thành trở nên chật trội. Không ngoài dự đoán của cả bọn, sau cuộc kiểm tra ở Niết Bản Bi, chủ đề nóng hổi của tòa thành đã tập trung vào ba người bọn lâm động. Vương Triều Các Phương đều tìm hiểu thông tin về bọn họ. Rõ ràng là việc ba trong bốn vị trí đầu của Niết Bản Bi, đổi chủ đã gây nên chấn động không nhỏ. Ba nhân vật sánh được với các chiến tướng của Vương Triều siêu cấp cũng đáng cho bất cứ Vương Triều nào lôi kéo. Tại nơi rừng chân, ba người lâm động ngồi yên lặng, mắt tuy ý quét vào màn đêm, dường như cảm nhận được có không ít ánh mắt đang lén nhìn mình trong bóng đêm. Những người này cũng thật phiền phức. Lâm động bất lực lắc đầu, nói. Việc mọi người đã làm quá chấn động, được quan tâm như vậy cũng là bình thường. Tô Khôi cười nói. Sau khi biết thực lực của ba người lâm động, hiển nhiên hắn cũng yên tâm hơn. Hắn nghĩ, có lẽ Vương Triều Phong Vân đúng là mạnh thật, nhưng ba người lâm động cũng đều không phải là loại tầm thường. Được sự bảo vệ của bọn họ chắc Tô Nhu sẽ an toàn. Có điều, sự bảo vệ này cũng khiến hắn có phần không được tự nhiên. Nói thật, hắn không phải có quan hệ thân thiết gì với bọn Lâm Động, nhưng bọn họ lại ra tay giúp đỡ, chấp nhận vì bọn hắn mà đắc tội Vương Triều Phong Vân. Hành động này trong mắt Tô Khôi quả thực là hơi khó tin. Lâm Động nhìn Tô Khôi bỗng không nói gì, thấy vẻ mặt hắn cũng không che giấu thần sắc, Lâm Động nhìn sang Tô Nhu, khẽ nói, "Tô Khôi huynh, huynh không cần nghĩ quá nhiều, thế gian này đúng là không có sự bảo vệ nào vô cớ cả." huynh có thể coi như bọn ta xem trọng tiềm lực của tô nhu nên ra tay tương trợ ta nghĩ chắc huynh cũng biết rõ nếu như tô nhu có thể khống chế được sức mạnh thần bí kia thì cô ấy sẽ mạnh mẽ đến mức nào nói cách khác chỉ cần các tông phái siêu cấp phát hiện ra sức mạnh to lớn trong tô nhu thì cô ấy lập tức sẽ được nhận làm đồ đệ tiền đồ của cô ấy sẽ rất sán lạn hà hà thế gian này là vậy có những lúc một phần duyên phận lại quan trọng hơn chính phần nỗ lực nói đến cuối cùng ngay lâm động cũng không khỏi khẽ thở dài Nghĩ đến chiến trường viễn cổ này có vô số thiên tài để được lọt, vào mắt tông phái siêu cấp đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng bị sự cạnh tranh tàn khốc hạ gục. Nhưng Tô Nhu lại có cơ duyên từ trên trời rơi xuống, mà có được khả năng được tông phái siêu cấp để mắt tới. Chuyện này đúng là dễ khiến người ta phát điên. Tô Khôi hơi khựng lại nhìn Lâm Động, cười khổ rồi gật đầu. "Nhưng ngươi cũng đừng quá coi thường. Nhiều phúc duyên đúng là khiến mình rút ngắn được con đường phải đi, nhưng có lúc đó cũng không phải chuyện tốt đâu." Những cường giả đình cao trên thế gian này, không phải chỉ dựa vào phúc duyên đâu tiểu điêu ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Lâm động cười cười, cũng không nói gì thêm, nhìn Tô Nhu nói, người có cách giúp Tô Nhu khống chế sức mạnh bên trong cơ thể nàng ta không? Nghe thế Tô Khôi và Tô Nhu lập tức nhìn tiểu điêu đầy hy vọng, đặc biệt là Tô Nhu, sức mạnh trong cơ thể đã khiến nàng ta vô cùng khổ não, Tiểu Điêu lộ vẻ trầm ngâm, một lúc sau mới nói, thời gian gần đây ta cũng đã thăm dò qua, tinh thần lạc ấn còn lại trong sức mạnh ấy vì thời gian trôi qua, mà trở nên khá mỏng manh. Đó cũng là tin tốt, nhưng muốn khống chế vẫn hơi khó. Nghe vậy tôi nhu lộ vẻ thất vọng. Khó, nhưng cũng có cách phải không? Lâm Động rất hiểu Tiểu Điêu, chỉ cần Tiểu Điêu không hoàn toàn phủ nhận thì chắc hắn sẽ có cách. Có. Tiểu Điêu gật đầu, nói, nhưng cần phải có các loại nguyên liệu khá đặc biệt, bọn chúng ta không có vừa hay hai hôm nữa có đấu giá hội, nếu lấy được nguyên liệu đó thì ta có thể giúp cô ấy khống chế một chút sức mạnh. Tuy không phải tất cả, nhưng nếu kiểm soát được một chút cũng có được lực chiến đấu rất lớn. Thật sao? Tô Khôi mừng rỡ. Lâm Điêu đại ca thật giỏi. Tô Nhu bỗng chốc vui mừng, nhìn dáng vẻ, nếu không phải vì còn hình tượng thiếu nữ thì sợ là cô đã chạy lại, mà ôm lấy Tiểu Điêu rồi. Đừng mừng sớm quá. Sức mạnh đó dù sao cũng không phải của ngươi, dù có khống chế được nó thì vẫn có hạn chế rất lớn, Tiểu điêu ủe oải nói. Hơn nữa tính cách của ngươi cũng phải sửa đi. Nếu muốn theo bọn ta tham gia bách triều đại chiến, thì tay sẽ khó tránh khỏi dính máu tanh. Chưa biết chừng còn phải lấy mạng của kẻ khác nữa. Nếu cứ sợ sệt này nọ thì có khi sẽ liên lụy đến bọn ta đó. Tiểu điêu bình thản nói nhưng khiến sự mừng rỡ trên gương mặt Tô Nhu thu lại khá nhiều. Tô khôi cười khổ, nhìn Tô Nhu đang nắm chặt tay. Hắn cũng biết muội muội hắn tính cách quá yêu đuối, trong nơi đầy hiểm ác này, cô giống như chú cừu non đứng giữa bầy sói vậy lâm động mím môi nhìn tôi nhu cắn môi trong lòng có chút cảm giác không nỡ với độ tuổi của nàng đến tham gia trận chiến tàn khốc này thật sự không dễ dàng gì lâm điều đại ca yên tâm đến lúc đó ta sẽ không gây ảnh hưởng gì đến mọi người đâu cô nàng thiếu nữ khẽ nắm chặt tay một lúc sau ngừng lên trên gương mặt ánh lên sự quật cường tiểu điêu xoa mũi thấy ánh mắt kỳ lạ của bọn lâm động chép miệng nói hừ, lúc nào cũng khiến ta phải làm người xấu tiểu điêu vừa dứt lời bỗng nhíu mày lại Đồng thời lúc đó Lâm Động cũng chầm chầm ngẩng đầu lên. Nhìn bầu trời đen kịt, Lâm Động nói, đã đến rồi thì xuất hiện đi. Trốn trốn núp núp như vậy là hành vi của kẻ tiểu nhân. Tiểu viêm đang nhắm mắt tu luyện bên cạnh cũng mở mắt, tay nắm lại, cây thiết côn lập tức xuất hiện. Hà hà, không hổ là nhân vật đứng thứ hai trong địa cấp. Một tiếng cười vang lên trong không khí, bóng đêm chuyển động, một thân ảnh màu xám xuất hiện trên không trung ở ngoài sân. Lâm động nhìn nam tử áo xám vừa hiện thân, dung mạo hắn bình thường không có gì đặc biệt chỉ là hai tay hở ra dưới ống tay áo có phần nhợt nhạt mơ hồ trên đầu ngón tay còn có hàn quang một nam tử bình thường như vậy nhưng khiến lâm động phải nheo mắt lại hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm như ẩn như hiện từ trên người nam tử kia la thông tô khôi ở bên cạnh khi nhìn thấy thân ảnh kia sắc mặt lập tức thay đổi kêu lên thất thanh la thông kẻ đứng đầu địa cấp sao lâm động cười chẳng trách mà hắn có khí thế như vậy Bọn ta bị không ít vương triều chú ý đến, nhưng người xuất hiện đầu tiên thì thật là đáng ngạc nhiên đấy. Lâm động khẽ nói. Các ngươi gây chấn động lớn như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó. La thông bình thản nói, rồi chậm chậm đáp xuống phía trên bức tường. Nói đi, người đến có việc gì? Các ngươi đã giết bọn nghiêm mạch phải không? Lâm động nhìn chăm chăm Lâm động, khẽ nói. Ừm. Bất ngờ, Lâm động đã gật đầu trả lời vô cùng thẳng thắn nếu hắn đã mang theo tô khôi tôi nhu đến thành vạn tượng thì chắc chắn biết sẽ bị vương triều phong vân nhắm tới bọn chúng là người của vương triều phong vân chúng ta các ngươi không nên động thủ la thông chậm rãi nói ngữ khí rất bình tĩnh nhưng rất cương quyết không có ai là bọn ta không thể động thủ cả tiểu điêu nói ánh mắt la thông lạnh tanh trên bàn tay nhợt nhạt hàn quang chuyển động đôi mắt sắc như đao nhìn ba người lâm động nói các ngươi nên biết cô nương kia là người mà vương triều phong vân bọn chúng ta cần Ta nghĩ, bọn ta cùng bọn họ xuất hiện ở thành Vạn Tượng đã nói rõ điều gì rồi phải không? Lâm Động hơi nhíu mày, nếu ngươi đến chỉ để nói những lời này thì mời đi cho. Ta thay mặt Vương Triều Phong Vân chuyển tới các ngươi câu này, ba ngươi bản lĩnh không tệ, nếu gia nhập Vương Triều Phong Vân, bọn ta đảm bảo các ngươi sẽ gia nhập tông phái siêu cấp một cách thuận lợi. Có điều trước đó bắt buộc phải giao cô nương kia cho bọn ta. La Thông nheo mắt, ngón tay bỗng quét qua không khí, bỗng chốc một cành cây phía trên đầu Lâm Động rời thân ta cũng không nói nhiều những lời uy hiếp làm gì. Hy vọng ba vị hiểu được, nếu không có lẽ sẽ không thể ra khỏi tòa thành này. Vì một người không quen biết mà hỏng chuyện thì thật không hay. Ngón tay lâm động khẽ gõ lên tựa ghế, bình thản nhìn cành cây rơi xuống, nơi bị cắt phẳng lý như gương. Ta đã chuyển lời rồi, còn lựa chọn thế nào tùy thuộc ba vị. Hy vọng ngày mai ta sẽ biết đáp án. La thông nhìn ba người lâm động rồi quay người định đi. Không cần đến ngày mai. Lâm động khẽ nói. La thông khựng người lại, hơi nghiêng đầu nhìn lâm động, ngay bây giờ ta sẽ cho ngươi đáp án lâm động ngẩng lên trên gương mặt dần hiện lên nụ cười sáng trói nhưng đầy hàn ý nhìn nụ cười đó ánh mắt la thông tối sầm lại hàn ý dâng tràn hắn trừng trừng nhìn lâm động nói gần từng chữ đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày chương 565 màn đêm lan tỏa không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo dường như có những dòng khí lưu lạnh thấu xương đang chuyển động lâm động ngẩng lên nhìn la thông toàn thân bao bọc bởi khí tức sắc lạnh tựa như biến thành thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ khí tức khiến người ta lạnh run người nói thật có lúc ta cũng thấy mình có chút không biết trời cao đất dày nhưng từ khi vào không gian viễn cổ này ta đã không biết trời cao đất dày mà đi được đến tận đây lâm động cười nói vậy có lẽ đây sẽ là điểm cuối cùng của ngươi la thông nói vừa dứt lời khí tức quanh người hắn mạnh mẽ hơn trên đầu ngón tay hắn thậm chí còn có ánh sáng lạnh lẽo chắc đêm nay phần lớn mọi người sẽ chú ý đến chỗ này nhưng nếu ngươi đã làm tiên phong vậy ta sẽ truyền đạt tới người suy nghĩ của bọn ta Lâm Động quét mắt vào màn đêm, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang từ khắp nơi tập trung về đây. Trong đó chắc chắn có không ít người có ý đồ lôi kéo ba người bọn họ. Và lúc này Lâm Động cũng muốn cho bọn họ câu trả lời rõ ràng. Tiểu Viêm đứng dậy, thân hình to lớn đồ sộ tạo nên một áp lực rất lớn, khí hung sát tỏa ra từ trong cơ thể khiến ngay cả La Thông cũng phải nheo mắt lại. "Để Lâm Động động thủ đi." Tiểu Điêu phẩy phẩy tay, không hề có ý động đậy thân người. Sau khi lướt mắt qua La Thông là hắn thu ngay ánh mắt lại tô khôi nhìn tiểu điêu hiện giờ hắn cũng khá hiểu về ba người lâm động trong ba người này dường như lâm động là người không bao giờ hết tuyệt chiêu tiểu viêm thì hung hăng nhất một khi đã động thủ thì sát khí khiến kẻ khác hồn bay phách lạc còn tiểu điêu lại là kẻ thần bí hơn cả lúc nào cũng về bất cần đời thậm chí chẳng hề sợ hãi trước vương triều siêu cấp ba người này khiến tô khôi phải than thầm có lẽ trong bách triều đại chiến bọn họ sẽ trở thành những nhân vật nổi trội nhất Nghe vậy Tiểu Viêm khựng lại, sau khi thấy Lâm Động khẽ gật đầu hắn mới ngồi xuống, nhưng thân thể vẫn hơi ngả về trước như ác hổ rình mồi, luôn sẵn sàng bộc phát lực sát thương kinh người. "Chỉ một mình ngươi?" La Thông nhẹ lướt ngón tay phía trước mặt, không khí lập tức rách một mảng. Hắn nhìn Lâm Động bình thản nói, "Vị trí thứ hai và thứ nhất tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi không hiểu rõ khoảng cách trong đó. Đối phó với người một mình ta là đủ." lâm động cười ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh băng thân thể khẽ rung kim quang lập tức tràn ra hóa thành kim thân cháo chói lòa keng keng kim thân xuất hiện lập tức xung quanh phát ra những tiếng kim loại va chạm ánh lửa bao quanh quầng sáng mơ hồ dường như có đòn công kích âm thầm xâm thực lâm động khóe miệng lâm động khẽ nhếch lên chân bước ra soạt một tiếng biến thành hắc ảnh bay tới như chớp nháy mắt lâm động đã xuất hiện ở phía trước la thông bước chân ra nguyên lực cuồng bạo cuộn trào hình thành nên một con cự tượng khổng lồ bao quanh người thánh tượng băng thiên tràng con cự tượng kim sắc bao bọc quanh thân lâm động với một khí thế dung chuyển trời đất hung hăng lao về phía la thông thấy vừa tay là lâm động đã dùng ra công kích mạnh mẽ như vậy la thông thoáng nheo mắt lại hơi lui sau một chút hai ngón tay trụm lại khí thế mạnh mẽ cũng bộc phát triệt để linh kiếm chỉ xoẹt từ đầu ngón tay la thông bắn ra một luồng khí sắc bén hình thành nên một cây cự kiếm xanh thẫm dài đến mười mấy trượng hàn quang bao phủ lưỡi kiếm, trước vô số ánh mắt chăm chú hung hăng bổ xuống con cự tượng đang lao tới, keng. Hai bên lao vào nhau, âm thanh giòn tan biến thành những làn sóng âm thanh chói tai ra lòa ra khắp nơi. Giờ ta sẽ cho người thấy khoảng cách giữa vị trí thứ hai và thứ nhất. Hàn quang trong mắt la thông ngưng tụ lại, bỗng hắn quát lên, một luồng nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể hắn. Luồng sức mạnh đó đã vượt qua thực lực của tam nguyên niết bàn, la thông đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư, trong bóng đêm, không ít ánh mắt đều bị chấn động, hiển nhiên lúc này bọn họ cũng mới biết La Thông đã thuận lợi vượt qua nét bản kiếp, lần thứ tư, như vậy thực lực của Vương Triều Phong Vân đã tăng cao rất nhiều. Rắc, nguyên lực của La Thông bùng nổ, lưỡi kiếm ánh sáng cũng ngày một mạnh mẽ, trên con cự tượng kim sắc xuất hiện vô số những đường rạn nứt, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Kim quang phát nổ, một đạo thân ảnh cũng như ẩn như hiện bên trong đó. Kim tôn chỉ, chảm sơn nhạc, La thông một chiêu phá vỡ công kích của lâm động, không những không có dấu hiệu dừng lại mà ngược lại hàn quang càng lạnh lẽo hơn, chỉ ấn biến hóa, từ xa chỉ về phía lâm động rồi vung xuống. Uỳnh, luồng hàn khí vô hình ngưng tụ lại nơi đầu ngón tay la thông, khí thế đó khiến không ít người phải dùng mình. Chỉ chớp mắt, hàn khí tụ lại thành một cây kiếm kim sắc khổng lồ. Ẩn hiện trên cây kiếm còn có một đạo hư ảnh, tựa như tôn giả của kiếm vậy, Hư ảnh xuất hiện, khí thế của cự kiếm tăng cao, khí thế ấy cũng khiến không ít cường giả tam nguyên niết bản cũng phải thấy lạnh người. Bọn họ biết mình không thể chống đỡ được sát chiêu này của La Thông. Đệ nhất địa cấp đúng là danh bất hư truyền. Lâm động chết dưới linh vũ kỹ của ta ngươi cũng không oan đâu. Con đường trong chiến trường viễn cổ của ngươi đến đây là kết thúc. Ánh mắt La Thông sắc lạnh như đao, giọng nói lạnh băng vang lên. Rồi hắn không cho Lâm Động bất cứ cơ hội nói nào, từ xa ngón tay cung xuống, cự kiếm cùng khí thế đáng sợ chém xuống Lâm Động cách đó không xa. Ẩm. Cự kiếm chém xuống, một vài tòa nhà lập tức nổ tung thành từng viên đá vụn. Tốc độ của cự kiếm cực nhanh, trước vô số ánh nhìn chăm chú, dường như chỉ chớp mắt đã chuẩn xác chém xuống đạo thân ảnh kia. Kết thúc rồi. Khi cự kiếm chém xuống, tất cả mọi người đều có ý nghĩ như thế. Chiêu này của La Thông có lẽ đủ để chém chết một cường giả tam nguyên niết bản bình thường, niết bản kim thân ở tầng thứ kia căn bản không thể chống lại được mức sát thương này ken bị cự kiếm chém chúng nhưng khi tất cả đều tưởng thân ảnh đó sẽ trọng thương thì nơi có ánh kim quang bỗng vang lên âm thanh giòn tan rồi ngay sau đó là một luồng sức mạnh kinh người bùng phát ánh sáng trói lóa một lần nữa bùng phát từ thân ảnh đó chỉ có điều lần này không phải kim quang mà là một màu xanh kỳ dị thanh quang bùng phát trong đêm vô cùng gây chú ý mọi ánh nhìn bao gồm cả của la thông đều bắn ra rồi đột ngột thu lại thanh quang thu về, một vầng thanh quang xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú. Trên đó là một đạo long ảnh khổng lồ đang chuyển động. Áp lực đáng sợ lan tỏa từ không trung khiến ai nấy cũng phải run rẩy. Cự kiếm kim sắc vừa hay bị long ảnh khổng lồ ngậm chặt khiến nó không thể động đậy được, hơn nữa hàn khí trên kiếm cũng bị chế ngự hoàn toàn. Sát chiêu của La Thông đã bị lâm động chặn đứng. Trong màn đêm thầm vang lên vô số tiếng thở gấp gáp cho thấy sự chấn động trong lòng bọn họ trên ánh thanh quang thân ảnh đó dần ngẩng lên nhấc bàn tay phủ đầy vải xanh óng ánh một đạo khí tức mạnh mẽ mà quỷ dị tỏa ra thanh long thủ bàn tay bỗng nắm lại long ảnh trên quần sáng màu xanh lập tức ngoạ một miếng bùm một âm thanh chói tai vang lên trước vô số ánh mắt kinh hoàng cây cự kiếm nổ tung muốn giải quyết ta ít nhất thì ngươi không đủ tư cách ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé Cự kiếm nổ tung, một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy hàn ý vang lên trong đêm. Chương 566 Bùm! Thanh cự kiếm nổ tung, những nơi bị mảnh vỡ bắn tới, không khí thợ hồ cũng như rách toạc, những tòa nhà phía bên dưới đều bị xuyên thủng thành những cái lỗ tối đen ngòm. Trong bóng tối, ánh mắt không ít kẻ đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chẳng ai ngờ Lâm Động với thực lực Tam Nguyên Niết Bàn, lại có thể đánh bại được công kích của La Thông. Hai bên giao đấu gần như không có màn khởi động, vừa ra tay đã dùng những công kích kinh người cả hai đều biết đối phương không phải loại tầm thường nên ra tay không hề có ý nương tình chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cuộc chiến đã trong tình huống vô cùng nguy hiểm tô khôi không kìm được nuốt nước bọt một cái ánh mắt nhìn về hướng thân ảnh đứng sừng sững trong ánh thanh quang kia con người này luôn có những tuyệt chiêu khiến người ta phải kinh ngạc tiểu điêu thì vẫn bộ dạng uể oải ban nãy dường như chẳng có gì bất ngờ với hắn cả tuy là thông đã bước vào tứ nguyên niết bàn nhưng rõ ràng là chưa được bao lâu chỉ có vậy mà muốn áo đảo lâm động thì đúng là mơ giữa ban ngày huống hồ lâm động đã có thanh long thủ vũ kỹ thần bí ngay cả tiểu điêu cũng không dám chính diện đối kháng la thông nhìn chằm chằm thân ảnh trong ánh thanh quang sự ngạc nhiên mất dần và thay vào đó là sự trầm trọng hiện giờ hắn đã biết là không thể xem kẻ trước mặt kia là kẻ tầm thường được nữa xem ra ta đã coi thường ngươi rồi giọng la thông trở nên trầm đục hắn vươn ra hai ngón tay trắng bệch cặp lấy một mảnh vụn của cự kiếm ánh mắt sắc lạnh như đao nhưng mặc dù như vậy, ta vẫn phải cho ngươi biết rằng, đối địch với vương triều phong vân ta không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Long ảnh trườn dài trên vầng thanh quang, cuối cùng dần tiêu biến đi, thân ảnh lâm động một lần nữa xuất hiện. Thanh quang thu lại, hàn quang trên lớp vải xanh trên cánh tay lâm động lại càng đậm đặc, hắn ngừng lên, đôi mắt có vài phần thanh sắc cũng ánh lên hàn quang, ta cũng phải cho ngươi biết rằng, ngươi đã đánh giá cao mình quá rồi. Xoẹt vừa dứt lời ánh mắt lâm động lạnh băng thân hình lao vút ra để lại những đạo tàn ảnh thanh quang xé tan không khí xuất hiện phía trước la thông với tốc độ kinh người tốc độ của lâm động khiến la thông giật mình nhưng rồi nguyên lực trào dâng từ trong người hắn hắn biết ở đây có vô số kẻ đang quan sát đêm nay dù chỉ vì thể diện của vương triều phong vân hắn cũng nhất định phải hạ gục lâm động thanh long chỉ ánh thanh quang trói mắt bùng phát từ trong cơ thể lâm động cuối cùng nhanh chóng tụ lại trên ngón tay phải của hắn một ngón tay của lâm động bỗng phình to một cách quỷ dị vải xanh mọc ra từng tầng chỉ nháy mắt ngón tay hắn đã biến thành một chiếc long chỉ dài đến một thước trên long chỉ mọc đầy vải xanh một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa trên đầu ngón tay lấp lánh ánh hàn quang đủ để xuyên thùng không gian đây là long chỉ thật sự chứ không phải do nguyên lực biến thành hóa long quyết mà thanh trĩ cho lâm động vốn có lực tạo hóa nghịch thiên khi tu luyện đến đại thành nhục thể gần như có thể sánh ngang với long tộc đương nhiên với thực lực hiện tại của lâm động không thể đạt đến mức đó nhưng cũng miễn cưỡng cũng long hóa được một ngón tay chiếc long chỉ cỡ lớn xuất hiện trên bàn tay lâm động hiển nhiên nhìn rất quái dị nhưng sức mạnh lan tỏa ra từ nó khiến sắc mặt la thông trở nên vô cùng nặng nề xoẹt long chỉ xuất hiện lâm động không chút chậm trễ quét nhanh ngón tay long chỉ không khí như tách ra làm đôi thanh quang bắn về phía la thông với tốc độ của sấm sét dẹt dẹt nhìn thấy một màn như vậy ngay lập tức la thông vận khởi nguyên lực ấn pháp biến hóa hét lên kiếm thuẫn chỉ nguyên lực điên cuồng ngưng tụ lại phía trước la thông nháy mắt biến thành một cây cự kiếm nhìn tự như tấm lá chắn phòng ngự kiên cố keng kiếm thuẫn vừa hình thành thì thanh quang đã đến trước vô số ánh mắt đang chăm chú quan sát thanh quang giáng xuống kiếm thuẫn gây nên âm thanh chói tai binh năng lượng đáng sợ bùng phát từ nơi tiếp xúc dưới tác động của sức mạnh ấy la thông bị đánh bay ra sau hàng trăm mét trên kiếm thuẫn tóe ra vô vàn những tia lửa lâm động tiến về trước la thông thì bị năng lượng đẩy bay ra sau ai cũng có thể thấy lần giao đấu trực diện này lâm động đã hoàn toàn chiếm ưu thế sắc mặt la thông tối sầm lại hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong công kích của lâm động không ngờ sau khi hắn đã dùng hết sức phòng ngự mà vẫn bị đẩy về sau như thế này nhưng công kích như vậy chắc lâm động cũng không thể duy trì được lâu chỉ cần kiên trì là hiệp sau nhất định la thông hắn có cơ hội lật ngược ván cờ Nghĩ vậy, hai mắt la thông ánh lên hàn quang sắc lạnh, nhưng cũng đúng lúc ấy hắn nhìn thấy lâm động nhếch mép như cười chế diễu. Phá, khóe miệng nhếch lên, lâm động bỗng thu cánh tay lại, long chỉ bỗng rung lên với tốc độ đáng sợ, một vòng sóng âm thanh chói tai lan tỏa. Nhìn cảnh tượng đó, đồng tử la thông lập tức có rút lại, dùng sức chấn động tăng sức phá hoại sao. Nhục thế của hắn lại mạnh đến mức độ đó. Thanh long chỉ, chấn sát thanh long chỉ rung lên với tốc độ cao, tạo ra vô số những đạo tàn ảnh nhanh như chớp bắn về phía kim thuẫn. Rắc rắc, sóng âm thanh chói tai phát ra từ kiếm thuẫn, đồng tử la thông có rút lại như đầu kim, bởi vì hắn nhìn thấy, trên kiếm thuẫn nguyên lực bao quanh người hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Phá, ánh mắt lâm động lạnh như băng, hét lên một tiếng, đầu ngón tay rung động càng mãnh liệt hơn. Rắc rắc. Vết nứt ngày một dày đặc, chốc lát sau, trước ánh mắt kinh hãi của La Thông, cả tấm lá chắn bùm một tiếng nổ tung mảnh vỡ bay ra khắp trời lâm động vẫn nhìn thẳng về trước cánh tay rung lên thanh quang xuyên qua vô số mảnh vỡ nhanh như chớp bắn thẳng lên ngực la thông ken nhưng thân thể la thông không hề bị xuyên thủng một âm thanh giòn tan vang lên kinh lực lan tỏa y phục của la thông rách tan để lộ ra một tấm nội giáp màu đen trên đó lấp lánh ánh dị quang hiển nhiên đây là một kiện linh bảo không tầm thường có điều ánh sáng của nó có phần tối lại rõ ràng là sau khi đỡ một chiêu của lâm động nó đã bị tổn thương rất lớn Phụt. Nhưng mà mặc dù có linh bảo hộ thế, thoát khỏi công kích chí mạng, nhưng sức mạnh còn dư lại vẫn đủ để khiến La Thông hộc máu. Hắn bay ngược ra sau, rồi hắn tranh thủ lực đẩy xoay người chạy trốn. "Lâm Động, ngươi sẽ phải hối hận." La Thông đã chạy ra xa, vẫn hận gầm lên. Trong bóng tối, cả tòa thành lúc này như trở nên tĩnh lặng, vô số ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Đệ nhất địa cấp đã là tứ nguyên niết bàn, vậy mà La Thông lại bị Lâm Động đả thương phải bỏ chạy. Hắn thật quá cường hãn mọi ánh mắt không kìm được đổ dồn về nam tử đang đứng trên không bọn họ thật sự không hề tin nổi la thông lại thua trong tay hắn mà gan hắn cũng lớn thật đả thương la thông căn bản là khiêu chiến với vương triều phong vân hai vị thủ lĩnh của vương triều phong vân chắc chắn không để yên đâu một vài người lẩm bẩm một mình bọn họ có thể tưởng tượng được vương triều phong vân sẽ phẫn nộ thế nào trước sự khiêu khích của lâm động Chương 567 đêm dần về khuya, trong không gian vẫn còn động lại dư âm của luồng năng lượng cuồng bạo khiến những kẻ quan sát nơi đây trong bóng tối phải thầm kinh hãi. Phía bắc tòa thành, trên một ngọn tháp cao, một vài thân ảnh đang đứng đó nhìn về hướng vừa nổ ra trận đại chiến, trong mắt là thần thái không thể nói rõ. Thật thú vị, thực lực của hắn cũng không tệ. Đứng đầu những người đó là một nam tử vẻ mặt tuấn giật, y phục trắng tựa ánh trăng, hắn thu ánh mắt lại, khóe miệng vẽ lên nụ cười thích thú, tuy ta tiếp xúc với hắn không nhiều nhưng ta biết hắn không phải loại người chịu đứng dưới kẻ khác vương triều phong vân muốn thu nạp hắn kết cục như vậy là khó tránh phía sau nam tử bạch y là một dáng người yêu điệu với y phục trắng như tuyết chính là mộc hàn nguyệt mà lâm động đã từng gặp lúc này nàng ta cũng thu ánh mắt về trong mắt vẫn động lại chút chấn động chưa dứt rõ ràng trận đại chiến vừa rồi đã vượt quá dự liệu của nàng ta không dễ lôi kéo sao ba người bọn lâm động ta thấy đều không phải loại đơn giản nếu lôi kéo được thì sẽ là trợ lực không nhỏ cho bọn chúng ta nam tử kia nói khó lắm mộc hàn nguyệt lắc đầu nhìn về hướng la thông chạy trốn nàng ta khẽ nói hành động của la thông chính là vết xe đổ sở dĩ lâm động ra tay động thủ thật ra cũng là muốn thể hiện cho bọn chúng ta thấy suy nghĩ của hắn hắn không có ý định đi theo bất cứ vương triều nào hoặc có thể nói là không có bất cứ vương triều nào có tư cách thu nạp hắn dù là những vương triều siêu cấp như bọn chúng ta hà hà quả nhiên là một kẻ kiêu ngạo nam tử kia cười nói loại người này nếu không thu nạp được thành thủ hạ thì có thể dùng cách khác để tạo mối quan hệ hiện giờ bọn chúng đã đắc tội với vương triều phong vân đó cũng là tin tốt với vương triều cổ nguyệt bọn chúng ta mộc hàn nguyệt nói nam tử kia gật đầu trầm ngâm nói hiện giờ chắc chắn vương triều phong vân sẽ tập trung chú ý vào đấu giá hội bọn chúng nhất định muốn có được thứ linh bảo thiên cấp đó nếu bọn chúng lấy được thì ở thành vạn tượng e là không ai có thể chống lại nổi bọn họ Ngoài vương triều cổ nguyệt chúng ta còn có hai vương triều siêu cấp khác, cũng muốn có thứ linh bảo thiên cấp đó. Bọn họ cũng sẽ không để vương triều phong vân dễ dàng có được đâu Mộc Hàn Nguyệt nói. Cái này còn phải tranh đấu một phen, ai có được linh bảo thiên cấp là sẽ có ưu thế không nhỏ trong bách triều đại chiến. Vì thế chẳng ai dễ dàng từ bỏ cả. Phía nam tòa thành, trên một đài cao, hai thân ảnh đang ngồi quanh một bàn cờ. Vút, lúc ấy một âm thanh xé gió từ xa truyền tới, một đạo thân ảnh máu me khắp người đáp xuống, đứng sau hai thân ảnh đang ngồi, vẻ mặt khổ sở, chính là La Thông vừa bại trong tay Lâm Động. Nghe nói Lâm Động hắn có được truyền thừa của một trong tứ đại huyền tông. Không ngờ một kẻ đến từ vương triều hạ cấp lại có thể đi xa đến vậy, thật không dễ dàng gì. Một người đang ngồi ngẩng lên nhìn La Thông, cười nhạt nói. Thực lực của hắn đúng là không tệ, hơn nữa vũ kỹ mà hắn thi triển vô cùng quỷ dị, la thông nghĩ lại vũ kỹ kỳ dị mà lâm động biến ra long chỉ không kìm được nói có lẽ là vũ kỹ của thanh long điện người đang ngồi còn lại cũng ngẩng lên sắc mặt hắn trắng bệch như bị bệnh nhưng trong màu trắng đó dường như lại có huyết khí vô tận đang chảy tên tiểu tử đó không chịu giao ra tôi nhu bọn chúng ta phải làm sao la là thông nhỏ giọng nói chúng ta nhất định phải có được tiểu nữ tử đó nếu có được thứ sức mạnh ấy chắc chắn bọn chúng ta sẽ nổi trội trong bách triều đại chiến dù phải đối mặt với những đối thủ đặc biệt yêu nghiệt, bọn chúng ta cũng không phải sợ. Nam tử có sắc mặt trắng bệch mỉm cười bình thản, ngón tay khẽ điểm lên bàn cơ, nói: "Nếu thật sự hắn không biết điều, bọn chúng ta giải quyết là xong." Nói đến cuối cùng hắn nhếch mép lên cười dữ dằn. La Thông gật đầu, hàn quang tràn ngập trong mắt. Đương nhiên trước lúc đó bọn chúng ta phải có được thứ linh bảo thiên cấp đó từ đấu giá hội đã, thứ đó mà vào tay bọn chúng ta thì chẳng phải sợ ba đại vương triều siêu cấp kia. Còn loại nhãi nhép như Lâm Động thì càng không đáng bận tâm. Thân ảnh đối diện nam tử trắng bạch cuối cùng cất giọng khàn đặc, hắn hơi ngẩng lên, gương mặt đầy sẹo ngang dọc vô cùng dữ tợn. "La Thông, về dưỡng thương trước đi, cứ để bọn chúng đắc ý vài hôm, đến lúc đó ân oán sẽ giải quyết cho hết." Quân cờ trong tay nam tử mặt đầy sẹo bỗng rơi xuống bàn cờ, một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng phát, tất cả quân cờ trên bàn đều nát thành bụi. "Vâng." La Thông gật đầu liên tục, không nói gì thêm nữa, cúi người đi ra. Thật phiền phức, nếu không phải vì không muốn gây ra nhiều chuyện vào lúc này, thì thật muốn ra tay giải quyết hắn ngay. Nam tử mặt sẹo ngẩng lên, ánh mắt như dã thú nhìn về nơi xa, lẩm bẩm nói: "Yên tâm, chỉ cần có linh bảo thiên cấp thì bọn chúng sẽ không chạy thoát đâu. Ta lại thấy sót cái giá phải trả để mua được thứ linh bảo thiên cấp kia. Nếu không phải là ở thành Vạn Tượng thì ta đã động thủ cướp luôn rồi." Nam tử mặt trắng bệch nói: "Bỏ ra có nhiều, đến lúc đó sẽ lấy lại hết là được." Nam tử mặt sẹo cười, hàm răng trắng toát tỏa ra hàn ý, hà hà, phải. Nam tử mặt trắng bệch ngẩng lên, lầm bẩm, không một ai trong các ngươi chạy được. Những đoạn đối thoại tương tự thế xuất hiện ở không ít nơi trong thành vạn tượng. Trận giao đấu đêm nay đã quá bất ngờ, vốn mọi người tưởng rằng trước thực lực tứ nguyên niết bàn của La Thông, Lâm Động chắc chắn sẽ bị áp đảo. Nhưng cuối cùng kết quả lại là La Thông trọng thương chạy trốn. Lâm Động đã thể hiện thực lực kinh người, nhưng nhiều người đều hiểu, đúng là uy phong thật nhưng rốt cuộc đã chọc giận Vương Triều Phong Vân, dù sau hai vị thủ lĩnh chưa xuất đầu lộ diện của vương triều phong vân mới là nhân vật đáng sợ thật sự trên bầu trời lâm động bình tĩnh nhìn về hướng la thông tháo chạy rồi từ từ đáp xuống tô khôi nhìn lâm động trở về thầm nuốt một ngụm nước miếng thực lực của lâm động rõ ràng một lần nữa đã khiến tô khôi bị chấn động hắn nhận ra rằng từ sau khi quen biết lâm động hắn đã không ngừng bị kinh ngạc vì thực lực mà lâm động thể hiện ra xem ra lần này bọn chúng ta đã thực sự động vào vương triều phong vân rồi tiểu điêu cười cười lâm động khẽ gật đầu nhìn tô khôi nói vương triều phong vân có hai thủ lĩnh nữa à? ừm hai kẻ đó thực lực rất mạnh khác với cường giả mới bước vào tứ nguyên niết bản như la thông bọn chúng đã vào tầng thứ này rất lâu rồi hơn nữa bọn chúng còn đứng trong hàng thiên cấp của niết bản bi nhắc đến bọn chúng sắc mặt tô khôi trở nên nặng nề hắn cũng biết chuyện hôm nay coi như đã đắc tội triệt để với vương triều phong vân rồi có lẽ không lâu sau bọn chúng sẽ động thủ đến lúc đó mới kinh thiên động địa thật sự hơn nữa thủ đoạn của hai kẻ cũng rất tàn ác hồi mới đến thành vạn tượng trong một đêm bọn chúng đã tiêu diệt đến năm vương triều cao cấp thậm chí đã từng giao đấu với vương triều siêu cấp như cổ nguyệt cuối cùng kinh động đến cả người của tống phái siêu cấp trấn thủ ở đây lúc ấy tranh chấp mới hết tiêu diệt năm vương triều cao cấp lâm động nheo mắt thủ đoạn quả nhiên tàn ác trong tứ đại vương triều siêu cấp ở thành vạn tượng vương triều phong vân là mạnh nhất cộng với la thông là có đến ba cường giả đã là tứ nguyên niết bàn trong khi đó ba vương triều siêu cấp khác chỉ có một cường giả đạt đến mức đó lâm động gật gù trong lòng cảm thán xem ra vương triều siêu cấp cũng phân chia mạnh yếu ít nhất thì từ bề ngoài vương triều phong vân mạnh hơn ba vương triều còn lại không ít chả trách mà bọn chúng có thể nghênh ngang như thế trong tòa thành này cái gọi là bách triều đại chiến nói trắng ra chính là nơi các vương triều siêu cấp tranh tài các vương triều khác ngoài một số rất ít người rất có cơ duyên và bản lĩnh muốn đi đến cuối cùng đại bộ phận đều phải dựa vào vương triều siêu cấp người thường muốn ngang hàng thậm chí nổi trội thật sự là quá khó tô khôi thở dài nói lâm động cũng rất đồng ý với điều đó người của các vương triều siêu cấp khi vào không gian này đã thuộc tầng thứ rất cao dù không tốn công sức tìm bảo tàng truyền thừa gì thì cũng đã vượt qua chín phần người tham dự người thường muốn cạnh tranh với những nhân vật không cùng khởi điểm xuất phát này đâu phải dễ nhưng thế gian này vốn đã không có sự công bằng tuyệt đối muốn đòi hỏi gì từ mặt này cũng chỉ khiến kẻ tầm thường càng trở nên tầm thường mà thôi nhiều nhất chỉ thêm oán khí giữa tứ đại vương triều siêu cấp cũng không phải hòa bình đấu giá hội lần này có lẽ sẽ làm tăng thêm ân oán nghe nói tứ đại vương triều đều muốn có thứ linh bảo thiên cấp kia bất luận nó rơi vào tay ai thì chắc chắn thành vạn tượng đều sẽ không yên tĩnh và tất cả ân oán sẽ càng thêm quyết liệt lâm động gật gù rồi ngừng lên nhìn màn đêm dường như tòa thành đang sắp có sóng gió ập tới đến khi đấu giá hội ngày kia kết thúc, chắc đó cũng là lúc tòa thành này sẽ hỗn loạn nhất. Mà lúc đó có lẽ Vương Triều Phong Vân sẽ ra tay với hắn chương 568 Bách Triều Đại Chiến. Ngày một tới gần, hai ngày nay dòng người đổ về thành vạn tượng ngày một đông hơn. Càng ngày có càng nhiều cường giả từ khắp các nơi trong chiến trường viễn cổ đến đây, khiến nhân khí vốn đã đáng sợ của tòa thành đã lên một tầm cao mới. Trong hai ngày này cũng có không ít người mới đến kiểm tra ở nét bản bi, nhưng không có một ai xung kích được 10 vị trí đầu chứ đừng nói đến mức như bọn lâm động. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu người không muốn thể hiện toàn bộ thực lực, vì dù sao thành vạn tượng là nơi ngọa hồ tàng long, ai đến đây cũng có tâm thái đầy cảnh giác, đương nhiên không muốn vừa đến là để lộ hết tiền vốn. Nhưng dù thế nào thì điều này cũng không thể che giấu được sự xáo động mà ba người bọn Lâm Động đã tạo nên. Đêm đó cuộc giao đấu giữa Lâm Động và La Thông đã có không ít người nhìn thấy, có lẽ giờ trong thành vạn tượng không ai là không biết Lâm Động, kẻ dám thách thức vương triều phong vân nhưng sau sự việc đêm đó điều khiến mọi người hơi ngạc nhiên đó là vương triều phong vân vốn không thể chịu nổi có gai trong mắt đồng thời từng tiêu diệt năm vương triều cao cấp ở thành vạn tượng lại rất yên tĩnh không hề có dấu hiệu sẽ tìm đến bọn lâm động đương nhiên một vài người nhanh nhạy đã dựa vào tình báo có được cũng lờ mờ đoán được điều gì đó bọn họ biết ân oán này chắc chắn không thể dễ dàng kết thúc như vậy chỉ là vương triều phong vân không muốn vì bọn lâm động mà phân tán sự chú ý mà thôi Mục tiêu lúc này của bọn chúng chính là linh bảo thiên cấp sẽ xuất hiện trong đấu giá hội kia. Khi đấu giá hội có kết quả thì có lẽ sẽ là lúc để tính sổ. Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự bình yên trước cơn bão. Cùng với tin về linh bảo thiên cấp được lan truyền ta, trong hai ngày đã có càng ngày càng nhiều cường giả đổ đến thành Vạn Tượng. Ai cũng biết sự lợi hại của linh bảo thiên cấp, nếu may mắn có được nó thì thực lực sẽ đại tăng, trong bách triều đại chiến sẽ chắc chắn hơn được phần nào. Trước sự hấp dẫn của linh bảo thiên cấp, tòa thành ngày một trở nên hỗn tạp trong sự chờ đợi của tất cả mọi người hai ngày đã trôi qua đấu giá hội vạn tượng cuối cùng cũng đến địa điểm diễn ra đấu giá hội là một khu đấu trường khổng lồ ở phía bắc thành là một trọng thành siêu cấp đương nhiên thành vạn tượng không thiếu đất đai dù người có đông thế nào thì đấu trường này vẫn dung nạp được khi bọn lâm động đến đấu trường nơi đây đã đông nghẹt người dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lâm động vẫn không khỏi cảm thán bọn lâm động tiến vào đấu trường lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ hướng về phía mình chỉ trong hai ngày ngắn ngủi bọn lâm động đã trở thành nhân vật mà tất cả mọi người trong thành vạn tượng đều biết đến ha ha xem ra sức hút của linh bảo thiên cấp quả thực không nhỏ ngay cả lâm động huynh mà cũng bị hấp dẫn nữa lâm động vào đấu trường không lâu là có một tiếng cười vang lên lâm động quay ra nhìn thì thấy thường lăng cùng một nhóm người đang bước nhanh tới lâm động cũng không có ác cảm gì với thường lăng xuất thân của thường lăng cũng không phải quá cao đi được đến bước này cũng đã phải bỏ ra rất nhiều điểm này bản thân lâm động hiểu rất rõ thường lăng huynh lâm động cung tay cười lâm động huynh một đêm đã thành danh cuộc chiến đêm đó thực sự khiến người ta phải kinh ngạc thường lăng thành thật nói đêm đó khi thấy la thông tìm đến lâm động hắn còn lo cho bọn lâm động nhưng không ngờ cường giả danh tiếng hiền hách cuối cùng lại bị lâm động đánh phải tháo chạy biểu hiện hôm đó của lâm động chỉ có thể hình dung bằng từ đáng kinh ngạc những người xung quanh la thông cũng nhìn lâm động với ánh mắt kính sợ trong mắt bọn họ vương triều siêu cấp đều là những sự tồn tại lớn lao bọn họ vô cùng khâm phục dũng khí cũng như bản lĩnh dám thách thức vương triều siêu cấp của lâm động trước những ánh mắt ấy lâm động chỉ có thể cười chẳng ai lại muốn vô cớ gây thù chuốc oán với ai hắn cũng như vậy chỉ là có những lúc sự việc lại không như người ta mong muốn lâm động huynh ta biết có lẽ huynh cũng đến đây vì linh bảo thiên cấp nhưng theo tin tình báo ta có được thì sợ là vương triều phong vân sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt này nhưng một khi linh bảo thiên cấp rơi vào tay bọn chúng chắc chắn bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn ác liệt nhất để giải quyết ân oán với kẻ thù và rất có thể huynh sẽ là người đầu tiên thường lăng nhìn xung quanh rồi bỗng nói lâm động hơi khựng lại rồi khẽ gật đầu nói đa tạ ta sẽ cẩn thận thấy thế thường lăng vốn định khuyên hắn hãy sớm rời khỏi thành vạn tượng chỉ đành lắc đầu cười khổ hai người nói chuyện thêm một lát rồi thường lăng dẫn nhóm người tiến lại chỗ ngồi phía trước đấu trường xem ra vương triều phong vân cũng có chuẩn bị trước khi đến Nhìn nhóm người thường lăng đi, Lâm Động cũng suy nghĩ, nhưng mặc dù rằng thực lực của Vương Triều Phong Vân hùng hậu nhưng lẽ nào thực sự có thể vượt mặt được ba vương triều siêu cấp khác sao? Chưa đến phút cuối thì cũng khó nói được điều gì. Vào chỗ ngồi thôi. Lâm Động lắc lắc đầu không nghĩ nữa, rồi dẫn cả bọn tìm chỗ ngồi ở khu giữa đấu trường. Hai ngày nay thành vạn tượng đã có thêm không ít cường giả sau khi vào ngồi, Tiểu Điêu quét mắt ra xung quanh, bỗng nói: Lâm Động cũng khẽ gật đầu, trong đấu trường này xen lẫn vô số khí tức, nhưng vẫn cảm nhận được một số luồng khí tức rất mạnh ở trong đó. Trong đó còn có một số gần bằng với La Thông, rõ ràng những cường giả này đều bị linh bảo thiên cấp hấp dẫn. Khi Lâm Động đang chú ý xung quanh, trong đấu trường bỗng trở nên ồn ào. Từ không trung vang lên âm thanh xé gió, chỉ thấy mấy chục thân ảnh bay tới rồi đáp xuống phía trước đấu trường. Người của vương triều Cổ Nguyệt sao? Lâm Động nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong số đó, chính là Mộc Hàn Nguyệt bên cạnh nàng ta còn có một nam từ bạch y sức mạnh tỏa ra từ người hắn khiến lâm động phải nheo mắt sức mạnh ấy hơn la thông không chỉ một bậc đó là thủ lĩnh của vương triều cổ nguyệt mộc lân tô khôi nhìn thân ảnh đó sắc mặt trầm trọng nói thực lực mạnh thật lâm động gật gù từ trên người mộc lân lâm động có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm khiến hắn phải thầm cảm thán người của vương triều siêu cấp thật khiến người ta phải ngưỡng mộ khi lâm động đang chú ý quan sát thì mộc lân dường như cũng có phát giác ra hắn ngoảnh lại bắt gặp ánh mắt của lâm động thì chợt nở nụ cười thân thiện thấy nụ cười đầy thiện ý đó lâm động cũng gật đầu cười đáp lại hắn không phải loại ngu ngốc nếu không bị ép đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đối địch với những vương triều siêu cấp lớn mạnh kia người của vương triều cổ nguyệt xuất hiện không lâu thì có thêm hai nhóm người nữa bay vào với tư thái cao ngạo trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người đáp xuống phía trước đó là ô thác của Vương Triều Sâm Chi một trong tứ đại Vương Triều siêu cấp. Hắn cũng là nhân vật được Niết Bàn Bi phán định là thiên cấp. Tô Khôi chỉ vào nam tử mặc lục bào, tóc hắn cũng có màu xanh, nhưng bề mặt da hắn lại rất khô, thậm chí có dấu hiệu nứt nẻ, nhìn rất quỷ dị. Khí tức tỏa ra từ hắn không hề thua kém mộc lân Bên kia là mặc phần của Vương Triều Ly Hỏa, hắn cũng là từng uy chấn một phương bên kia là một người to cao vạm vỡ, để trần nửa thân trên, sau lưng là hình xăm hỏa diệm đang ngồi trên thạch kỳ, nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng tỏa ra khiến không khí quanh đó, vài trượng đều rất khô và nóng. Thủ lĩnh của hai vương triều siêu cấp còn lại sao? Lâm động lướt mắt nhìn hai thân ảnh có khí tức mạnh mẽ kia, khẽ gật đầu. Không hổ là nhân vật nằm trong thiên cấp của Niết Bản Bi, quả nhiên không tầm thường. Tuy những kẻ đến được đây đa phần đều không tầm thường, nhưng so với ba kẻ kia thì khoảng cách quá rõ ràng, tiếp theo chắc là vương triều phong vân sẽ ra mặt phải không lâm động hơi nhau mắt lại một lúc sau hắn liền cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực lớn từ xa truyền tới cuối cùng giống như cuồng phong xông vào đấu trường ha ha xem ra các vị đến sớm thật nhưng linh bảo thiên cấp kia vương triều phong vân ta đã nhất quyết phải có được hôm nay ta muốn xem xem ai có bản lĩnh tranh đoạt cùng bọn ta một tiếng cười lớn với sự bao bọc của nguyên lực hùng hồn vang vọng trong đấu trường khiến không ít người đinh tay nhức óc nhưng chẳng có ai dám thể hiện sự bất mãn Lâm Động từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa thì thấy nguyên lực không ngừng ngưng tụ, rồi hai thân ảnh xuất hiện ngạo nghệ trước bao ánh mắt chăm chú. Lúc này, hai đạo thân ảnh cũng quay đầu lại, hai ánh mắt sắc bén hơn la thông nhiều lần dừng lại trên người Lâm Động. Đấu trưởng vốn huyên náo lập tức trở nên tĩnh lặng, ngay cả Mộc Lân cũng phải nghiêng điều nhìn. Vương Triều Phong Vân quả nhiên bá đạo. Lâm Động nhìn hai ánh mắt đó, khẽ nói, Nghe vậy, nam tử có sẹo trên mặt nhếch mép cười, tiếng cười khiến người ta phải lạnh xương sống vang vọng trong đấu trường, ngươi chính là Lâm Động à? Rất tốt, ta đã quyết định số mạng cho ngươi rồi. Chương 569 tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp đấu trường khiến không ít người mặt biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được sát ý đậm đặc trong tiếng cười ấy. Mọi ánh mắt chuyển sang tập trung lên người Lâm Động, nhưng điều khiến tất cả bất ngờ đó là, đối diện với sự uy hiếp của thủ lĩnh uy danh hiển hách của Vương Triều Phong Vân, mà Lâm Động vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ, Chẳng ai biết được kẻ to gan dám khiêu khích vương triều Phong Vân này rốt cuộc đang nghĩ gì. Bên cạnh Lâm Động, tiểu điêu bình thản liếc nam tử mặt sẹo, trong đôi mắt có phần tím đen cũng ánh lên chút hàn quang. Nụ cười hồn hậu của tiểu Viêm lúc này cũng biến mất hoàn toàn, một thứ sát khí kinh người dần tỏa ra, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa đầy sát ý, rồi giọng nói hung bạo trầm đục vang ra, "Giỏi thì ngươi thử xem." Toàn đấu trường một lần nữa tĩnh lặng, tất cả nhìn tiểu Viêm đứng dậy tựa như người khổng lồ sự hung bạo tỏa ra từ người hắn khiến không ít người phải kinh hãi. Bọn người một lần cũng ngạc nhiên, ánh mắt càng trở nên kỳ dị, chắc hắn không thể ngờ trước sự uy hiếp của Vương Triều Phong Vân mà Lâm Động vẫn dám cao ngạo như vậy. Đúng là có bản lĩnh. Thấy vậy, ngược lại nam tử mặt sẹo bật cười, một luồng sức mạnh hung sát tràn ra nhưng lại không có ý định ra tay ngay. Chỉ nói bằng miệng thôi thì ai chả làm được. Ta nghĩ có ân oán gì thì đợi sau khi đấu giá hội kết thúc rồi giải quyết sẽ tốt hơn lâm động bỗng quay sang tiểu viêm xua tay nói ha ha nói cũng đúng đợi khi kết thúc đấu giá hội những kẻ đối địch với vương triều phong vân bọn ta đều sẽ không thoát được thân ảnh bên cạnh nam tử mặt sẹo cũng quay mặt sang lộ ra gương mặt trắng bệch hắn nhìn lâm động rồi cười đầy thâm ý sau đó ngồi lại vào thạch kỷ vậy cho các ngươi sống thêm được một lúc hãy trân trọng chút thời gian này đi những vết sẹo trên mặt nam tử mặt sẹo chuyển động nhìn vô cùng hung dữ ánh mắt hắn u tối nhìn tiểu viêm rồi từ từ ngồi xuống lúc ấy không khí trong đấu trường mới được thả lỏng một chút không ít ánh mắt đều nhìn về phía bọn lâm động hiển nhiên bọn họ không thể hiểu dũng khí của những con người ấy ở đâu ra mà có thể không hề sợ hãi với hai vị thủ lĩnh uy danh hiển hách của vương triều phong vân này ba vương triều siêu cấp còn lại cũng nhìn bọn lâm động với ánh mắt kỳ lạ khó hiểu tiếp đó dòng người ngày một đông đổ về đây biển người đen kịt như không có điểm cuối khiến người ta nhìn mà có cảm giác ra đầu tê dại kẻ mặt sẹo kia tên mãnh liệt ở thành vạn tượng hắn còn một cái tên khác là đồ phu Nghe nói từ sau khi hắn vào không gian viễn cổ này, số mạng người chết trong tay hắn không dưới 100, thủ đoạn vô cùng tàn ác. Ở bên cạnh, Tô Khôi nói nhỏ với Lâm Động: "Đồ phu mãnh liệt." Lâm Động khẽ gật đầu, quả nhiên người như cái tên, sát khí của mãnh liệt khác với sự vốn có của Tiểu Viêm, rõ ràng sự khát máu của hắn sau này mới có. Thủ lĩnh còn lại của Vương Triều Phong Vân là Phong Thương, nếu nói mãnh liệt là một con dã thú chỉ biết tàn sát, thì Phong Thương lại là con rắn độc trốn trong bóng tối khiến người khác khó lòng đề phòng hơn nữa theo ta được biết hình như hắn có được truyền thừa của một tông phái viễn cổ nào đó thực lực thâm sâu khó dò không hổ là vương triều siêu cấp lâm động lại gật đầu mắt nhìn hai thân ảnh khiến nhiều người phải sợ hãi không thể không thừa nhận mãnh liệt và phong thương đúng là không phải những kẻ tầm thường nếu không phải lúc này lâm động có hai trợ thủ đắc lực thì lâm động cũng rất khó chống lại bọn chúng nhưng thế gian này không hề có cái gì gọi là nếu Nhớ hồi hắn mới bước vào không gian viễn cổ, bên cạnh không hề có trợ lực, tiểu viêm vẫn chưa thoát khỏi thú thể, tiểu điêu vẫn là thể yêu linh, hai người không thể trợ giúp gì nhiều, hắn chỉ có thể một mình chống chọi với kẻ địch, không thể tránh khỏi có lúc thảm hại. Nhưng những lúc đó lâm động đều vượt qua được, huống hồ là hiện nay. Khi bọn lâm động đang nói chuyện ở phía trước, nam tử tên phong thương đan mười đầu ngón tay lại, nhìn về phía trước nói, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ. Yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa, ta nghĩ bọn một lần chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên, Mãnh Liệt cười nói, Phong Thương khẽ gật đầu, nheo mắt lại đầy nham hiểm và độc ác. Sau khi kết thúc, mấy tên tiểu tử đó tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không được chết cũng không xong." Mãnh Liệt cười hung hăng. Linh bảo thiên cấp vào tay ta rồi thì bọn chúng chỉ là bọn nhãi nhép, tùy ngươi xử trí." Phong Thương lạnh lùng nói. Mãnh Liệt nhếch mép, định nói gì đó thì bỗng ngẩng lên, nhìn về cự đài ở trung tâm đấu giá hội, ở đó có một thân ảnh đang chậm chậm đi ra. Người đó đến gần mọi người mới nhận ra đó là một nam tử trung niên mặc áo xám, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ. Khi nam tử đó vừa xuất hiện lâm động lập tức nhìn rồi nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ lớn từ người kẻ đó. Hắn chính là người được tông phái siêu cấp sắp xếp đến chấn thủ trong thành vạn tượng, tên Tống Tần. Nhưng chưa ai từng thấy hắn động thủ cả, đương nhiên chỉ cần hắn lên tiếng thì vương triều siêu cấp cũng không dám phản đối. Vì phía sau hắn có tông phái siêu cấp làm chỗ dựa. Tô Khôi nói, Hừm, con người này không đơn giản, trước mặt hắn nếu không có bản lĩnh thì chỉ tự chuốc nhục vào thân thôi. Tiểu điêu bỗng cười nói, chắc hắn cũng cảm nhận được sức mạnh cường hãn ẩn giấu trong nam tử trung niên kia. Lâm động khẽ gật đầu, nếu ai nghĩ kẻ trước mặt kia chỉ có cái danh của tông phái siêu cấp thì quá ngu ngốc. Người bỗng nhiên xuất hiện trên đài lập tức trở thành trung tâm chú ý của đấu giá hội. Hiển nhiên ai ở đây cũng biết thân phận của hắn, nhất thời mọi ánh mắt đều trở nên kính sợ, thậm chí những vương triều siêu cấp cũng thu lại sự cao ngạo của mình, các vị đều đến đây vì đấu giá hội vạn tượng quy tắc ở đây ta cũng không nói nhiều cấm giao đấu ai vi phạm bất luận là vương triều cao cấp hay siêu cấp thì cũng đều bị trục xuất nếu tái phạm tước bỏ tư cách tham gia bách triều đại chiến các vị đã rõ chưa nam tử trung niên chắp tay sau lưng bình thản quét mắt khắp đấu trường giọng nói hùng hồn vang vọng đến tai của tất cả mọi người khi nhìn đến chỗ lâm động, ánh mắt hắn hơi dừng lại một chút rồi quay đi, nhìn sang tiểu điêu thì dường như ánh lên vẻ nghi hoặc, hắn cảm giác được sự nguy hiểm từ con người trẻ tuổi tuấn mỹ kia. Ảo giác chăng? Cảm giác đó chỉ vừa lướt qua là biến mất, khi hắn ngưng thần lại thì chẳng có cảm giác đó nữa, hắn tự nhủ, nhìn tiểu điêu thêm một chút rồi quay đi. Cảm chi của hắn cũng nhạy bén thật, xem ra tinh thần lực của hắn đã luyện rất tinh thông rồi. Khi nam tử trung niên chuyển ánh mắt đi chỗ khác, tiểu điêu khẽ nói. Lúc này lâm động mới thầm thở phào, khi hắn thấy nam tử kia chú ý tiểu điêu, hắn còn sợ tiểu điêu sẽ bị bại lộ thân phận, nhưng hình như hơi lo lắng quá rồi. Vật phẩm đấu giá hội lần này không quá nhiều, nhưng đều qua những sự lựa chọn cẩn thận đều là vật phẩm hiếm có. Ta nghĩ chắc cũng không ít người có hứng thú với bọn chúng. Trên đài cao, nam tử trung niên quét mắt nhìn, vùng ống tay áo, vài chục đạo ánh sáng chói lòa bay ra, cuối cùng hiện lơ lửng ở trên đài. Xoẹt, tất cả đều tập trung ánh mắt vào đó trong luồng sáng kia bọn họ có thể cảm nhận được một sức mạnh rất lớn chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng biết thứ này không phải tầm thường phía trên cùng là một quầng sáng tím to cỡ đầu người xung quanh có rất nhiều vòng sáng mơ hồ còn có những đợt sóng năng lượng lan tỏa cả đấu giá hội đều tĩnh lặng ngay sau đó gần như tất cả bao gồm cả lâm động ánh mắt đều rực cháy bọn họ đều biết chỉ có thứ gì mới có được sức mạnh đáng sợ đó lâm động liếm liếm môi mắt nhìn chăm chăm quầng sáng tím đó chính là linh bảo thiên cấp sao? Chương 570, quầng sáng màu tím lơ lửng ở nơi cao nhất, xung quanh bao bọc bởi những vòng sáng nhìn vô cùng thần kỳ. Sức mạnh đặc biệt, mà lớn mạnh đó đã khiến nó trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt nhìn nó đều như rực cháy và đầy ham muốn. Thiết nghĩ, nếu giờ không có Tống Tần tọa chấn ở trên đó, nếu không phải hắn là đại diện tông phái siêu cấp, thì có lẽ sẽ không ít kẻ mất đi lý trí mà xông tới cướp bảo vật rồi. Chuyện như thế có lẽ hiếm gặp ở thế giới bên ngoài nhưng trong chiến trường viễn cổ thì đó là chuyện bình thường ở đây chỉ cần ngươi có sức mạnh thì chẳng ai dám ngăn cản trên đài đấu giá tống tần bình thản nhìn khung cảnh sao động một lúc sau hắn mới vẫy tay một quầng sáng bay xuống rơi vào tay hắn ánh sáng tan đi biến thành một cây kiếm dài ba thước vật phẩm đầu tiên linh bảo địa cấp linh phong kiếm cây kiếm này đứng vị trí cao nhất trong linh bảo địa cấp về độ sắc bén của nó đến niết bàn kim thân của cường giả tam nguyên niết bản cũng không dám thách thức Tống Tần nắm tay lại, thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, nguyên lực dâng tràn, mũi kiếm bắn ra một luồng kiếm quang sắc bén. Ngay lập tức, một tảng đá xanh khổng lồ trên đài đấu giá bị gọt bắt một mảng, nơi ánh sáng đi qua phẳng lì như gương. Linh phong kiếm, giá 30 vạn niết bản đan. Tống Tần thu kiếm lại, bình thản rồi nói. Rõ ràng Tống Tần không phải chuyên gia bán đấu giá, ngữ khí bình thản kiểu đó thường rất khó tạo không khí, nhưng lúc này mọi vật phẩm đều rất tuyệt hảo nên không khí không vì thế mà nguội lạnh. 32 vạn, Luận mức độ sắc bén, Thanh Linh Phong kiếm này đúng là vượt xa rất nhiều linh bảo địa cấp, mà Niết bàn kim thân chính là dấu hiệu của cường giả niết bàn cảnh, nếu có vũ khí linh bảo khi giao đấu với kẻ khác đúng là sẽ có ưu thế rất nhiều. Vì thế khi Tống Tần vừa dứt lời lập tức có người lên tiếng, "35 vạn." Sắc mặt Lâm động vẫn bình thản, hắn chỉ nhìn vào quần sáng nơi cao nhất, rõ ràng là trên đó có phong ấn, vì thế hắn căn bản không thể nhìn xuyên vào trong xem rốt cuộc nó là thứ gì. Nhưng dựa vào tinh thần lực nhạy bén lâm động, có thể mơ hồ cảm giác được sự khác biệt của quầng sáng đó so với những quầng sáng khác. Lâm động huynh, nếu muốn tranh đoạt linh bảo thiên cấp, trong tay mà không có 500 vạn niết bản đan thì sợ là đến cơ hội lên tiếng cũng không có đâu. Nhân lúc mọi người đang tranh giành linh phong kiếm, Tô Khôi nói với Lâm động, "500 vạn? Nhiều vậy sao?" Tô Nhu ở bên cạnh thốt lên kinh ngạc vì con số đó, chắc nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy số lượng tài phú lớn đến như vậy đấy chỉ là số tối thiểu thôi linh bảo thiên cấp vốn là thứ cực hiếm có bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện những vương triều siêu cấp thực lực hùng hậu kia sao có thể dễ dàng bỏ qua tô khôi cười khổ nói lâm động cười cười trong tay hắn hiện giờ cũng không có nhiều niết bản đan trong viễn cổ bí tàng hắn cũng không chú tâm vào niết bản đan nhưng tuy không có nhiều niết bản đan nhưng hắn lại có thứ khác ví dụ như một số linh đan kỳ dị hắn có được trong đan thất cuối cùng của viễn cổ bí tàng thứ đan dược đó giá trị không hề thấp tùy ý lấy một cái ra cũng đủ mua lượng lớn nhất bản đan. Vì thế dù có phải so tài lực với các vương triều siêu cấp này lâm động, cũng không sợ. Dù sao thì lần này dù phải dùng đến thủ đoạn gì hắn, cũng nhất định phải lấy được nó. Khi lâm động đang nói chuyện với Tô Khôi thì cuộc cạnh tranh đầu tiên đã hạ màn. Linh Phong Kiếm đã được mua bởi một cường giả đến từ một vương triều cao cấp với giá 50 vạn nhất bản đan. Vài vật phẩm sau đó vẫn là linh bảo địa cấp uy lực không tệ, có món thuộc công kích, cũng có món là phòng ngự, nói chung đều là thứ rất có giá trị, có một món linh bảo tên là địa viêm thạch đã bán với giá 80 vạn nết bản đan, khiến nhiều người phải tặc lưỡi. Vật phẩm bán ra ngày một quý hiếm hơn, không khí trong cuộc đấu giá cũng ngày một sôi nổi. Nhưng tứ đại vương triều siêu cấp và một số vương triều cao cấp thực lực rất mạnh chưa có dấu hiệu tham gia. Hiển nhiên bọn họ không muốn lãng phí tài lực vào mấy thứ đồ không quan trọng kia. Lâm Động cũng không động lòng trước mấy món linh bảo địa cấp ấy, mười ngón tay đan vào nhau, mắt hơi cụp xuống lặng lẽ chờ đợi thứ mình cần tiếp theo sẽ là một loại linh dược khá đặc biệt bình hành linh quả có lẽ ít người biết đến sự tồn tại của thứ linh dược này nhưng hiệu quả của nó thì không có gì phải nghi ngờ khi tu luyện nguyên lực có khi năng lượng trong cơ thể vì một số nguyên nhân nào đó mà trở nên bạo động thứ bình hành linh quả này có thể khiến số năng lượng đó trở lại cân bằng trên đài đấu giá trên tay tống tần bỗng xuất hiện một loại quả màu xanh to cỡ bàn tay trên đó còn tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ lạ bình hành linh quả Nghe cái tên này Lâm Động sững người, rõ ràng là nó rất xa lạ với hắn. Quả nhiên là có thứ này, xem ra ta cảm ứng không sai. Mua đi, có nó ta có thể giúp Tô Nhu khống chế được sức mạnh trong người nàng ta. Tiểu Điêu ở bên cạnh bỗng trở nên phấn khích, nói: "Ồ." Lâm Động khựng lại, thì ra Tiểu Điêu vẫn đang chờ thứ này. Thứ linh quả này không có nhiều tác dụng với cường giả niết bàn cảnh, vì đa phần người đã lên đến tầng thứ này, trong người chỉ có một loại năng lượng là nguyên lực. Linh quả chỉ phát huy tác dụng thật sự với cường giả sinh tử huyền cảnh. Rất nhiều cường giả sinh tử huyền cảnh đã mất mạng về, không thể khống chế cân bằng hai loại sinh tử khí. Tiểu Điêu cười nói, nếu thứ này xuất hiện ở bên ngoài thì chắc đã bị cường giả sinh tử huyền cảnh, tranh cướp đến máu chảy đầu rơi. Nhưng ở đây thì không nhiều người biết được tác dụng của nó. Nhiều loại sức mạnh, Lâm động khựng lại một chút, hình như hắn cũng khá giống như vậy. Người không cần đến nó đâu. Càn khôn cổ trận tốt hơn những loại linh quả này rất nhiều, ngươi đúng là may mắn sau này ngươi sẽ được thể nghiệm lợi ích mà trận pháp đó đem lại nhắc đến càn khôn cổ trận trong cơ thể lâm động ngay cả tiểu điêu cũng không khỏi tặc lưỡi bình hành linh quả một trăm vạn niết bản đan tống tần thản nhiên thốt lên con số khiến bên dưới phải rộ lên rất nhiều người không thể ngờ một thứ linh dược lại đắt đến vậy tống tần cũng không nói gì thêm đương nhiên hắn biết sự quý giá của bình hành linh quả nhưng hắn cũng hiểu rất có thể nó sẽ không được chấp nhận ở đây vì nó không phải thứ dùng cho những người ở tầng thứ này không gian bỗng tĩnh lặng hơn, mọi người xì xào bàn tán nhưng không ai ra ra cả. Một trăm vạn niết bàn đan không phải con số nhỏ, chẳng ai muốn mua một thứ không biết dùng làm gì với cái giá đó cả. Lâm động lặng lẽ nhìn, sau vài phút cuối cùng hắn lên tiếng, một trăm mười vạn niết bàn đan. Ồ, lâm động ra giá lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Không ít người kinh ngạc nhìn hắn, những ánh mắt đó có phần cổ quái, hiển nhiên bọn họ coi hắn như kẻ ném tiền như cỏ rác. Lâm động đại ca, Tô Nhu ở bên cạnh khi nghe Lâm Động hét giá, gương mặt cũng biến sắc. Nàng biết Lâm Động mua là để cho nàng, nhưng 100 vạn niết bàn đan thì khiến nàng vừa sót vừa cảm động. Hiển nhiên Tống Tần phía trên đài cũng khựng lại vì tiếng hét giá vừa rồi, hắn nhìn Lâm Động đầy kinh ngạc. Lâm Động ra giá một lúc không có ai đưa giá cao hơn nữa, rõ ràng là không ai muốn điên cùng hắn. Thấy vậy Lâm Động cười, định lên tiếng thì phía trước một giọng nói bình thản vang lên, 120 vạn niết bàn đan, chính là phong thương của Vương Triều Phong Vân sau khi giá giá hắn quay lại quét mắt nhìn lâm động khóe miệng hơi nhếch lên như châm chọc lâm động nheo mắt nhìn phong thương phá hoại cục diện thu lại nội ý nói một trăm năm chục vạn một trăm bảy chục vạn phong thương ủy oải nói tuy hắn cũng định đợi khi linh bảo thiên cấp rơi vào tay mới giải quyết lâm động nhưng trước đó mà chọc gậy bánh xe được hắn cũng là một thú tiêu khiển rất hay hai trăm vạn lâm động lại nói lâm động đại ca Tô Nhu ở bên cạnh mắt đã ướt ướt, nàng trừng mắt nhìn Phong Thương, nếu không phải Tô Khôi, ngăn lại thì nàng đã bảo Lâm Động từ bỏ cuộc tranh giành vô vị này rồi. Yên tâm, 200 niết bàn đan mua bình hành linh quả không thiệt đâu. Tiểu Điêu bình thản nói, nhưng nhìn gương mặt hắn cũng có phần bực bội, hành động của Phong Thương quả thật đáng ghét. Hà hà, không hổ là người có được truyền thừa của tứ đại huyền tông, gia tài cũng hùng hậu lắm, người đã thích thì lấy đi. Nâng giá lên đến 200 vạn phong thương mới cười diễu cợt, nhún vai nói, Lâm Động nhìn Phong Thương, một lát sau cũng khẽ cười, ném một túi càn khôn lên đài, Tống Tần bắt lấy, mở ra nhìn, khẽ gật đầu rồi búng tay, bình hành linh quả bay về phía Lâm Động. Hắn thật xấu xa. Thấy Lâm Động đã cất linh quả đi, Tô Nhu vẫn bực tức nói. Chắc nàng rất bất mãn vì Phong Thương đã dở trò khiến Lâm Động phải tốn thêm 100 vạn niết bàn đan nữa. Yên tâm, rồi hắn sẽ phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Lâm Động mỉm cười, trong nụ cười ấy dường như có hàn ý, có thể thấy là Lâm Động cũng đã bị hành động gây rối của Phong Thương chọc giận. Chương 571 mọi ánh mắt trong trường giá hội đều chuyển sang người Lâm Động, vừa rồi ai cũng có thể thấy Vương Triều Phong Vân cố ý làm vậy, mục đích chỉ là muốn Lâm Động phải trả giá nhiều hơn mà thôi. Và rõ ràng là lần này Lâm Động đã phải chịu chút thua thiệt, đối với rất đa số mọi người, 100 vạn niết bàn đan không phải là con số nhỏ, chỗ vương triều cổ nguyệt mộc lân nhìn thấy thế cũng khá ngạc nhiên về khả năng kiềm chế của lâm động trong lòng cũng đánh giá lâm động cao hơn một chút phong thương chọc tức lâm động như vậy không phải hành động thông minh mộc lân cười nhạt khẽ nói đại ca cho rằng bọn người lâm động có khả năng uy hiếp vương triều phong vân thật sao mộc hàn nguyệt ở bên cạnh hơi nhướng mày tuy nàng ta chưa bao giờ đánh giá thấp lâm động nhưng dù sao đối thủ lần này là vương triều phong vân là đối thủ từng khiến vương triều cổ nguyệt cũng phải chịu thua thiệt sự việc chưa kết thúc thì chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì. Mội từng tiếp xúc với Lâm Động chắc cũng hiểu hắn không phải loại lỗ mãng. Hắn đã không phải loại ngựa non háo đá, lại dám đối đầu với Vương Triều Phong Vân trước mặt tất cả mọi người. Nếu bảo hắn không có chút bản lĩnh gì thì muội có tin không? Mộc Lân cười nói. Mộc Hàn Nguyệt thoáng khựng người, không nén được lại nhìn Lâm Động một cái. Sau khi cắt linh quả đi, lúc này hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chưa hề bị thua thiệt gì. Cứ đợi đi, sự việc sẽ ngày càng thú vị đấy. Mộc Lân nhìn Phong Thương cách đó không xa đang cười vẻ diễu cợt, khẽ cười nói. Làn sóng rộ lên sau sự xuất hiện của bình hành linh quả dần rút xuống, Tống Tần thu lại ánh mắt nhìn lâm động, tiếp tục bán đấu giá. Vật phẩm tiếp theo là một bộ linh vũ kỹ hạ cấp, với đa số các cường giả ở đây, thứ vũ kỹ này có sức hấp dẫn không nhỏ, vì thế mà giá khởi điểm cao đến 150 niết bản đan. Nhưng thứ linh vũ kỹ hạ cấp đó, lâm động lại không thèm quan tâm giành giật. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa người khác cũng không quan tâm, Tuy bảo tàng, truyền thừa trong chiến trường viễn cổ, không ít nhưng dù sao cũng trong tình trạng mật ít rồi nhiều, số người tìm được truyền thừa chỉ là thiểu số, vì thế mà đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua bộ linh vũ kỹ kia. 160 vạn, 180 vạn. Lâm Động nhìn cảnh tượng rất nhiều cường giả tranh giành đến đỏ mặt tía tai, từ đó có thể thấy sức hấp dẫn của bộ linh vũ kỹ đó. Chỉ vài phút sau, mà giá của bộ linh vũ kỹ đã đạt đến 200 vạn niết bản đan, sau một cuộc tranh giành quyết liệt, cuối cùng nó đã được bán với giá 230 vạn niết bản đan cho một vương triều cao cấp tranh giành ác liệt nhất. Ai cũng hiểu, vật phẩm sẽ càng ngày càng hiếm và không khí cũng sẽ ngày một sụp sôi hơn. Nhưng vật phẩm tiếp theo cũng lại là linh vũ kỹ, chỉ có điều tầng thứ ngày một cao, giá khởi điểm cũng theo đó tăng từ 150 lên đến 250 vạn. Lâm động lần thứ hai ra tay, vì một bộ linh vũ kỹ có tên mãng ngưu man hoang kình, Bộ vũ kỹ này có giá khởi điểm lên đến 280 vạn nết bản đan, nó đủ để dọa nhiều người chết khiếp. Đương nhiên cái giá này tuy không rẻ, nhưng số người muốn có nó cũng không ít. Nhưng cuối cùng, khi Lâm Động nâng giá lên đến 350 vạn thì tất cả đều rút lui. Thấy không gian lặng như tờ, Lâm Động khẽ cười, dường như hắn chắc chắn có được nó vậy. Thế nhưng khi Lâm Động vừa mỉm cười thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, 380 vạn tất cả rời ánh mắt, khi phát hiện người vừa hét giá thì trên gương mặt ai cũng hiện vẻ cổ quái, rồi nhìn về lâm động với ánh mắt thương hại. Vì người vừa ra giá vẫn là phong thương của vương triều phong vân. Dường như hắn nhất quyết muốn chơi sỏ lâm động. Sắc mặt lâm động tối lại, không chút do dự lạnh lùng nói, 400 vạn, 450 vạn. Nụ cười châm chọc trên gương mặt phong thương càng thêm rõ ràng. Cả không gian nhất thời tĩnh lặng, một số người thầm lắc đầu, bị phong thương chơi sỏ như vậy chắc lâm động phải tức giận lắm, rất nhiều ánh mắt tập trung vào gương mặt lâm động thế nhưng vào lúc ấy trên gương mặt tối sầm của hắn lại hiện lên nụ cười châm chọc nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi ta chỉ tiện miệng thì ra giá vậy thôi nghe thấy thế tất cả đều ồ lên miệng mồm nhất thời há hốc mãi lúc sau bọn họ mới sực tỉnh thì ra lần này lâm động cố ý dụ phong thương ra tay nụ cười chế giễu trên gương mặt phong thương nhất thời thu lại vẻ mặt trắng nhợt lúc này tối sầm lại một lúc sau mới cười lạnh nói tiểu tử giỏi lắm chắc hắn không thể ngờ Lâm Động lại chủ động chơi lại hắn một vố như vậy. Trả tiền đi. Lâm Động vươn vai tựa người vào ghế, nói. Gương mặt phong thương nhất thời co giật, nhưng trước ánh nhìn của Tống Tần phía trên đài đấu giá hắn không thể không nhẫn nhịn, hắn không muốn bị đá ra khỏi đây, vì thế đành rất không cam tâm lấy ra túi càn khôn ném lên trên. Mất từng đó tiền chỉ để mua một bộ linh vũ kỹ trung cấp mà mình vốn chẳng dùng đến, lần này coi như bị hố to rồi quan trọng hơn là số niết bản đan đó không phải nhỏ có lẽ sẽ chịu thua thiệt trong những lần đấu giá sau tống tần ở trên đài nhìn cảnh đó cũng có chút buồn cười nhìn về phía lâm động hắn cũng thú vị thật dám chơi cả phong thương thú vị mộc lâm cũng khẽ cười lắc đầu hiển nhiên hắn cũng không ngờ lâm động nhanh như vậy đã khiến phong thương phải trả giá đắt sự cố giữa chừng này đã trở thành đề tài đàm luận của nhiều người không ít người nhìn lâm động với ánh mắt kỳ lạ Vương Triều Phong Vân trước nay vô cùng bá đạo ở thành vạn tượng, nay được thấy bọn chúng chịu thua thiệt rõ ràng như thế, tất cả mọi người đều rất thích thú. Sau đó đấu giá hội lại tiếp tục, có điều mặc dù đã có linh vũ kỹ trung cấp xuất hiện, nhưng linh vũ kỹ cao cấp mà Lâm Động mong trở lại không xuất hiện. Nghĩ lại thì bỗng sực nhớ, mức độ hiếm có của linh vũ kỹ cao cấp khó lòng hình dung, dù ai đó có được thì cũng không thể lấy ra mà bán đấu giá được. Sau từng vật phẩm bán thành công, số lượng quần sáng phía trước tống tần cũng ít dần, cuối cùng chỉ còn lại hai món tất cả ánh mắt thèm thuồng đều ngắm nhìn về phía đó bọn họ đều biết bây giờ mới là tiết mục chính của đấu giá hội tống tần ngẩng lên nhìn hai quầng sáng còn lại cuối cùng gương mặt lạnh lùng hiện lên chút độ nóng hiếm có rồi hắn khẽ vẫy tay một quầng sáng huyết sắc từ từ hạ xuống khi xuống đến nơi quầng sáng phình to rồi biến thành một thứ khổng lồ hiện ra trên đài mọi ánh mắt nhìn về phía đó rồi hiện lên vẻ đầy kinh ngạc vì thứ xuất hiện là một bộ xương trắng hiếu của một con thú khổng lồ Bộ xương này vô cùng cổ quái, dường như chỉ có một cái chân khổng lồ, khung xương trắng hiếu tỏa ra khí tức cổ xưa mà hoang dã, dường như cái chân duy nhất đó chống đỡ cả thiên địa vậy. Đây là lâm động kinh ngạc. Thiên hoang thần ngưu. Gương mặt tiểu điêu cũng hiện lên chút kinh ngạc, hắn khẽ nói. Thiên hoang thần ngưu. Hắc hắc, đây là thứ tốt đấy. Trong bộ xương thú này có sức mạnh của tính huyết viễn cổ. Nếu như người có được nó, lần sau triệu hồi ra viễn cổ thiên ngạc, thì uy lực đủ để quét sạch vương triều phong vân đó, Tiểu Điêu cười nói. Ồ, nghe thấy thế cặp mắt Lâm Động lập tức sáng rực lên. Vì lần trước hắn đã dùng hết sạch tinh huyết viễn cổ, mà mình có trong viễn cổ bí tàng nên viễn cổ thiên ngạc hắn không dùng được nữa. Nhưng giờ nếu có được thiên hoang thần ngưu, này thì viễn cổ thiên ngạc sẽ trở nên ngang ngược hơn. Chương 572 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé bộ xương thú trắng khổng lồ đứng sừng sững trên đài đấu giá tỏa ra luồng khí tức cổ xưa không khí xung quanh cơ hồ như đông đặc lại không ít người phải biến sắc mặt chỉ một bộ xương thú mà đã có uy thế như vậy thật không biết khi còn sống con thú này sẽ ngang ngược đến thế nào không ít người đều nhìn lên đài cao xôn xao bàn tán từ khí thế đó có thể thấy mặc dù mọi người không biết rốt cuộc bộ xương thú kia là của loài yêu thú gì nhưng cũng có thể đoán được sự bất phàm của nó thiên hoang thần ngưu một loài dị thú thời viễn cổ trong bộ xương này có sự tồn tại của huyết mạch viễn cổ, chính là kỳ vật luyện thể. Nếu dùng bộ xương này luyện chế thú khôi thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Tống Tần rời mắt khỏi bộ xương khổng lồ, nhìn xuống dưới nói. Giá khởi điểm, 400 vạn niết bàn đan. Lời vừa thốt ra tất cả mọi người đều xìu xuống, lượng niết bàn đan đó ngay với một số vương triều cao cấp cũng không phải là con số nhỏ. Nếu đó là một bộ linh vũ kỹ cao cấp thì có lẽ bọn họ sẽ nghiến răng mà liều nhưng bảo bọn họ dùng số nết bản đan đó đi mua một bộ xương dù nó có bất phàm thế nào thì cũng khó mà chấp nhận nổi bốn vạn không hề thấp lâm động nhíu mày hắn cũng cảm thấy mua bộ xương thú với giá đó là quá đắt vẫn chấp nhận được không hề quá đáng đâu nhục thể của thiên hoang thần ngư cực mạnh đợi khi ngươi lấy được tinh huyết viễn cổ từ trong đó ta có thể dùng bộ xương làm nguyên liệu cường hóa bộ huyết linh khôi của ngươi lúc đó đẳng cấp của nó sẽ được nâng lên tiểu điêu cười nói Nghe thấy có thể dùng xương thiên hoang thần ngưu cường hóa huyết linh khôi, lâm động cũng bình tĩnh hơn một chút. Bất luận thế nào thì ít nhất cũng phải lấy lại được chút vốn từ 400 vạn niết bàn đan chứ. Đương nhiên Lâm Động cũng hiểu, dù không lấy lại được gì thì thứ huyết mạch viễn cổ, trong bộ xương đó cũng khiến hắn nhất định phải ra tay lần này. Linh hồn thiên ngạc vốn là tuyệt chiêu tất sát cực mạnh của hắn, nhưng lần trước để đối phó với bọn điền chấn, liên thủ với nhau mà hắn đã phải dùng hết huyết mạch viễn cổ rồi, mà không có huyết mạch viễn cổ, bổ sung thì không thể nào triệu hồi ra linh hồn thiên ngạc được nữa. Tính ra thì tuyệt chiêu này đã thành vô dụng rồi. Giờ bách triều đại chiến sắp bắt đầu, ở đó thiên tài nhiều như lá mùa thu, đâu đâu cũng là yêu nghiệt. Ở đó lâm động không dám chắc mình sẽ thuận buồm xuôi gió, vì thế nếu bây giờ lại có huyết mạch viễn cổ của thiên hoang thần ngưu thì đó sẽ là một trợ lực rất lớn, do đó không thể bỏ qua nó được. Mọi người đều đang xì xào bán tán, dù là tứ đại vương triều siêu cấp cũng phải cho mày, thiên hoang thần ngưu đem lại cảm giác bỏ thì tiếc mà lấy thì thấy không đáng. Tống Tần bình thản nhìn xuống trường đấu giá, cũng không thôi thúc gì. Trong lòng hắn rõ, nếu bán bộ xương này, cho các tông phái chuyên luyện chế linh khôi thì đừng nói 400 vạn, dù có tăng giá gấp đôi thì bọn yêu xương như, yêu mạng kia cũng sẽ lao vào sâu xé. Đem ra đây bán đấu giá cũng là phí hoài của trời rồi. Sau mấy phút yên lặng, cuối cùng một vương chiều cao cấp ngập ngừng lên tiếng, 410 vạn nhìn sắc mặt người đó có thể thấy hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt rồi mới nghiến răng lựa chọn như vậy mọi người nhìn hắn như nhìn một siêu cấp oan đại đầu tiêu tiền oan uổng bị nhìn như thế khiến hắn có phần hối hận chỗ niết bàn đan đó là tất cả gia tài của hắn đó bốn năm chục vạn khi mọi người nghĩ sẽ không còn ai ra giá nữa thì bỗng vang lên một giọng nói bình thản tìm theo hướng giọng nói phát ra cuối cùng mọi ánh mắt tập trung trên người lâm động tất cả cùng kinh ngạc hắn lại muốn làm trò gì đây Lâm Động ngã người vào ghế, coi như không biết đến biết bao ánh mắt đang nhìn mình, hai mắt hơi cụp xuống, chẳng ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Lẽ nào hắn lại muốn dụ Vương Triều Phong Vân ra tay? Một số người bàn tán, rồi tất cả không hẹn mà cùng nhìn về Phong Thương. Sắc mặt hắn lúc này cũng thay đổi bất định. Nếu không phải lúc nãy vừa chịu thua thiệt thì chắc chắn hắn sẽ lại chơi cùng Lâm Động. Nhưng lại có cái gọi là chim sợ cành cong, hắn lại sợ lại bị Lâm Động chơi xỏ lần nữa, dù sao hơn 400 vạn niết bàn đan cũng chẳng phải con số nhỏ ở bên cạnh sắc mặt mãnh liệt cũng khó coi nhìn phong thương một lát sau cuối cùng thấp giọng nói hay là thôi đi lát nữa mới là món chính tiêu hao tài lực vào cái này cũng chẳng có ích gì khi linh bảo thiên cấp vào tay rồi bọn chúng ta sẽ khiến tiểu tử đó sống không được chết không xong sắc mặt phong thương tối sầm thở hát ra rồi gật đầu mọi người thấy phong thương không nói gì cũng không có hành động gì khác trong lòng điều xì một tiếng xem ra hắn đã bị hành động lúc trước của lâm động dọa cho sợ rồi Người ra giá 410 vạn lúc nãy thấy Lâm Động ra mặt, không những không giận mà còn thầm mừng rỡ, ngồi lại luôn về chỗ, chắc là lúc nãy đã tiêu hao hết dũng khí của hắn rồi. Muốn hắn dùng nhiều niết bản đan hơn tranh với Lâm Động là chuyện không thể. Khi thấy kẻ đó ngồi xuống, Lâm Động cũng thở phào. Niết bản đan trong tay hắn hiện giờ cũng chỉ còn 450 vạn mà thôi. Hơn nữa trong đó có không ít là tiểu viêm có được từ trong bạch hổ điện, tuy lâm động vẫn còn một số linh đan quý giá có thể đổi được vô số niết bản đan nhưng hắn phải giữ lại để tranh giành linh bảo thiên cấp chưa muốn để lộ ra lúc này khi lâm động đang căng thẳng chờ đợi mọi người vẫn bàn tán xôn xao nhưng không có ai ra giá cao hơn nữa thấy vậy tống tần ở phía trên khẽ lắc đầu không kìm được nhìn về phía lâm động tên này tầm nhìn cũng không tầm thường mỗi lần ra tay đều là thư có giá trị ẩn tàng bốn năm chục vạn thiên hoang thần ngưu bán Tống Tần gõ xuống bàn, tảng đá trong lòng Lâm Động đã được nhấc ra. Hắn đứng lên, không chút do dự lấy ra túi càn khôn chứa toàn bộ tài sản của mình ném lên đài. Khi Lâm Động lấy túi càn khôn ra, rõ ràng mọi người có thể thấy được vẻ hân hoan trên gương mặt hắn. Lúc ấy tất cả mới biết, xem ra Lâm Động thật sự thích bộ xương thiên hoang thần ngưu kia chứ không phải là muốn chơi sỏ phong thương. Phong thương đương nhiên cũng nhìn ra vẻ mặt của Lâm Động, tên khốn kiếp, dám liên tiếp chơi ta, bọn một lần cách đó không xa thích thú nhìn cảnh đó, đặc biệt là khi thấy sắc mặt khó coi của phong thương, trong lòng lóe lên chút khoái cảm, rõ ràng là rất khó có thể thấy cảnh tượng đó. Tống Tần nhận túi càn khôn, nhìn qua rồi gật đầu, vung tay một cái, bộ xương thiên hoang thần ngư bay về phía lâm động. Thể tích bộ xương vốn không hề nhỏ, hơn nữa còn rất nặng nề, khi vẫn trên không trung đã chèn ép không khí khiến không ít người cảm thấy da mặt nhất thời đau rát. Ngay khi bộ xương thú sắp rơi xuống, tiểu viêm ở bên cạnh lâm động đứng bật dậy, đưa một tay ra tóm lấy bộ xương thú khổng lồ, cơ thể không chút run rẩy, tư thái tựa người khổng lồ nâng trời khiến không ít người phải chố mắt. Lâm động cười cất bộ xương vào túi càn khôn rồi cung tay với tống tần phía trên đài, sau đó ngồi xuống. Tống Tần nhìn Tiểu Viêm chỉ một tay đã tóm gọn bộ xương thú, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc, rồi quét mắt nhìn ba người Lâm Động, Ba người này không phải đến từ vương triều siêu cấp gì, nhưng khí thế lại không hề thua kém các vương triều siêu cấp ở đằng kia. Xem ra chiến trường viễn cổ lần này đã xuất hiện không ít nhân vật kiệt xuất. Bộ xương của Thiên Hoang Thần Ngưu đã được bán đi một cách thuận lợi, không khí bắt đầu có sự xáo động quỷ dị. Những ánh mắt nóng bỏng tham lam và chờ đợi đều tập trung vào quần sáng màu tím cuối cùng trên đài. Đây mới là trọng điểm của đấu giá hội vạn tượng lần này. Linh bảo thiên cấp dường như nhịp thở tất cả mọi người ở nơi này cũng đều tăng lên tống tần ở phía trên cũng mỉm cười trong mắt hắn linh bảo thiên cấp cũng là một thứ không tệ các vị tiếp theo chính là vật phẩm cuối cùng của đấu giá hội lần này chắc các vị cũng đã biết nó là một món linh bảo thiên cấp quăng sáng tím dần dần hạ xuống rơi vào tay tống tần ánh sáng tối dần cuối cùng một vật phẩm xuất hiện trước bao con người đang nhìn không chớp mắt đó là một chiếc thiết ấn màu đen cổ xưa Xung quanh là vô số những đường hoa văn thần bí, trên đỉnh của nó là một con hắc long cuộn tròn, đầu rồng chĩa lên trời gầm rú. Đây chính là vật phẩm cuối cùng, linh bảo thiên cấp Hắc Long Phiên Thiên Ấn. Lời nói của Tống Tần đã đẩy không khí của trường đấu giá lên cao trào. Chương 573 Thiết Ấn chỉ to cỡ bàn tay, lơ lửng phía trên bàn tay Tống Tần, con hắc long cuộn tròn trên đó lấp lánh ánh sáng kỳ dị, trong cái miệng mở rộng dường như có tiếng long ngâm phát ra khiến không gian như đông đặc lại tất cả ánh mắt đều tập trung trên thiết ấn như muốn nung chảy nó ra. Đây chính là linh bảo thiên cấp sao? Lâm Động cũng nhìn thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng. Từ chiếc thiết ấn đó, hắn có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn ẩn giấu bên trong. Sức mạnh đó vượt xa so với linh bảo địa cấp. Thủ lĩnh của tứ đại vương triều siêu cấp thân thể không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm linh bảo thiên cấp đầy thèm thuồng. Hắc Long phiên thiên ấn, linh bảo thiên cấp, giá khởi điểm 800 vạn niết bàn đan, tống tần rời ánh mắt khỏi thiết ấn nhìn xuống phía dưới chậm rãi nói tám trăm vạn nết bản đan một cái giá cao ngất ngưỡng nhưng cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ vì cái giá đó một món linh bảo thiên cấp có giá như vậy cũng không có gì lạ tám trăm vạn lâm động lẩm bẩm cái giá này đúng là không phải cao nhưng sau một trận tranh giành chắc chắn nó sẽ được đẩy lên rất cao con số lớn như vậy chắc đối với vương triều siêu cấp cũng là một áp lực lớn giờ nghĩ đến gia tài của gia tộc lâm thị ở vương triều đại viêm lâm động lại thấy đáng thương có lẽ hiện giờ chỉ riêng gia tài của hắn cũng đã nhiều hơn cả gia tộc Lâm thị rồi. Đương nhiên, với thực lực hiện nay của hắn, nếu quay về vương triều Đại Viêm có lẽ rất khó tìm được ai mạnh hơn hắn. Chỉ trong một năm tu luyện mà tầng thứ của hắn đã vượt qua giới hạn của vương triều Đại Viêm. Cái giá 800 vạn lập tức khiến hơn 9 phần 10 cường giả và vương triều muốn có được món linh bảo thiên cấp kia phải rút lui. Dù thèm muốn thế nào thì sự thật tàn khốc cũng khiến bọn họ hiểu rằng mình không có tư cách tranh giành với những vương triều siêu cấp kia. 850 vạn. Có lẽ tứ đại vương triều siêu cấp đã chờ món linh bảo thiên cấp này quá lâu rồi, vì thế khi Tống Tần mới dứt lời không lâu, phong thương đã lên tiếng đầu tiên. Khi hét cái ra đó, hắn quét đôi mắt sắc lạnh ra tứ phía, dường như có ý kẻ nào dám tranh giành với hắn sẽ trở thành kẻ địch của vương triều Phong Vân. 900 vạn. Đương nhiên có lẽ tư thái đó của hắn sẽ có sức uy hiếp không nhỏ với cường giả bình thường, nhưng với các vương triều siêu cấp khác thì chẳng có tác dụng gì. Vì thế hắn vừa dứt lời thì Mộc Lân của Vương Triều Cổ Nguyệt lập tức lên tiếng. Ánh mắt phong thương tối sầm lại, liếc nhìn Mộc Lân sắc lạnh, nhưng Mộc Lân chỉ cười nhạt chẳng thèm quan tâm. Hà hà, nếu hai vị đã tranh giành quyết liệt như vậy thì Vương Triều Ly Hòa ta cũng tham gia. Nam tử trên người có hoa văn hòa diệm ở bên cạnh cười, bàn tay to lớn vẫy một cái, 950 vạn. Tất cả nghe cái giá sắp đạt tới ngàn vạn, mí mắt mọi người nhất thời giật lên liên tục, con số khủng bố đó cũng chỉ có Vương Triều siêu cấp mới đưa ra được lâm động yên lặng quan sát không định ra tay ngay nhưng trong đầu cũng không khỏi cảm thán chín năm chục vạn nết bản đan có lẽ cộng cả tứ đại gia tộc lẫn hoàng thất của vương triều đại viêm cũng khó lòng có được số đó một ngàn vạn kẻ nâng giá lên con số ngàn vạn khiến tất cả phải ô lên chính là vương triều sâm chi một trong tứ đại vương triều siêu cấp dường như tứ đại vương triều siêu cấp sắp đọ tài lực với nhau rồi khi giá lên đến ngàn vạn, phong thương nheo mắt, rồi hắn đứng dậy, nhìn bọn Mộc Lân cười lạnh nói, ta không rảnh chơi với các ngươi, tài lực của các ngươi thế nào ta quá rõ rồi. Niết bản đan trong tay vương triều cổ nguyệt, các ngươi có lẽ là một ngàn sáu trăm vạn phải không? Đột nhiên bị phong thương vạch trần ra tài, sắc mặt Mộc Lân tối sầm lại, chắc hắn không thể ngờ phong thương lại biết được điều cơ mật này. Còn vương triều ly hòa các ngươi là một ngàn năm trăm vạn đúng không? Phong thương quay lại nhìn mặc phần, cười lạnh nói cơ mặt mặc phần co giật, hàn quang lóe lên trong mắt, xem ra ngươi đã mua chuộc người của ta. Vương triều Sâm Chi cũng chỉ có một ngàn năm trăm vạn. Thủ lĩnh Ô Thác của Vương triều Sâm Chi xoa xoa mặt, nhìn Phong Thương với ánh mắt khó hiểu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc tranh giành của tứ đại Vương triều siêu cấp, số lượng lên đến ngàn vạn niết bản đan đã khiến bọn họ giật mình. đã biết hết rồi thì tranh giành còn có ý nghĩa gì nữa? Phong Thương cười đắc ý, rồi hắn nhìn lên tống tần, nói, một ngàn bảy trăm vạn. Ồ giọng nói của phong thương như cuồng phong càn quét khiến tất cả cùng trợn mắt há mồm. Rõ ràng bọn họ đều không ngờ hắn lại trực tiếp nâng cao thêm 700 vạn. Như vậy giá của món linh bảo thiên cấp đã đạt đến độ cao khủng bố là 1.700 vạn. Hơn nữa ai cũng biết con số này vừa hay vượt qua giới hạn của vương triều cổ nguyệt. Cũng có nghĩa là vương triều cổ nguyệt không thể nâng lên cao hơn được nữa. Cả trường đấu giá lặng như tờ, ở đây không còn sự cạnh tranh về sức mạnh nữa mà là cuộc tỉ thí về tài lực. Sắc mặt Mộc Lân dần trở nên khó coi, trong những cuộc đấu giá kiểu này, tài lực trong tay mỗi người là điều cực kỳ bảo mật, nhưng không ngờ Phong Thương lại biết được rõ ràng như thế. Cái giá mà Phong Thương đã đưa ra chỉ cao hơn giới hạn của Mộc Lân 100 vạn, nhưng 100 vạn đó như cọng cỏ cuối cùng rơi trên lưng lạc đà, hắn rất khó vượt qua Phong Thương. Sắc mặt mặc phần của Vương Triều Ly Hòa cũng tím tái. Chiêu này của Phong Thương đã hoàn toàn chặn hết đường của hắn phong thương cười tít mắt nhìn hai người mộc lân sắc mặt khó coi nhưng không thể nói được gì rồi nhìn về phía tống tần cười nói tống sư hình như không còn ai ra giá cao hơn nữa xem ra món linh bảo thiên cấp này đã thuộc về vương triều phong vân ta rồi sắc mặt mộc lân tối sầm hai bàn tay nắm chặt lại nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thở dài tống tần bình thản nhìn quanh đang định lên tiếng tuyên bố thì hắn bỗng nhìn thấy lâm động đứng dậy trong bao nhiêu tiếng kêu kinh ngạc của mọi người làn sóng âm thanh vang lên cũng khiến phong thương trong mày hắn quay lại sắc mặt tối sầm nhìn lâm động cười lạnh nói sao ngươi cũng muốn tham gia cạnh tranh sao ngươi đến từ vương triều hạ cấp thì có được bao nhiêu niết bản đan mọi ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ đổ dồn về phía lâm động tuy biết hắn bản lĩnh không vừa nhưng với cái giá hiện giờ ngay ba vương triều siêu cấp kia còn bất lực lẽ nào hắn vẫn đọ được với vương triều phong vân sao 1.700 niết bản đan, cho dù Lâm Động có thu hoạch cực kỳ phong phú từ viễn cổ bí tàng cũng không thể nào có đủ chứ. Đúng là ta không có nhiều niết bản đan như vậy. Lâm Động chỉ cười nói. Nghe vậy Phong Thương cười lạnh nói, Lâm Động, ngươi nghĩ đây là đâu? Nếu muốn gây rối thì e người sẽ mất tư cách tham gia bách triều đại chiến đấy. Tuy là ta nghĩ ngươi không thể sống được đến lúc đó. Phái trên đài Tống Tần cũng hơi nhíu mày, nhìn Lâm Động nói, nếu người không có đủ niết bản đan thì ngồi trở lại chỗ đi nếu còn tái phạm sẽ bị trục xuất khỏi đây. Tống sư, tuy ta không đủ niết bản đan nhưng muốn dùng thứ khác để thay thế. Lâm động cung tay với Tống Tần, nói, thay thế. Tống Tần khựng người, cho mày nói, thứ ngươi muốn dùng thay thế nhất định phải có người định được giá, nếu không thì vô hiệu. Ha ha, ta nghĩ thứ trong tay ta sẽ có không ít người có hứng thú đâu. Lâm động cười cười, hắn mặc kệ ánh mắt của phong thương, vung tay một cái, ba viên đan dược màu bạc xuất hiện trong tay hắn, Đan dược vừa xuất hiện, mùi hương nồng lan tỏa khiến không ít người tim phải run lên. Đây là tinh quang bắn ra trong mắt Tống Tần, trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ xúc động hiếm có. Độ ách đan, nâng cao tỷ lệ thành công vượt niết bàn kiếp. Lâm động cười, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng bỏng từ các phía truyền, tới. Trong đan thất ở viễn cổ bí tàng, Lâm động đã có được không ít linh đan, nhưng độ ách đan chỉ có 5 viên. Hắn giữ lại cho mình và tiểu viêm mỗi người một viên, thứ này chỉ được dùng một viên, nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng dùng để đổi linh bảo thiên cấp. Đỗ Ách Đan Nghe thấy cái tên đó, bọn Phong Thương và Mộc Lân đều nhất thời kinh ngạc, rõ ràng bọn chúng không thể ngờ Lâm Động lại có được thứ linh đan hiếm thế này. Chư vị, nếu các vị có hứng thú với độ ách đan của ta, hãy cho ta một cái giá, nếu vượt qua được 1.700 vạn thì ta sẽ cắn răng bán đi. Lâm Động cười nói tất cả trở nên tĩnh lặng, độ ách đàn cũng như linh bảo thiên cấp, đều là thứ hiếm có khó tìm, khó có thể đưa ra giá chính xác, nhưng một viên vượt qua 500 vạn niết bản đan không phải quá khó. Ánh mắt của rất nhiều vương triều cao cấp đều lấp lánh, hiển nhiên rất hứng thú. Bọn họ không thể tranh giành linh bảo thiên cấp, nhưng có thể tranh mua độ ách đan. Lâm động, ở ngoại giới độ ách đan giá 600 vạn một viên, ba viên của ngươi, ta mua 800 vạn một viên, tổng cộng 2.400 vạn, thế nào? Thế nhưng khi các vương triều chuẩn bị hét giá thì một giọng nói bỗng vang lên. Một số kẻ giận dữ định quát lên, nhưng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng thì đều kinh ngạc ngậm miệng lại. Vì đó lại chính là Tống Tần. Người vốn làm chủ trì bán đấu giá lại mua đồ ách đan của Lâm Động. Chương 574 mọi ánh mắt gần như nhất loạt không hẹn mà cùng nhìn Tống Tần phía trên đài đấu giá. Trong những ánh mắt đó tràn đầy sự kinh ngạc, sắc mặt cũng rất phong phú. Bọn họ tưởng tượng bất cứ ai cũng có thể ra giá tranh đoạt đồ ách đan, nhưng không thể ngờ ngay người chấn thủ thành vạn tượng, đến từ tông phái siêu cấp như Tống Tần cũng lên tiếng. Nhân vật trước nay mỗi khi xuất hiện là, có thân phận siêu nhiên bàng quan nhìn các vương triều tranh giành, lúc này lại không thể duy trì thân phận ấy nữa bọn phong thương, Mộc Lân cũng đầy kinh ngạc, rồi Mộc Lân lắc đầu tiếc nuối. Ngay cả Tống Tần cũng lên tiếng, chưa nói đến việc liệu có đưa được cái giá cao hơn không, dù có thể đi nữa thì bọn chúng cũng không đến mức không biết điều như thế, bất luận thế nào thì ở tòa thành này tống tần mới là kẻ có quyền hạn tối cao hắn sẽ không quan tâm ngươi đến từ vương triều siêu cấp nào thân là người của tống phái siêu cấp uy nghiêm của vương triều siêu cấp với hắn chẳng là cái đinh gì cả so với vẻ tiếc nuối của mộc lân sắc mặt phong thương khá khó coi nếu kẻ khác muốn mua đồ ách đan của lâm động thì hắn còn có thể dựa vào vương triều phong vân mà uy hiếp nhưng người ra giá lúc này lại là tống tần Tất cả mọi người đều ồ lên, tuy nhiều người rất bất mãn vì một mình Tống Tần, muốn lấy hết ba viên độ ách đan quý giá, nhưng chẳng một ai dám thể hiện nội ý. Hơn nữa giá mà Tống Tần đưa ra đúng là bọn họ không thể trả cao hơn được. Lâm Động cũng dần tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên. Hắn nhìn Tống Tần, rồi mỉm cười, bao quyền nói, nếu Tống Sư đã lên tiếng, đương nhiên Lâm Động không dám không theo. Nếu không phải tình hình lúc này, đặc biệt thì ta đã có thể tặng không Tống Sư một viên, Lời nói ngọt như mía lùi của Lâm Động vừa thốt ra lập tức khiến không ít người thầm cảm thán. Hắn thật biết ăn nói gương mặt bình thản của Tống Tần cũng xuất hiện ý cười, dù Lâm Động nói thật hay giả thì nghe cũng rất dễ chịu. Lâm Động nhanh chóng vung tay, ba viên độ ách đan bay về phía Tống Tần. Hắn cũng không sợ phong thương sẽ dở trò. Lúc này mà hắn dám nhúng tay vào hay nói gì, thì có lẽ Tống Tần sẽ là người không đầu tiên không tha cho hắn. Tống Tần đón lấy ba viên độ ách đan, cẩn thận quan sát một lúc rồi cười tươi hơn, có thể gặp độ ách đan trong một số đấu giá hội quy mô lớn của Đông Huyền Vực, nhưng cũng rất hiếm thấy. Mấy lần hắn đã muốn mua nhưng đều không được, không ngờ hôm nay lại gặp. Đây là 2.400 vạn niết bản đan. Nhận được độ ách đan, Tống Tần cũng vung tay, một cái túi càn khôn kim sắc bay về phía lâm động, mơ hồ còn thấy niết bản khí đậm đặc lan tỏa ra từ trong đó. Hiển nhiên là bối cảnh Tống Tần không tầm thường, nếu không thì rất khó có thể nhẹ nhàng lấy ra hơn 2.000 vạn niết bản đan, như thế khoản tiền cách xù này, dù là các vương triều trung cấp dốc hết quốc lực cũng khó lòng có thể bằng nổi. Lâm Động nhận lấy túi càn khôn cũng không nhìn xem, chỉ cầm rồi nhướng mày nhìn phong thương, sắc mặt lúc này đang tối sầm, cười nói, giờ ta có tư cách rồi chứ. 2.400 vạn, ta muốn món linh bảo thiên cấp này. Lâm Động cười cười, giờ túi càn khôn lên, nhìn thẳng vào phong thương, cười nói, đây cũng là toàn bộ gia tài của ta, nếu ngươi có nhiều hơn thì linh bảo thiên cấp thuộc về ngươi sắc mặt phong thương đèn lại, nhìn lâm động như muốn ăn tươi nuốt sống. Tống sư, lâm động mặc kệ vẻ mặt của hắn, nhìn sang tống tần, mỉm cười nói. Phong thương, nếu người không thể có giá cao hơn thì linh bảo thiên cấp thuộc về lâm động. Tống tần cười, lâm động đã khiến hắn có được ba viên độ ách đan, hiển nhiên tạo nên thiện cảm rất lớn, gương mặt lạnh lùng vừa nãy đã có nụ cười. Mắt phong thương lấp lánh hàn quang, tay nắm chặt lại, Tất cả mọi người thầm chấn kinh nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Lâm Động lại vượt mặt được cả tứ đại vương triều siêu cấp. Lâm Động, thủ đoạn của ngươi cũng khá lắm nhưng đừng có đắc ý quá sớm. Nhưng khi Tống Tần đang định tuyên bố thì Phong Thương đột ngột lên tiếng, hắn ngẩng lên nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối khó hình dung, ngươi tưởng ta không còn cách nào khác sao? Phong Thương nhếch mép, Lâm Động hơi nheo mắt lại, rồi hắn thấy Phong Thương đột nhiên chỉ tay về phía Vương Triều Sâm Chi, hét lên, "Ô Thác, đưa 1500 niết bản đan của ngươi cho ta!" Lời vừa dứt, ánh mắt ai cũng đầy vẻ kinh ngạc. Vương Triều Sâm Chi và Phong Vân không thể gọi là thân thiện, Vương Triều Sâm Chi sao có thể cho Vương Triều Phong Vân một lượng lớn nhất bản đan, như vậy? Phong Thương tức quá hóa điên rồi à? Thế nhưng Ô Thạc đứng dậy, mỉm cười rồi ném túi càn khôn ra trước bao ánh mắt không tin nổi. Ô Thác, ngươi Mộc Lân và Mạc Phần đều có phần chấn kinh nhìn hành động đó của Ô Thác, rồi lập tức sự tỉnh, thì ra Vương Triều Phong Vân và Sâm Chi đã ngầm liên thủ với nhau tứ đại vương triều siêu cấp ở thành vạn tượng vốn đối địch với nhau, quan hệ không hề tốt chút nào, chứ đừng nói hợp tác, nhưng giờ lại phát hiện Phong Vân và Sâm Chi đã hợp tác, đấy không phải tin gì tốt đối với Cổ Nguyệt và Hỏa Ly. Phong Thương, Thù Lao đã nói, ngươi phải trả đủ đấy. Sau khi ném ra túi càn khôn, ô thác cười thản nhiên nói, yên tâm, chắc chắn không thiếu của ngươi đâu. Phong thương cười lạnh, rồi nhìn lâm động đang cho mày với ánh mắt hung hắn, cười nham hiểm, ngươi ép được vương triều phong vân ta đến bước này cũng có bản lĩnh lắm. Nhưng kẻ cười cuối cùng không phải ngươi. Thứ mà Vương Triều Phong Vân đã muốn thì không ai có thể tranh được. Ngươi có 2.400 vạn, ta có 3.000, muốn đấu với ta sao? Ngươi là cái thá gì? Gương mặt Phong Thương như méo mó lại, dường như hắn đã bạo nộ rồi. Cái giá này đã vượt qua dự tính của hắn, 3.000 vạn niết bản đan để mua một món linh bảo thiên cấp, tính ra cũng hơi đắt, nhưng lúc này hắn đã bị lâm động ép không còn đường lui nữa. Lâm động cho mày, hắn không ngờ phong thương lại có thủ đoạn này, với tài lực của hắn đúng là không thể vượt qua hai vương triều siêu cấp được, hắn nhún vai, cười nói, nếu vậy thì chúc mừng ngươi. Nghe tiếng cười của Lâm Động, gương mặt vốn trắng nhợt của Phong Thương càng thêm trắng hơn, không những không có cảm giác thắng lợi mà còn giận đến run người. Cục diện hắn vốn có thể khống chế lại bị Lâm Động gây rối thành ra thế này, cái giá phải mua quả thức quá cao. Tống sư, tuyên bố kết quả đi. Hít sâu vài hơi, Phong Thương lên tiếng, ai cũng có thể nhận ra sát y ẩn chứa trong đó. Tống Tần cho mày, có phần tiếc nuối nhìn Lâm Động, dù hắn có thiện cảm với Lâm Động hơn Phong Thương rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn trong trường hợp này. Hắc Long Phiên Thiên Ấn, giá cuối cùng 3.000 vạn niết bản đan. Cuối cùng lời tuyên bố cũng vang lên, chính thức hạ màn cuộc tranh giành quyết liệt. Túi càn khôn chứa đầy 3.000 vạn niết bản đan được ném vào tay Tống Tần, hắn nhìn qua rồi cũng vung tay, Thiết Ấn biến thành một đạo hắc quang bay vào tay Phong Thương. Vừa có được linh bảo thiên cấp, vẻ mặt Phong Thương lập tức vô cùng hung hãn, hắn quay phát lại nhìn Lâm Động như muốn nuốt sống, nguyên lực cuồng bạo bùng phát, Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không được sống không xong. Tiếng gầm cùng sát ý của Phong Thương khiến sắc mặt tất cả kịch biến. Tên này vừa có linh bảo thiên cấp là không nhịn được nữa, xem ra thật sự bị Lâm Động chọc giận không vừa. Trong trường đấu giá cấm giao đấu. Thế nhưng khi Phong Thương sắp ra tay thì Tống Tần bình thản nói. Phong Thương hầm hầm nắm chặt tay, ánh mắt cay độc nhìn Tống Tần, thân hình khẽ động muốn ra khỏi đây. Lâm Động cút ra đây cho ta, trong này không được động thủ thì ta sẽ xử lý người ngoài kia. Nhưng ngay sau đó, Tống Tần một lần nữa lên tiếng, thật ngại quá, hôm nay tâm trạng ta không tốt, vì thế cả thành vạn tượng, cấm giao đấu. Phụt, phong thương đang định xông ra khỏi trường đấu giá, vừa nghe thấy lời đó, máu tươi lập tức phụt ra khỏi miệng. mươi 575 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ trường đấu giá lặng như tờ, mọi người nhìn nhau rồi sắc mặt cổ quái nhìn lên Tống Tần. Tuy nói thành vạn tượng nằm dưới sự quản lý của tông phái siêu cấp, quy tắc ở đây do người chấn thủ đặt ra, nhưng dù sao thì ai cũng biết nơi đây quy tụ không ít nhân vật yêu nghiệt, vì thế những cuộc quyết đấu vẫn sẽ xảy ra dù quản nghiêm thế nào đi nữa. Mà người chấn thủ phần lớn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, càng không nói đến việc cấm quyết đấu. Cũng chính vì thế khi mọi người nghe Tống Tần nói hôm nay cả thành vạn tượng cấm giao đấu, ai cũng cảm thấy không tin nổi, mà nguyên nhân cấm lại chỉ là tâm trạng của hắn không tốt, sắc mặt của vô số người đều rất cổ quái, rồi tất cả nhìn phong thương tức đến thổ huyết với ánh mắt thương hại, mọi người đều hiểu rằng Tống Tần chính là đặc biệt nhằm vào hắn. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Tống Tần, rõ ràng hắn không thể ngờ Tống Tần lại nói những lời như vậy, liền không kìm được bật cười. Tên gia hỏa này cũng thú vị thật, xem ra bán cho hắn ba viên độ ách đàn cũng không phải là lãng phí không. Bọn Mộc Lân khẽ xoa xoa gương mặt đã có phần cứng lại của mình, trong mắt ánh lên ý cười. Tống Tần, ngươi đừng có quá đáng, cuối cùng phong thương quay người lại khuôn mặt giận dữ đến méo mó ánh mắt âm u nhìn tống tần hiển nhiên không phải vì thân phận của tống tần thì có lẽ hắn đã ra tay rồi tống tần tuy ngươi là người trấn thủ thành vạn tượng nhưng cũng không có nghĩa vụ can thiệp vào tranh đấu giữa các vương triều nếu chuyện này đến tay tông phái siêu cấp ta xem ngươi phải ăn nói thế nào mãnh liệt cũng đứng dậy lạnh lùng quát lên ta là người trấn thủ thành vạn tượng quy tắc ở đây do ta đặt ra nếu các ngươi không phục thì cứ việc báo lên tông phái siêu cấp tống tần thản nhiên nhìn bọn phong thương nói nhưng trước khi tông phái siêu cấp hạ lệnh thì ta vẫn quản lý nơi này các ngươi mà vi phạm ta vẫn có quyền tước đi tư cách tham gia bách triều đại chiến của các ngươi tống tần phong thương gầm lên vương triều phong vân ta cũng có người trong tông phái siêu cấp ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu quy định đã đặt ra ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi đến lúc đó ta muốn làm gì là chuyện của ta tống tần chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói ngươi Phong Thương giận run người, hai mắt đỏ ngầu, nhưng cuối cùng hít sâu một hơi kìm nén nộ khí. Hắn biết dù thế nào thì Tống Tần cũng là kẻ trấn thủ ở đây, hắn có quyền lực tối cao, chỉ một lời thôi là có thể tước quyền tham gia bách triều đại chiến của một quốc gia, cho dù Vương triều Phong Vân bối cảnh không tệ nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần. Khả năng tự kiểm soát của Phong Thương cũng rất khá, dù bạo nộ như vậy nhưng hắn vẫn kiềm chế được nộ hỏa, nhưng sát ý trong ánh mắt thì không thể che giấu được. Hắn quay ngoắt lại hàn học nhìn Lâm Động, Lâm Động đừng tưởng chuyện này thế là xong. Hắn đã bảo vệ ngươi, ở thành vạn tượng đúng là ta không thể làm gì được, nhưng hai ngày nữa khi vào bách triều đại chiến thì hắn không thể nhúng tay vào được nữa. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội, với vương triều phong vân ta. Giọng nói mang đầy sát khí lạnh lẽo vang lên, khiến ai cũng phải run rẩy. xem ra phong thương đã nhất quyết nhằm vào bọn người Lâm Động rồi. Rõ ràng Tống Tần muốn giúp Lâm Động, trong thành vạn tượng, hắn muốn bảo vệ Lâm Động thì chẳng ai làm gì được, nhưng hai ngày nữa bách triều đại chiến sẽ bắt đầu, Lâm Động chắc chắn sẽ tham gia, một khi hắn vào đó thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với vương triều phong vân. Lâm Động nhìn phong thương lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, ánh mắt cũng lóe lên hắn ý, hơi nhếch mép lên rồi khẽ nói, nếu ngươi đã có ý thì bọn ta chiều lòng thôi. Vừa hay ta cũng rất có hứng thú với món linh bảo thiên cấp đó. Giải quyết ngươi rồi lại tiết kiệm được một lượng lớn nhất bản đan, đó cũng là vụ làm ăn không tệ, ha ha linh bảo thiên cấp ở trong tay ta đây có gan thì đến đây lấy ta đợi ngươi phong thương tức quá lại bật cười chắc hắn đã bị cuồng ngôn của lâm động chọc giận không nhẹ hắn gườm gườm nhìn lâm động để lộ ra hàng răng trắng nhợt có điều ta rất mong chờ kết cục của ngươi trong hai ngày nữa lúc đó mà ngươi vẫn cứng miệng được như vậy thì coi như ngươi cũng có bản lĩnh đi dứt lời phong thương vung tay không nói gì nữa hầm hầm quay người đi thẳng mãnh liệt cũng đứng dậy nhanh chóng theo sau lúc đi hắn nhìn bọn lâm động với ánh mắt tàn nhẫn đầy châm chọc bàn tay khẽ vạch một đường trên cổ khi bọn phong thương rời đi rồi không khí mới bớt căng thẳng mọi người đồng loạt nhìn về bọn lâm động trong đó có kẻ thích thú có chờ đợi xem ra ngay khi bách triều đại chiến bắt đầu bọn họ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu cực kỳ ác liệt rốt cuộc vương triều siêu cấp sẽ chiếm thế thượng phong hay kẻ mới nổi như lâm động sẽ mạnh hơn hai ngày nữa mọi chuyện sẽ rõ ràng hắn thật ngông cuồng hai ngày nữa khó tránh khỏi một trận kịch chiến rồi tiểu điêu có vẻ thích thú nhìn dòng người đang dần rút đi cười nói đi thôi về chuẩn bị một chút lâm động cười cười nét mặt không chút sợ sệt tuy phong thương đã có được linh bảo thiên cấp lực chiến đấu chắc chắn sẽ đại tăng nhưng kết cục thế nào giờ nói vẫn là quá sớm nói rồi lâm động quay người cùng tay với tống tần bên trên dù lúc này phong thương lập tức ra tay lâm động cũng không sợ nhưng nếu có hai ngày chuẩn bị thì vẫn hơn vì thế hắn cũng nhận ân tình này của tống tần tống tần chỉ khẽ xua tay rồi quay người đi một giọng nói chỉ lâm động nghe được vang lên lâm động đây là tất cả những gì ta làm được hai ngày nữa phải dựa vào chiến lược của bản thân ngươi thôi nhưng ít nhất trong hai ngày này phong thương sẽ không dám có bất cứ hành động gì ngươi cứ yên tâm chuẩn bị nghe vậy lâm động mỉm cười khẽ gật đầu không nói gì thêm dẫn bọn tiểu viêm rời khỏi trường đấu giá mộc lân nhìn ba người thu hút mọi ánh nhìn đang rời đi không khỏi cảm thán khẽ nói còn tưởng vương triều cổ nguyệt bọn chúng ta sẽ đối đầu với phong vân không ngờ cuối cùng lại thành kẻ đứng ngoài nhìn hai ngày nữa có lẽ bọn lâm động sẽ có không ít phiền phức mộc hàn nguyệt nhíu mày nàng ta biết thực lực bọn lâm động không tệ nhưng vương triều ngang ngược dị thường huống hồ bọn chúng còn có linh bảo thiên cấp như vậy dù là vương triều cổ nguyệt cũng không dám tùy tiện động vào còn bọn lâm động đúng là sẽ phiền phức Mộc Lân vẫn luôn đánh giá cao Lâm Động cũng gật đầu nặng nề, thở dài, giờ chỉ có thể chờ xem mà thôi. Ai, thế lực vương triều phong vân rất lớn, không biết bọn Lâm Động có vượt qua ải này được không? Nói rồi Mộc Lân vẫy tay dẫn đoàn người rời đi. Thành vạn tượng rất rộng lớn, nhưng chuyện xảy ra, trong trường đấu giá chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã lan truyền khắp mọi chốn. Ngay lập tức cả tòa thành cũng sụp sôi vì cái tin ấy. Vương triều phong vân là gì? Vương triều siêu cấp hùng bá thành vạn tượng, trong tứ đại vương triều luôn có tranh đấu, nhưng ai cũng biết vương triều phong vân là thế lực mạnh nhất. Vương triều phong vân uy danh hiển hách, nhưng lâm động cũng không phải không có tiếng tăm gì. Chỉ với thân phận vương triều hạ cấp mà hắn đã đánh bại vô số vương triều cao cấp, thậm chí còn một mình đáng bại ba đại bá chủ của địa vực Tây Bắc trong viễn cổ bí tàng, bá chiếm hai môn truyền thừa của tứ đại huyền tông, sau đó còn áp đảo hai đại tướng của vương triều đại càn, trước niết bản bi ba người bọn lâm động cũng đã chiếm gọn ba trong bốn vị trí đầu đêm đó lại đánh lui la thông cường giả tứ nguyên niết bản chiếm vị trí đầu trong địa cấp vô số chiến tích như vậy đủ để khiến tất cả mọi người đều quên mất thân phận vương triều hạ cấp của hắn vì thế khi biết sẽ có cuộc đối đầu trong hai ngày nữa chẳng ai nghĩ lâm động không biết tự lượng sức mình ngược lại vô cùng chờ đợi cục diện bất ngờ hiển nhiên trong mắt của nhiều người lâm động đã có danh tiếng xứng đáng sánh ngang với vương triều siêu cấp Đương nhiên danh tiếng ấy có phải thực chất hay không thì còn phải xem kết quả của cuộc đối đầu hai ngày nữa. Nếu thắng, danh tiếng của Lâm Động chắc chắn chấn động cả chiến trường viễn cổ. Nhưng nếu bại thì kỳ tích này cũng sẽ kết thúc tại đây. Và đây cũng sẽ là cuộc đối đầu đầu tiên giữa vương triều siêu cấp và anh tài mới nổi trong bách triều đại chiến, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Dưới sự trông chờ đó, hai ngày chớp mắt đã qua đi. Chương 576 ủng hộ kênh qua halaji com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé ánh sáng buổi sớm mang chút hơi lạnh chiếu xiên xuống bao trùm cả thành vạn tượng mức độ không khí sụp sôi của thành vạn tượng ngày hôm nay dường như đã đạt đến cực hạn không có ánh mắt nào là không cuồng nhiệt và đầy mong chờ bọn họ từ đủ các loại vương triều khắp các phương cùng đến chiến trường viễn cổ nơi cạnh tranh khốc liệt này bọn họ khổ tu ở đây một năm mục đích chính là giành được thành tích đáng kể và lọt vào mắt xanh của các tông phái siêu cấp từ đó nâng cao giá trị cho vương triều của mình trận đại chiến chờ đợi suốt một năm dòng cuối cùng hôm nay đã thật sự bắt đầu thiên tài yêu nghiệt đến từ vô số vương triều sau một năm khổ tu sẽ phân thắng bại tại nơi đây cuối cùng nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của đông huyền vực cũng sắp xuất hiện tại một tiểu viện ở góc đông nam thành một vài thân ảnh đang từ tốn đi ra chính là bọn người lâm động lâm động ngẩng lên nhìn vầng mặt trời nóng bỏng mỉm cười hắn cũng đã đợi ngày này cả một năm nay rồi phía sau lâm động tiểu viêm vác thiết côn cái bóng to lớn che phủ cả hơn nửa người lâm động tạo ra một cảm giác vô cùng áp lực Ngược lại với dáng vẻ uy nghi của Tiểu Viêm, Tiểu Điêu vẫn có bộ dạng bất cần như cũ, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng thậm chí có phần yêu dị, nhưng bọn Tô Khôi biết người từ khi gặp mặt, đến giờ chỉ ra tay một lần này mới là người có thực lực thâm sâu khó dò nhất trong ba người. Tô Khôi nhìn ba người bọn Lâm Động trong lòng cảm thán. Nếu nói cảm quan đầu tiên khi nhìn thì Lâm Động không khôi ngô bằng Tiểu Viêm, không anh tuấn bằng Tiểu Điêu, thậm chí thực lực cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn lại là người làm chủ trong nhóm người này tiếp xúc một thời gian tô khôi cũng biết được không ít chuyện của lâm động tại chiến trường viễn cổ một lần vô tình hắn biết ban đầu tiểu viêm và tiểu điêu không xuất sắc như hiện giờ mọi cuộc chiến ở ngoại giới hồi đó hầu như đều do lâm động gánh vác lâm động ngẩng lên nhìn mặt trời bỗng dang rộng hai cánh tay ánh năng chiếu dọi lên người hắn tạo cảm giác rất cuồng nhiệt lúc ấy ánh sáng từ hắn trói mắt hơn hẳn so với tiểu điêu và tiểu viêm hắn sẽ trở thành người tỏa sáng nhất trong chiến trường viễn cổ trong đầu Tô Khôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, quay ra thì nhìn thấy Tô Nhu ở bên cạnh cũng đang nhìn chăm chú thân ảnh trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp thoáng chút ửng hồng. Thân ảnh đang giang tay, dưới ánh nắng kia làm cho nàng có cảm giác hắn có thể chống cả bầu trời. Cảm giác đó còn vững chắc hơn cả tấm lưng của đại ca, người trước đây luôn luôn bảo vệ nàng. Khụ khụ, Tô Khôi khẽ hắng giọng nhắc nhở thiếu nữ bên cạnh. Tô Nhu lập tức cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên. Tô Khôi lắc lắc đầu, hai ngày nay nhờ có tiểu điêu mà tô nhu đã miễn cưỡng khống chế được một chút sức mạnh trong người tuy còn hạn chế nhưng sức mạnh bộc phát cũng khá khủng bố có điều dù thực lực tăng cao nhưng tính cách của tô nhu vẫn không có gì thay đổi nhiều dáng vẻ yếu ớt đó khiến tô khôi lo lắng không biết nàng có chịu đựng nổi sự tàn khốc của bách triều đại chiến hay không đi thôi tiếng hắng giọng của tô khôi cũng khiến lâm động sực tỉnh hắn khẽ nhoẻn miệng cười vẫy tay đẩy cửa bước ra phía sau hắn mọi người cũng đi theo cổng thành phía đông thành vạn tượng lúc này đã vô cùng đông đúc dòng người đen kịt từ trong thành tràn ra ảo ạt bên ngoài tường thành là một con dốc cao bên ngoài đó lại có một tấm màn ánh sáng khổng lồ tạo thành vòng trong đang không ngừng lan tỏa ra đến hút tầm mắt nhìn qua tấm màn có thể thấy một khu rừng tựa như từ thời viễn cổ mơ hồ có một thứ khí tức tàn khốc từ trong đó lan tỏa ra bách triều đại chiến sẽ diễn ra ở đây không ít người sẽ thành danh ở nơi đây nhưng cũng có không ít thiên tài bỏ mạng và làm nên thanh danh cho người khác trên tường thành các vương triều đều đã có chỗ ở đằng trước tiên đương nhiên là tứ đại vương triều siêu cấp mọi ánh mắt quét qua cuối cùng tập trung tại chỗ vương triều phong vân ở đó phong thương đứng chắp tay sau lưng không còn vẻ bạo nộ của hai ngày trước nữa mà có sự bình tĩnh dị thường đương nhiên điều duy nhất không thay đổi đó là ánh mắt đầy sát ý lạnh lùng không ít người nhìn nhau huyết dịch trong người cũng có dấu hiệu sôi lên sắp tới bọn họ sẽ bước vào khu trung tâm nơi diễn ra sự cạnh tranh cuối cùng đồng thời cũng chứng kiến những sự đối đầu ác liệt nhất Xoẹt, đúng lúc ấy, từ không trung vang lên âm thanh xé gió, một vài thân ảnh xuất hiện trên tường thành trong tiếng ồ à của tất cả. Là bọn Lâm Động, một người kêu lên, vô số ánh mắt gần như đồng thời quay sang, cuối cùng dừng lại ở những thân ảnh vừa xuất hiện. Ở phía trước, gương mặt phong thương lúc này càng tối lại, hắn chậm chậm quay lại, ánh mắt sắc lạnh như đao nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, hai ánh mắt giao nhau tỏa ra sát ý lạnh lẽo như khiến cả không khí, nhưng đông đặc lại phong thương cười lộ ra hàm răng trắng nhỡn giơ ngón tay cái về phía lâm động rồi bất ngờ chĩa xuống đất mọi người xung quanh ồ lên xem ra lần này phong thương đã quyết trí phải khiến bọn lâm động bỏ mạng nơi đây rồi nhìn vẻ khiêu khích của phong thương tiểu viêm nắm chặt lấy cây thiết côn trên vai như muốn ra tay nhưng cuối cùng lâm động đã xua tay ngăn lại chư vị đúng lúc đó từ không trung bỗng vang lên một giọng nói hùng hồn tất cả ngừng lên thì thấy tống tần đang lơ lửng trên không trung tiếp theo chỉ cần là người có nét bản ấn là có thể vào trong nhưng trước đó phải nhắc nhở các vị nơi đây chỉ có thể vào không thể ra chỉ cần vào trong là sẽ phải đón lấy sự cạnh tranh khốc liệt trong đó không có sự thương hại chỉ có kẻ chiến thắng ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh của tống tần khiến không ít người phải tái mặt chắc các vị cũng đều biết rồi tông phái siêu cấp chỉ chọn những người ưu tú nhất mà cách duy nhất để chứng minh sự ưu tú của mình đó là đánh bại người cạnh tranh với mình đoạt lấy niết bản ấn từ tay hắn khi hấp thụ đủ số lượng những niết bản ấn niết bản ấn trong tay mọi người sẽ dần có sắc tím vàng khi niết bàn ấn hoàn toàn có màu tím, thì sẽ có tư cách vào niết bàn kim bảng và lọt vào mắt tông phái siêu cấp. Lâm Động nheo mắt lại, không ngờ bách triều đại chiến lại tàn khốc như vậy, muốn vào niết bàn kim bảng phải đoạt được niết bàn ấn từ tay kẻ khác. Bách triều đại chiến chỉ biết kẻ chiến thắng, không biết đến sự sống chết. Nếu mọi người đã có sự chuẩn bị, vậy thì bắt đầu thôi. Giờ là lúc kiểm nghiệm lại sự tu hành của mọi người một năm qua. Tống Tần chỉ về phía màn sáng phía trước, giọng nói trầm vang lên bên tai của tất cả mọi người, vô số người ngẩng lên nhìn tấm màn sáng sự cuồng nhiệt dần dâng lên trong mắt lúc này sao có thể rút lui đi thôi một tiếng thét trầm đục không biết vang lên từ đâu rồi tất cả như ong vỡ tổ ào ào bay vào tấm màn sáng lâm động cút vào đây cho ta hôm nay sẽ là ngày rỗ của các ngươi phong thương gầm lên ánh mắt đầy hằn học nhìn lâm động rồi đem theo hàng loạt nhân mã của vương triều phong vân lao vào trong lâm động ngẩng lên nhìn bóng của bọn phong thương khẽ liếm môi mỉm cười nói các vị chuẩn bị xong chưa Ừm. Rồi tất cả cùng bật cười, chiến ý dâng tràn, không hề có chút sợ hãi, cho dù sắp tới bọn họ phải đối mặt với vương triều siêu cấp lớn mạnh nhất thành vạn tượng. Đi thôi. Lâm động cười lớn, tiếng cười như sấm rền, bao quyền với Tống Tần, nói, Tống Sư, đa tạ đã giúp đỡ. Dứt lời, Lâm động nhanh chóng bay vút vào, theo sát sau là Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Trên bầu trời, Tống Tần nhìn bọn Lâm động đang tràn ngập chiến ý, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn biết, nếu bọn Lâm Động có thể vượt qua ải tiếp theo, danh tiếng của bọn họ chắc chắn sẽ chấn động cả vùng trung tâm, rốt cuộc hắn là rồng hay chỉ là sâu bọ, tất cả phải chờ xem trận chiến này thôi. Chương 577 vào khoảnh khắc đi vào màn ánh sáng ai, cũng có thể cảm thấy một luồng khí mãnh liệt ập tới, nhiều người nguyên khí bị cuộn trào, phải vội vàng dừng lại. Khi dừng lại, mọi ánh mắt lập tức nhìn về vào trong, rồi tất cả đều sững sờ. Trong và ngoài chỉ cách nhau một tấm màn ánh sáng nhưng lại như hai thế giới khác nhau không gian bên ngoài ánh nắng chiếu rọi ấm áp còn bên trong bầu trời màu đỏ thẫm tối sầm lạnh lẽo khi ngẩng lên nhìn trong mắt sẽ phản xạ ra hồng quang vô cùng quỷ dị phía dưới bầu trời u ám đỏ là một khu rừng rậm rạp mênh mông vô tận những thân cây cao hàng trăm trượng đứng sừng sững san sát nhau trong đó thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng gầm đầy hung sát của vô số loài thú dữ nơi đây chính là hung địa đoàn người tư thành vạn tượng tràn vào đã phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi đây trên bầu trời đặc kịt là người ánh mắt bọn họ vừa kinh ngạc vừa cuồng nhiệt nhìn vùng đất này nơi đây sẽ là chiến trường cuối cùng của bọn họ tất cả đều biết ở nơi khác của địa vực rộng lớn này chắc chắn cũng có rất nhiều cường giả ở khu vực khác tràn vào không lâu nữa tất cả sẽ gặp nhau tại khu trung tâm sau đó giao đấu để hấp thụ niết bản ấn của đối phương còn về việc ai thắng ai thua thì phải xem những gì bọn họ có được sau một năm tu luyện vừa qua đương nhiên trước lúc đó bọn họ phải xem cuộc đối đầu kinh thiên động địa khiến huyết dịch phải sụp sôi đã trước vô số ánh mắt một thân ảnh hội tụ sát y đậm đặc bay tới rồi đáp xuống khu rừng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tấm màn ánh sáng ở phía sau lâm động cút ra đây cho ta phong thương gầm lên nôn nóng tặng ta linh bảo thiên cấp vậy sao trong màn ánh sáng vang lên một tiếng cười rồi mấy người lâm động cũng vọt ra từ tấm màn ánh sáng rồi xuất hiện trước mắt mọi người thấy bọn lâm động xuất hiện trên gương mặt phong thương dần hiện lên nụ cười điên cuồng Hắn biết khi Lâm Động bước vào không gian này là sẽ không còn bất cứ đường lui nào nữa, và hắn có thể tùy ý giày vò khiến Lâm Động sống không bằng chết. Bọn Lâm Động từ từ đáp xuống ngọn cây cách Phong Thương không xa, gương mặt hàm tiếu, không hề có chút sợ hãi. Cách đó không xa, ba vương triều siêu cấp Cổ Nguyệt, Sâm Chi, Hỏa Ly cũng đều hiện thân. Nhưng bọn họ cũng không có ý rời đi ngay mà đều nhìn về phía trước. Cuộc đối đầu này, ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ qua tuy không biết ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám vào đây nhưng dũng khí của ngươi cũng khiến ta bất ngờ khi bách triều đại chiến kết thúc ta sẽ cho ngươi đưa thi thể của ngươi về vương triều của mình phong thương cười gằn lâm động cũng không để tâm hắn quét mắt qua những một loạt cường giả của vương triều phong vân khẽ nói giao phong thương cho ta mãnh liệt để ta tiểu viêm vùng thiết côn tạo nên tiếng vù xé gió giọng oang oang nói để tên yếu nhất cho ta sao lẽ nào các ngươi nghĩ mình hơn ta sao tiểu điêu nhau mắt nói chắc chắn ở đây có nhiều cường giả của vương triều siêu cấp đang chú ý không thể không cẩn thận tốt nhất là ngươi ra tay ít thôi lâm động mỉm cười nói hơn nữa khi đối phó với la thông ngươi còn phải trông chừng bọn tô nhu một chút vương triều phong vân có không ít cường giả bọn chúng ta lại ít người tiểu điêu nhếch mép yên tâm đi nhà đầu đó giờ không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn dù là ngươi cũng sẽ thấy khó đối phó ta đâu thể sánh được với lâm động đại ca tô nhu ở bên cạnh đỏ mặt nói Tô nhu, lát nữa phải nhờ muội bảo vệ đại ca muội rồi. Lát nữa ta cũng không thể phân tâm được. Lâm động cười nói. Tôi nhu nắm chặt tay gật đầu kiên định. Lần này nàng nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến bọn lâm động. Lâm động chậm chậm bước chân ra, nguyên lực hùng hồn cũng dâng trào theo từng bước chân. Tam nguyên niết bản. Đây là bản lĩnh của ngươi sao, khiêu chiến vượt cấp. Ngươi coi ta giống như bọn phế vật ngươi gặp trước đây sao. Cảm nhận nguồn nguyên lực trong cơ thể lâm động, phong thương không kìm được ngửa mặt lên cười lớn đầy châm chọc ta đã là tứ nguyên nhất bàn đỉnh phong, nếu ngươi chỉ có vậy thì thật khiến ta thất vọng. Phong thương bước ra, nguyên lực dồi dào của tứ nguyên nhất bàn đỉnh phong trào ra không giữ lại chút nào, cuồn cuộn hình thành nên áp lực lớn lao ập tới lâm động. Trước khí thế của phong thương hiển nhiên lâm động đang ở thế hạ phong, dù thế nào thì chỉ so sánh nguyên lực thôi phong thương cũng đã mạnh hơn lâm động rồi. Nếu ngươi cũng nghĩ vậy thật thì ngươi cũng khiến ta thất vọng quá, Thế nhưng đối mặt với áp lực đó, Lâm Động chỉ cười, nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn vệ cùng dâng lên, cuối cùng chảy vào càn khôn cổ trận phía trên đan điền. Uỳnh uỳnh, làn sóng âm thanh trầm đục chảy trong kinh mạch Lâm Động, cuối cùng khuếch tán ra tứ chi bách huyệt. Thân thể hắn tĩnh lặng trong giây lát rồi bất chợt rung lên, một luồng năng lượng màu xám đen quỷ dị bùng phát từ trong cơ thể hắn. Luồng năng lượng ấy không quá lớn, càng không thể sánh được với thanh thế của phong thương, nhưng vào khoảnh khắc mà nó xuất hiện luồng nguyên lực đang ập tới lâm động lập tức tan biến trong vòng mấy chục trượng quanh người lâm động áp lực tạo ra từ nguyên lực của phong thương không còn một chút nào nữa năng lượng thật cổ quái biến cố bất ngờ này khiến tất cả cùng ngỡ ngàng bọn họ không hiểu nguyên lực vốn thuần khiết của lâm động sao lại tự nhiên biến thành một thứ năng lượng kỳ quái như vậy nhưng rõ ràng là năng lượng này mạnh hơn nguyên lực đơn thuần nhiều nếu không thì không thể khiến nguyên lực dồi dào của tứ nguyên niết bàn thành ra như vậy lâm động quả nhiên có bản lĩnh Bọn Mộc Lân nhìn cảnh đó, ánh mắt cũng hiện lên đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng cũng rất bất ngờ về chiêu này của Lâm Động. Như thế mới thú vị, nếu không thì quá nhàm chán. Gương mặt Phong Thương hiện lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất ngay. Hai mắt hắn trở nên lạnh băng, giơ ra hai ngón tay vạch một đường trong không khí. Phụt phụt, sau động tác của Phong Thương, cuồng phong bùng nổ, hai đạo nguyên lực hơn chục trượng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, nhanh như chớp oanh kích về Lâm Động. Vèo Lâm động biến thành một đạo tàn ảnh bay tới, sức mạnh dung hợp màu xám đen bao quanh người hắn, tựa một ngôi sao băng nhằm thẳng hai đạo nguyên lực mà lao tới. Dầm, tiếng nổ trầm đục vang lên, hai đạo nguyên lực nổ tung, ánh sáng xám đen chớp mắt đã xuất hiện phía trước phong thương, quyền ảnh như xuất ra như vũ bão cùng sức mạnh cuồng bạo bao trùm lấy phong thương. Hừ. Đối mặt với công kích đó của Lâm Động, Phong Thương chỉ hừ một tiếng, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn biến thành một luồng gió xoáy chặn đứng quyền ảnh của Lâm Động. Binh binh binh, mỗi lần quyền ảnh chạm vào luồng gió xoáy đều tạo ra âm thanh chói tai cùng với nó là những làn sóng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa ra bốn bề chỉ trong vài chục giây mà hai bên đã đánh đến mấy chục hiệp với tư thái vô cùng hung hãn tất cả đều lặng như tờ quan sát cảnh tượng đó không ít người phải biến sắc mặt vì chỉ riêng năng lượng thừa tỏa ra cũng đủ một cường giả tam nguyên niết bàn cảm thấy run cả người Thực sự bọn họ không thể tin được Lâm Động chỉ dựa vào thực lực Tam Nguyên Niết Bàn mà có thể giao đấu chính diện được với Tứ Nguyên Niết Bàn, đỉnh phong như phong thương như vậy. Đến lúc này hai bên vẫn chưa thi triển bất cứ vũ kỹ lớn mạnh nào, mà vẫn đang so bì sức mạnh bản thân. dám đối diện trực tiếp với nộ hỏa của Vương Triều siêu cấp, quả nhiên hắn có bản lĩnh mà người thường không có. Ẩm, Kình Phong nguyên lực cuộn trào, Lâm Động và Phong Thương cùng bị chấn động lùi về sau mấy chục bước, cả hai đều thở gấp hơn, nhưng sự hung hãn trong ánh mắt cũng ngày một rõ rệt mãnh liệt, cho người động thủ giết hết bọn chúng đi. Tên lâm động này cứ giao cho ta. Phong thương hung hăng hét lên. Ừm. Nghe vậy mãnh liệt gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười hung hãn, nhìn bọn tiểu viêm với ánh mắt đầy sát khí. Ẩm. Tiểu viêm bước ra, thiết côn trong tay rạch ngang không khí, vẻ hung sát như con thú dữ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ nhiều năm. Nhị ca, ta động thủ đây. Huyết khí trào lên trong mắt tiểu viêm, vừa dứt lời, thân hình đồ sộ đem theo bóng đen to lớn lao tới chỗ mãnh liệt. Cuộc đối đầu giữa hai bên chính thức bùng nổ. Chương 578 bùm. Thân ảnh khổng lồ của Tiểu Viêm kèm theo tiếng gió lao tới, khí hung sát khủng bố ấy bùng phát đã áp chế cả sát khí của Mãnh Liệt xuống. Người vẫn chưa tới nhưng thiết côn trong tay Tiểu Viêm, cùng với năng lượng tựa sơn nhạc xé tan không khí hung hãn oanh kích yếu huyệt của Mãnh Liệt. Hắc hắc, muốn chết hả? Nhìn Tiểu Viêm đang hung bạo lao tới với hung sát khí đầy người nhưng Mãnh Liệt chỉ nhếch mép cười lạnh, nắm tay lại, một cây cự trùy màu vàng xuất hiện rồi vung chùy bổ xuống. Keng, thiết côn và cự trùy va chạm gây nên một âm thanh chói tay vàng vọng trong không khí vỗ vàn những đợt sóng năng lượng khoách tán ra với tốc độ kinh người cả một mảng lớn những cây cổ thụ cao chọc trời phía dưới đều gãy rạp bụi tung mù trời thanh thế vô cùng kinh người xoẹt trong đám bụi mù hai thân ảnh đầy sát khí chỉ ngừng lại trong giây lát thậm chí không đợi mọi người xung quanh tỉnh lại đã lại lao vào nhau thiết côn và cự trùy lại điên cuồng giao đấu kình phong cuồn cuộn không ngừng Bọn Mộc Lân ở phía xa quan sát cuộc giao đấu của Tiểu Viêm và mãnh liệt với ánh mắt nặng nề. Thực lực của hắn rất mạnh, hắn đã che giấu thực lực trước Niết Bàn Bi. Mộc Lân nói, Mộc Hàn Nguyệt cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng rất rõ thực lực của mãnh liệt, nhưng cuộc chiến này tuy rất cuồng bạo, nhưng thân ảnh to lớn kia vẫn không hề có dấu hiệu bị ở thế hạ phong. Hơn nữa sự hung sát còn mạnh mẽ hơn cả mãnh liệt, tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi kia. Có lẽ ba người bọn lâm động không đơn giản như bề ngoài mộc lân trầm giọng nói rồi hắn nhìn về hướng khác ở đó là rất nhiều cường giả của vương triều phong vân dưới sự dẫn đầu của la thông bao vây lấy tiểu điêu nhưng dù vậy thì tiểu điêu với gương mặt tuấn mỹ vẫn có bộ dạng uể oải chẳng có chút dấu hiệu lo lắng gì nha đầu những kẻ khác phải giao cho ngươi rồi nhớ đừng khiến lâm động phân tâm tiểu điêu nhìn nhìn la thông vươn vai lười biếng rồi nói vâng tôi nhu cắn cắn môi rồi gật đầu thật mạnh có phân tâm hay không có lẽ không đến lượt các ngươi quyết định La Thông cười lạnh, phía sau hắn có đến năm cường giả Tam Nguyên Niết Bàn, cộng với hắn nữa, trận hình này muốn dọn dẹp mấy người bọn tiểu điêu không phải vấn đề. Thế nhưng, khi La Thông vừa dứt tiếng cười, thì hắn đã nhìn thấy khóe miệng tiểu điêu từ từ vẽ lên nụ cười châm chọc. Đang định nói gì đó thì tiểu điêu đã biến mất một cách quỷ dị. La Thông có thể trở thành cường giả tứ nguyên niết bàn, cho thấy bản lĩnh của hắn cũng không vừa. Vì thế, khi tiểu điêu vừa biến mất, kim quang chói lòa và nguyên lực hùng hồn đã ngay lập tức bùng phát từ trong cơ thể hắn. Xoẹt kim quang loe sáng, một đạo thân ảnh quỷ mị cũng phản chiếu trong mắt La Thông, rồi hắn nhìn thấy tiểu điêu giơ bàn tay ra từ xa quạt một nhát, keng. Một đường quạt tạo nên kình phong cuồng bạo nhanh như chớp bay thẳng tới mặt La Thông. Rồi một âm thanh kim loại vang lên, La Thông bị một cái quạt tay của tiểu điêu đánh bật đi. Gắng gượng giữ vững lại thân hình, dù có nét bàn kim thân bảo vệ nhưng mặt La Thông vẫn sưng lên một mảng lớn, nhìn vô cùng hoạt kê. Ngươi, La Thông vừa tức vừa kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu đang lắc lư đi tới, sự cảnh giác lên tới đỉnh điểm. Một đòn vừa rồi của Tiểu Điêu đã khiến hắn hiểu, kẻ tuấn mỹ như nữ nhân này thực lực rất khủng bố, ít nhất thì tối đó khi giao đấu với Lâm Động, hắn không hề bị Lâm Động khiến cho thảm hại như thế này. Hắn mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba kẻ đó. La Thông bỗng lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra, nghiến răng rồi hét lên, "Tất cả bắt nữ nhân kia lại! Chỉ cần bắt được Tô Nhu, chắc chắn Lâm Động sẽ sợ ném chuột vỡ bình quý!" Lúc đó lợi thế sẽ nghiêng về bọn bọn chúng. Đối phó với một nữ nhân tuy không quang vinh gì nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều được nữa. Vẫn còn thời gian để hét nữa à? Ánh mắt tiểu điêu lạnh băng, bước ra một bước rồi lại biến mất. La Thông thấy vậy vội vàng lùi về sau, chưa đến mấy giây sau một đạo thân ảnh lại xuất hiện trước mắt hắn, một trưởng tung ra đánh bay hắn về sau. Động thủ Mấy cường giả vương triều Phong Vân thấy một cường giả tứ nguyên niết bàn, lại thảm hại như vậy thì không khỏi thất kinh, không dám chậm trễ, hét lên một tiếng rồi cùng xông về phía Tô Nhu. Tô Khôi thấy vậy, sắc mặt biến đổi, vừa định ra tay thì Tô Nhu đã khẽ cắn môi bước ra, trong giọng nói hơi run rẩy đã có sự kiên định hiếm có, "Đại ca, huynh không phải đối thủ của bọn chúng đâu, để muội." Tiểu Nhu Tô Khôi giật mình, định nói thì Tô Nhu đã đặt ngón tay thon dài của mình lên môi khẽ cắn, một chút máu dì ra, rồi nàng vén ống tay áo lên, nơi cổ tay xuất hiện những đạo phù văn kỳ lạ, đặt ngón tay với chút máu lên một đạo phù văn, khi máu tươi đi vào, phù văn đó lập tức mời đi. Khoảnh khắc đó, trên người Tô Nhu đột nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng màu xanh thẳm to lớn, không gì so sánh nổi, khiến Tô Khôi phải chấn động. Luồng năng lượng màu xanh thẳm đó giống hệt như là con cự xà viễn cổ, vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vậy, năng lượng kỳ dị màu xanh thẫm lượn lờ quanh người tôi nhu mái tóc dài đen nhánh xõa phía sau lưng cũng bị năng lượng này nhuộm thành màu xanh thẫm tôi nhu ngẩng đầu lên trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ lạnh lẽo nàng chầm chậm giơ bàn tay lên rồi bỗng nắm chặt một cái ẩm thanh quang cùng năng lượng cuồng bạo bùng phát năm cường giả tam nguyên niết bản đang xông tới bị đánh bay đi rồi rơi xuống đất một cách thảm hại các ngươi không được khiến cho lâm động đại ca bọn họ phân tâm năng lượng cuồng bạo dâng tràn đôi mắt ánh xanh của tôi nhu nhìn chăm chăm cường giả vương triều phong vân lúc này sắc mặt đều tái đi giọng nói lanh lành mà lạnh lùng thật sự đánh rồi nhìn những cuộc chiến đang bùng nổ trên bầu trời tất cả mọi người đều thầm nghĩ lực chiến đấu chỉnh thể bùng phát vào lúc này của bên phía đám người lâm động đã vượt ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người trận đấu này ngày càng thú vị đây trên trời lúc này đã chia thành mấy chàng chiến đấu và trận chiến gây chú ý nhất đương nhiên là lâm động và phong thương Ai cũng có thể thấy hai người này mới là trung tâm của hai bên, bất luận ai thất bại cũng là sự đả kích không hề nhỏ tới sĩ khí bên mình. Ầm, hai thân ảnh quỷ mị hung hãn giao đấu trên bầu trời, những âm thanh trầm đục như sấm vang lên khiến người ta phải run lên. Hai thân ảnh vừa lao vào rồi tách ngay ra. Sắc mặt Phong Thương lúc này tối sầm, cuộc giao đấu trước đó hắn đã phát hiện, nếu chỉ dựa vào tu vi tứ nguyên niết bàn thì không thể áp chế Lâm Động hoàn toàn được, do thứ năng lượng kỳ quái kia sao? phong thương nhìn luồng năng lượng xám đen bao quanh lâm động đồng tử co rút lại hắn phát hiện mỗi lần đấu chiêu với lâm động là công kích của hắn đều biến mất một phần sức mạnh một cách quỷ dị đồng thời công kích của lâm động lại mạnh hơn rất nhiều dường như một phần sức mạnh của hắn bị lâm động đồng hóa vậy tên này rất cổ quái không thể kéo dài hơn nữa trong đầu lóe lên ý nghĩ vẻ mặt phong thương lạnh băng hắn hít vào một hơi sâu nguyên lực quanh người bùng phát ánh mắt trở nên sắc lạnh dị thường cuồng phong ngưng tụ trên bầu trời cuối cùng biến thành vô số long quyền phong khổng lồ tỏa ra sức mạnh cuồng bạo nhìn cảnh tượng này ai cũng có nhận ra phong thương đã không thể nhẫn nhịn được nữa mà dùng đến linh vũ kỹ để áp đảo lâm động lâm động bất luận ngươi có bản lĩnh gì hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng ngươi phong thương ngửa lên trời gầm một tiếng long quyền phong xoay chuyển quanh người hắn nhìn từ xa sẽ thấy thanh thế vô cùng đáng sợ đây là bọn Mộc Lân từ xa nhìn cảnh đó đồng tử đều thu nhỏ lại, hiển nhiên là nhận ra thứ vũ kỹ mà Phong Thương chuẩn bị thi triển. Đại yêu Phong trưởng Vẻ mặt phong thương dữ dằn, trường ấn vung lên, bốn long quyển phong mạnh mẽ lao ra, trong đó lan tỏa luồng nguyên lực vô cùng cuồng bạo, thậm chí mơ hồ còn ẩn hiện một gương mặt khổng lồ đầy yêu khí. Ấm ẩm ầm, bốn long quyển phong, với luồng áp lực khủng khiếp chén ép cả khu rừng phía dưới tạo nên bốn vệt, nứt khổng lồ, vũ kỹ mà phong thương thi triển rõ ràng cũng là một bộ linh vũ kỹ không tầm thường thanh thế này cho dù là mộc lân cùng là cường giả tứ nguyên niết bản cũng lo lắng có lẽ hắn phải dùng toàn lực mới có thể chống đỡ được ta đây không có gì tốt cả chỉ được cái mệnh lớn chẳng kẻ nào đoạt được đi cả lâm động ngẩng lên nhìn bật cười lớn thủ ấn biến hóa nhanh chóng rồi năm cột quang trụ màu xám đen bắn ra ngưng quang trụ ngưng tụ chớp mắt đã biến thành năm ngón tay khổng lồ ngay sau đó lồng vào nhau biến thành một bàn tay khổng lồ tràn đầy khí tức cổ xưa mà hoang dã chỉ có điều bàn tay này không giống như trước kia nó có màu xám đen nhìn rất quỷ dị đại thủ hình thành cả không gian như nổ tung một đạo hư ảnh như ẩn như hiện tạo nên một áp lực to lớn lan tỏa ra xung quanh linh vũ kỹ mọi ánh mắt đều đổ về hư ảnh trên hư không hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc áp lực phát ra từ hư ảnh đó khiến bọn họ có thể nhận ra lâm động vừa thi triển một bộ linh vũ kỹ vô cùng cường hãn đại hoang nhân thiên chỉ phá lâm động bỗng nắm chặt tay hư ảnh kia cũng khẽ vung bàn tay lên bàn tay khổng lồ lao tới đi đến đâu khiến không gian dung chuyển đến đấy cuối cùng trước bao ánh mắt chăm chú hung hăng đập xuống bốn long quyền phong nguyên lực uỳnh uỳnh đòn oanh kích khiến cả trời đất dung chuyển tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên những người ở gần đó bị sóng âm thanh đập tới sắc mặt tái nhợt vội vàng lùi về sau để xem ngươi đỡ được mấy lần trưởng phong bị chặn đứng ánh mắt phong thương càng trở nên sắc lạnh nhưng sâu thẳm trong nó cũng bắt đầu có sự trầm trọng thực lực của hắn vốn mạnh hơn lâm động nhưng sau khi thi triển lính vũ kỹ mà vẫn không thể chiếm lợi thế trước lâm động dù thế nào thì hắn không dám coi thường thực lực của lâm động nếu không chưa biết chừng sẽ bị lật thuyền trong mương mà chuyện đó hiển nhiên là phong thương không thể để nó xảy ra vì thế khi thấy bốn long quyền phong bị chặn lại hắn bước ra vận nguyên lực trưởng ấn lại biến hóa lại ngưng tụ ra bốn long quyền phong khác ập về phía lâm động với khí thế hung hãn người tới bao nhiêu ta đánh tan bấy nhiêu đối mặt với công kích như vũ bão của phong thương mắt lâm động cũng lóe lên chiến ý lực dung hợp không ngừng tràn ra biến thành đại thủ đánh xuống long quyền phong của phong thương ầm 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 trên không trung cuộc đối đầu ác liệt vẫn diễn ra nhìn những luồng năng lượng cuồn cuộn lan tỏa không ít người sắc mặt dần trở nên nặng nề thường thì thứ linh vũ kỹ này sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực mà cục diện lúc này dường như hai bên đang rơi vào tình thế rằng co một khi có người không chịu được trước sẽ lập tức bị rơi vào công kích đáng sợ của đối phương cuộc đối chọi kiểu này nhìn từ góc độ nào đó phong thương có ưu thế không nhỏ vì dù sao hắn cũng là tứ nguyên niết bàn cao hơn lâm động hẳn một tầng thứ tu vi nguyên lực cũng mạnh hơn lâm động cứ đọ sức kiểu này chắc chắn lâm động sẽ thua thiệt đương nhiên đấy là nói tình huống thông thường nhưng sau khi đã thấy sức mạnh đáng sợ vượt xa tam nguyên niết bàn mà lâm động thể hiện ra có lẽ chẳng ai nhìn hắn với con mắt bình thường nữa khi cuộc chiến giữa lâm động và phong thương đang trong tình thế rằng có thì bên kia cuộc chiến tiểu viêm và mãnh liệt dường như vừa bắt đầu vô cùng ác liệt mỗi lần thiết côn cự trùy vung lên đều mang theo sức mạnh đáng sợ đủ để đập tan cả ngọn núi ầm hai thân ảnh khổng lồ hung hăng lao vào nhau từng đợt sóng năng lượng phát ra sau mỗi đòn công kích khiến cả một mảng rừng nổ tan tành thành bình địa năng lượng cuồng bạo cũng khiến hai thân ảnh bắn ngược ra sau rơi ùình xuống đất tạo nên một vệt dài hàng trăm trượng phụt mãnh liệt nhảy lên khỏi mặt đất máu tươi cuồng bắn ra khỏi miệng cơ thể dậy lên những cơn đau hắn đã phải hứng chịu đến hơn chục đòn công kích hung hãn của tiểu viêm đồng thời tiểu viêm cũng phải hứng chịu số đòn tương đương của hắn nhưng điều khiến mãnh liệt cực kỳ không thoải mái đó là dường như mọi đòn công kích vào người tiểu viêm đều không tạo nên thương thế mà hắn mong muốn dám chơi lão tử thì lão tử chơi cho ngươi chết luôn trên gương mặt Mãnh Liệt là sát khí đậm đặc, rõ ràng hắn cực kỳ giận dữ khi bị Tiểu Viêm ép đến mức này. Hắn thè cái lưỡi đỏ lòm liếm môi, rồi bỗng bước chân ra hai bên, thân thể hơi ngã về phía trước, cơ thịt trên người chấn động theo những đường cong quỷ dị. Ngay lúc đó, một thứ sức mạnh cuồng bạo lan tỏa từ bàn chân hắn, đại địa xung quanh bỗng rung lên mãnh liệt. Mặt đất rung chuyển ngày một kịch liệt, rồi vô số đường nứt dần lan ra, nhìn tựa như có động đất xảy ra vậy. Đại địa chấn ba mãnh liệt bước chân ra gầm lên một tiếng rồi cúi người đấm một quyền xuống đất dầm nơi quyền đấm xuống mặt đất nứt toác với tốc độ kinh người vết nứt đi đến đâu cây lớn đổ dạp đến đấy dường như chỉ trong nháy mắt vết nứt ấy đã đến chỗ cách tiểu viêm chỉ hơn chục mét những viên đá nhỏ vỡ ra từ mặt đất đã tụ lại thành hình một con rắn khổng lồ nhằm thẳng ngực tiểu viêm mà lao tới như tia chớp dầm một âm thanh trầm đục vang lên, thân hình to lớn của tiểu viêm bị bắn ngược ra sau, hàng trăm cái cây cao chọc trời cũng gãy dạp theo đó, đất đá bay bị mù. Hắc hắc. Thấy vậy gương mặt tràn đầy sát khí của mãnh liệt hiện lên nụ cười nham hiểm, nhưng chỉ trong chớp mắt đồng tử hắn đã thu lại, chỉ thấy nơi tiểu viêm vừa rơi xuống, một đạo hắc ảnh bỗng bay vọt tới. Hừ, đúng là đồ rán đánh mãi không chết nhìn tiểu viêm bị dính đòn của mình nhưng vẫn không bị trọng thương mắt mãnh liệt tối lại rồi lại cúi người đấm xuống mặt đất một đường đất nữa hình thành lao tới tiểu viêm ẩm mặt đất nứt toác lại một con rắn khổng lồ từ vô số viên đá vụn oanh kích tiểu viêm nhưng lần này khi nó mới xuất hiện thì hắc ảnh kia bỗng dơ ra một bàn vuốt hổ khổng lồ trên đó lan tỏa thứ sức mạnh đáng sợ cuối cùng tắt thẳng lên con rắn khổng lồ ẩm con rắn khổng lồ từ đất đá bị sức mạnh đáng sợ của bàn vuốt hộ đánh tan tành cái gì Thấy vậy sắc mặt Mãnh Liệt kịch biến, thế nhưng không đợi hắn có thêm hành động gì, đạo hắc ảnh kia đã lao tới, hiện ra thân hình Tiểu Viêm. Chỉ là lúc này hai cánh tay của hắn đã biến thành hai cái chân hổ, gân xanh cuồn cuộn tỏa ra thứ sức mạnh đáng sợ. Đây là nhìn hai bàn vuốt hổ kia, đồng tử Mãnh Liệt thu nhỏ lại, vẫn chưa nói xong thì mắt Tiểu Viêm đã đỏ ngầu, bàn vuốt hổ nắm lại thành quyền đấm thẳng vào ngực Mãnh Liệt không chút nương tình. Ken Âm thanh kim loại va chạm vang lên, ngực Mãnh Liệt lõm hẳn xuống, nhưng cũng may hắn có niết bàn kim thân tứ nguyên niết bàn, nếu không thì một quyền này của Tiểu Viêm đủ để moi tim hắn ra. Nhưng dù có niết bàn kim thân đỡ được một quyền hung hãn dị thường của Tiểu Viêm, nhưng Mãnh Liệt vẫn bị bắn ngược ra sau, trước bao ánh mắt chấn động, phụt ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người bỗng vang lên hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao, cuộc chiến giữa Tiểu Viêm và Mãnh Liệt khá ác liệt, ai cũng biết cú đấm đó, nếu rơi vào người bọn họ thì e là sẽ tan nát thành một đám máu me bét. Tên đó thật hiếu thắng hung hãn. Bọn Mộc Lân thấy Mãnh Liệt trước nay luôn nổi danh vì sự hung tàn lại bị Tiểu Viêm đánh xuống thế hạ phong đều không khỏi kinh ngạc, ánh mắt trầm trọng dị thường. Hiện bọn chúng mới chợt nhận ra, dường như mỗi một người trong bọn Lâm Động đều có năng lực sánh ngang với cường giả tứ nguyên niết bàn. Mà nếu vậy thì có nghĩa là bọn chúng tương đương với ba cường giả tứ nguyên niết bàn, thực lực này thật sự còn mạnh hơn một số vương triều siêu cấp. Phát hiện này khiến nụ cười trên mặt Mộc Lân có phần cứng lại tuy trong hàng ngũ các vương triều siêu cấp vương triều bọn chúng không phải là xuất sắc gì nhưng thực lực cũng hơn không ít vương triều khác nhưng cuối cùng lại bị ba người đến từ vương triều hạ cấp kia vượt qua sự khác biệt này dù thế nào cũng khiến bọn chúng có cảm giác mất cân bằng la thông rất thê thảm mộc hàn nguyệt bỗng nói mộc lân cười khổ nhìn sang hướng khác ở đó không ngừng vang lên tiếng cây đổ hơn nữa hắn cũng thấy một thân ảnh như một bao cát bị đánh túi bụi mà thân ảnh đó lại chính là la thông của vương triều phong vân hắn cũng đã là cường giả tứ nguyên niết bàn, nhưng trong tay thiếu niên Tuấn Mỹ kia dường như mất hết khả năng kháng ngự đối thủ của hắn rất biến thái. Mộc Lân thở dài, kết cục thắng lợi của cuộc đối chiến này dường như đang rời xa vương triều Phong Vân rồi, vì sức mạnh bỗng bộc phát bên đám người bọn Lâm Động thực sự quá khủng bố. Phong Thương cũng bị Lâm Động khống chế rồi. Hai người ngẩng lên nhìn bầu trời cách đó khá xa. Chiến hỏa ở đó vô cùng thịnh, dù Phong Thương đã thi triển lính vũ kỹ, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dọn dẹp được Lâm Động mà trong cuộc đối đấu linh vũ kỹ đó dường như lâm động lại có chút ưu thế có điều đôi mắt mộc hàn nguyệt khẽ động nói phong thương vẫn còn tuyệt chiêu sắc mặt mộc lân hơi biến rồi khẽ gật đầu đến lúc này hắn vẫn chưa dùng đến linh bảo thiên cấp thiết nghĩ uy lực của linh bảo thiên cấp mà phát huy có lẽ lâm động sẽ không thể kiên trì được nữa ẩm bàn tay khổng lồ lại đánh tan bốn đạo long quyền phong lực xung kích đánh bật cả lâm động và phong thương bay đi hàng trăm mét rồi cả hai đều hồn hển giữ vững thân hình sắc mặt hai bên lúc này đều có phần nhợt nhạt, chắc cuộc đối đầu này đã tiêu hao một một lượng sức lực không nhỏ. Phong thương quệt vết máu nơi khóe miệng, nhìn về hướng mãnh liệt, khóe mặt giật giật rồi khản đặc nói, không ngờ các ngươi che giấu thực lực kỹ như vậy. Cảm giác đâm phải tường không dễ chịu phải không? Lâm động khẽ nắm lại bàn tay đã tê dại, cười lạnh nói, cũng khá khó đối phó, nhưng bảo các ngươi là tường thì đánh giá hơi cao rồi. Phong Thương nhếch mép, giờ bàn tay ra chậm rãi nói: Ta vốn tưởng không phải dùng đến nó, nhưng thực sự ta không thể chịu được việc để ngươi sống. Vì thế, bất luận hôm nay thế nào, ta cũng lấy chắc cái mạng ngươi rồi. Vẻ mặt Phong Thương hiện lên sự tàn nhẫn, rồi hắn nắm chặt tay, hắc quang lan tỏa, một cái thiết ấn màu đen dần xuất hiện. Linh Bảo Thiên Cấp, cuối cùng Phong Thương đã phải dùng đến Đại sát khí rồi. Chương 579 Hắc quang trào dâng, một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay xuất hiện trong tay Phong Thương một thứ sức mạnh khiến nhiều mọi người phải động dung lan tỏa ra từ thiết ấn hắc long phiên thiên ấn cuối cùng thì phong thương cũng phải gọi ra linh bảo thiên cấp từng xuất hiện trong đấu giá hội rốt cuộc cũng đã lấy ra rồi à sắc mặt bọn mộc lân nặng nề nhìn cảnh tượng đó dù chiến cục trước đó có phần rằng coi nhưng bọn chúng cũng không đưa ra kết luận quá sớm vì khi phong thương vẫn chưa lấy ra linh bảo thiên cấp thì việc ai thắng vẫn chưa thể biết được nhưng khi đã thấy Phong Thương lấy ra linh bảo thiên cấp, ngoài vẻ nặng nề ra lại có cảm giác phức tạp, thực lực của Lâm Động chỉ là Tam Nguyên Niết Bàn nhưng lại ép Phong Thương, một cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong đến mức này, mức độ này ngay cả bọn Mộc Lân cũng không dám đảm bảo mình có thể làm được. Hắn cũng có đủ tư cách xung kích niết bàn ấn thiên cấp, mấy người bọn bọn chúng trước đây cũng đều che giấu thực lực. Mộc Lân cười khổ nói, dù chưa bao giờ hắn coi thường bọn Lâm Động, nhưng cũng không thể không thừa nhận lần này hắn nhìn nhầm rồi nếu bọn chúng đánh bại được vương triều phong vân thì có lẽ danh tiếng sẽ vang dội cả khu trung tâm này ánh mắt mộc hàn nguyệt có phần phức tạp với thực lực của vương triều hạ cấp đánh bại một vương triều siêu cấp điều này có lẽ trước đây nàng sẽ cho là chuyện trăm vạn năm mới có một lần nhưng hiện giờ cảnh tượng đó đang diễn ra trước mắt dù có tính cách lạnh lùng cũng không khỏi cảm thán vương triều phong vân tuy không phải đứng đầu trong các vương triều siêu cấp nhưng cũng không phải tầm thường nếu bọn lâm động đánh bại được thì chuyện danh tiếng của bọn chúng sẽ vang dội cũng chẳng có gì lạ Mộc Lân ngẩng lên, nhìn lên bầu trời không chớp mắt, khẽ nói, đương nhiên còn phải xem hắn có đỡ được công kích tiếp theo của phong thương hay không đã. Uy lực của Linh Bảo Thiên cấp không thể coi thường. Trên bầu trời, hắc quang lan tỏa, dường như cả bầu trời đỏ thẫm cũng tối lại, mà cái tạo nên thanh thế kinh người đó, chỉ là một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay. Khi thiết ấn xuất hiện, ánh mắt lâm động cũng trở nên nặng nề, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức đầy nguy hiểm từ thiết ấn đó, linh bảo đáng giá hàng ngàn niết bản đan uy lực đó đủ để khiêu chiến vượt cấp mà thực lực bản thân phong thương đã vượt qua lâm động nay cộng thêm với linh bảo thiên cấp nữa có thể tưởng tưởng ra lâm động đang phải đối diện với tình huống nguy hiểm thế nào vốn dĩ đối phó với người ta không muốn dùng đến nó nhưng ngươi quả thật đã khiến ta bất ngờ phong thương nhìn lâm động với vẻ hung hãn ánh mắt tràn ngập sát ý chết dưới linh bảo thiên cấp cũng là phúc khí của ngươi rồi Phong Thương bỗng bước ra, hiển nhiên hắn không muốn Lâm Động có cơ hội vùng vẫy, bàn tay nắm lại, nguyên lực bùng phát, cuối cùng ào ạt chảy vào thiết ấn trong tay. U u u. Cùng với luồng nguyên lực tràn vào, thiết ấn bỗng phát ra những tiếng u u, con Hắc Long cuộn tròn trên thiết ấn bỗng chầm chậm mở mắt ra. uinh, Vào khoảnh khắc con rồng mở mắt ra, một luồng sức mạnh kinh người cuộn trào, thậm chí mây đen cũng ùn ùn kéo đến. Hắc Long phiên Phong thương cười gằn nhìn lâm động ở phía xa sắc mặt có phần nặng nề, thủ ấn thay đổi, con hắc long há mồm, một tiếng gầm vọng ra. Gờ rào, sóng âm thanh màu đen đem theo sức mạnh hủy diệt lan tỏa điên cuồng. Những nơi sóng âm thanh lan tới khu rừng phía dưới đều nổ tung, những thân cây nổ tan thành những mẩu gỗ nhỏ rồi cuối cùng tan thành vụn. Âm thanh đi đến đâu, khu rừng biến thành bình địa đến đấy, không ngờ uy lực của linh bảo thiên cấp đáng sợ đến mức này, đồng tử lâm động thu nhỏ lại nhìn làn sóng đen kịt ào ạt tràn tới thân hình lùi nhanh về sau bàn tay khổng lồ màu đen lại đưa ra đập xuống những làn sóng âm thanh đó hừ không tự lượng sức mình thấy thế phong thương chỉ cười lạnh lùng linh vũ kỹ của lâm động đúng là mạnh nhưng công kích này là của linh bảo thiên cấp cộng với thực lực tứ nguyên niết bàn của hắn lâm động muốn chặn đâu có dễ phong thương cười lạnh không phải không có lý của hắn bàn tay khổng lồ kia khi tiếp xúc với sóng âm thanh đã rung lên dữ dội làn sóng đen kia dường như sắc bén đến mức có thể cắt đứt được cả năng lượng nó đã tách được cả bàn tay kia ra nhìn làn sóng đen tách đôi bàn tay khổng lồ của mình đồng tử lâm động co rút lại đây là lần đầu tiên hắn thấy đại hoang nhân thiên chỉ bị phá giải dễ dàng như vậy uy lực của linh bảo thiên cấp mạnh đến mức kinh người này sao vút vút làn sóng âm thanh đen cắt đôi bàn tay khổng lồ với thế như trẻ tre, rồi tiếp tục lao tới lâm động. Nó giống như lưỡi hái tử thần vậy, không gì ngăn cản nổi. Lâm động, để xem ngươi còn chiêu gì. Nhìn lâm động đang bị sóng âm thanh tấn công, phong thương ngửa mặt lên trời cười lớn. Lâm động hít sâu vào một hơi, trong mắt phản chiếu ánh đen của làn sóng đang ập tới. Ngay sau đó thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn bỗng dần tĩnh lặng, một đạo thanh quang nhàn nhạt, nhạt tỏa ra từ trong người hắn. Dù ngươi có làm gì cũng vô dụng mà thôi thấy thế phong thương cười lạnh lùng, bàn tay nắm lại, tốc độ của sóng âm thanh tăng cao, cuối cùng ẩm ẩm cuộn trào về phía lâm động. Thanh thiên hóa long quyết, thanh lân chu, ánh mắt lâm động sắc lạnh, thanh quang dâng tràn hình thành, nên tấm thuẫn bài tạo nên từ những tấm vảy màu xanh ở phía trước. Thuẫn bài to khoảng nửa trượng, trên đó có một đường họa tiết thanh long đang chuyển động lan tỏa, ra một thứ sức mạnh kỳ dị. Ngay niết bàn kim thân của tứ nguyên niết bàn, thứ sóng âm thanh này cũng có thể cắt được. Ngươi dám ngang nhiên chống đỡ như vậy chỉ có chết mà thôi phong thương thấy lâm động không hề tránh né mà lại có ý định chống đỡ liền cười gằn nói keng 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 thế nhưng ngay lúc đó khi làn sóng âm thanh đen kịp kia chạm tới thuẫn bài thì phát ra vô vàn tia lửa cảnh tượng cắt đôi như phong thương nghĩ lại không hề xảy ra lúc này làn sóng sắc bén ấy lại bị chiếc thuẫn bài của lâm động đã chặn đứng sao có thể nhìn cảnh tượng đó không chỉ sắc mặt phong thương thay đổi mà ngay bọn mộc lân cũng phải buộc miệng kêu lên bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ làn sóng đen kia, nhưng không ngờ Lâm Động lại có thể chặn đứng được nó. Dẹt dẹt, tia lửa bắn tứ tung, Lâm Động cũng bị đẩy lùi về sau, nhưng có thuẫn bài nên sóng âm thanh không thể tạo được thương thế chí mạng cho hắn. Sau khi sóng âm thanh phát ra thứ năng lượng hủy diệt cũng dần tối lại, rồi bắt đầu tan biến trước tấm thuẫn bài. Khi chút ánh sáng đen cuối cùng biến mất, thân hình Lâm Động dần dừng lại, tấm thuẫn bài phía trước hắn cũng nổ tung, để lộ ra Lâm Động phía sau, có điều trên cánh tay hắn lúc này đã xuất hiện rất nhiều vệt máu, máu chảy theo cánh tay nhìn cũng khá kinh hãi. Rõ ràng là dù có hóa lòng quyết, nhưng để chống đỡ công kích có thể giết chết một cường giả tứ nguyên niết bàn, hắn cũng đã phải trả giá. Linh bảo thiên cấp quả nhiên phiền phức. Lâm động rũ rũ cánh tay đầy máu, ánh mắt hiện lên sự tối tăm lạnh lùng. Đừng vui quá sớm, ta sẽ cho ngươi từ từ lĩnh giáo uy lực của linh bảo thiên cấp. Ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi đâu. Phong Thương cười nham hiểm, thủ ấn bỗng biến hóa, vô số đạo nguyên lực lại tràn vào thiết ấn, thân thể con rồng cuộn trong trên đó dần sáng lên, lớp vảy đen ngày một trở nên rõ ràng. Hắc Long Phiên Thiên Ấn, Long Linh hiện, hắc quang bùng phát từ thiết ấn, trong thư ánh sáng đó, con hắc long lập tức phình to ra với tốc độ kinh người. Gờ rào, tiếng gầm rú vang vọng cả bầu trời, trong đó mang thứ long uy thật sự khiến nguyên lực trong trời đất dung chuyển ác liệt. Hắc Long Thăng Thiên, mây đen kéo đến, lúc này uy lực kinh thiên động địa của Linh Bảo Thiên cấp đã triệt để lộ ra. Chương 580 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mây đen ùn ùn kéo tới che lấp vầng mặt trời, bầu trời đỏ thẫm lúc này cũng tối sầm lại. Uỳnh, Hắc Long chui vào tầng mây đen, thỉnh thoảng mây đen chuyển động để lộ ra thân hình khổng lồ như làm từ gang thép đen xì, lan tỏa thứ sức mạnh khiến người ta phải sợ hãi rất nhiều ánh mắt chấn kinh nhìn lên tầng mây đen đậm đặc, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ khổng lồ dài ngoằng đang chuyển động trong đó. Thứ sức mạnh và áp lực kỳ lạ đó, khiến ngay những cường giả tứ nguyên niết Bản như Mộc Lân cũng phải giật mình. Trong Hắc Long Phiên Thiên Ấn lại có một đạo Long Linh, Mộc Hàn Nguyệt dùng tay che miệng thất kinh nói, có lẽ không phải Long Linh hoàn chỉnh. Sắc mặt Mộc Lân nặng nề nói, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có linh bảo thiên cấp, phong thương quả thực trở thành vô địch trong tứ nguyên niết bàn. E là Lâm Động không xong rồi ầm khi mây đen đang cuồn cuộn hắc long xuất hiện thì một chỗ khác hai đạo thân ảnh như hai con hung thú cũng hung hăng lao vào nhau âm thanh trầm đục vang lên những cú đấm hung hãn đáp trên người đối phương cả hai thân ảnh đều rung lên dữ dội cuối cùng binh một tiếng bay ngược ra sau máu tươi bắn tung tóe tiểu viêm dẫm mạnh chân xuống đất gây nên vô số đường nứt vỡ trên mặt đất hắc quang dâng tràn quanh thân lúc này mới hóa giải được hết luồng sức mạnh to lớn xuyên vào cơ thể Hắn thở gấp mấy hơi, trong đôi mắt đỏ ngầu trào dâng khí hung sát, gườm gườm nhìn thân ảnh phía trước cũng đầy dấu máu. Thật không đơn giản. Mãnh Liệt quệt vết máu ở khóe miệng, nhổ ra một ngụm máu, nhếch mép nhìn thân hình to lớn của Tiểu Viêm, ánh mắt có phần ngưng tụ lại. Hiển nhiên hắn không thể ngờ mình lại bị Tiểu Viêm ép đến mức thê thảm thế này. Ngươi cầm chân lão tử, nhưng còn lâm động dường như không kiên trì được lâu nữa đâu." Mãnh Liệt ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây đen, cười nham hiểm. Rõ ràng Phong Thương đã dùng đến linh bảo thiên cấp rồi, nếu thứ đó cũng đã dùng, dù Lâm Động có khó nhằn thế nào thì cuộc chiến này cũng đến lúc kết thúc rồi. Ép được Phong Thương dùng đến linh bảo thiên cấp, Lâm Động cũng coi như có bản lĩnh, có điều cũng chỉ vậy mà thôi. Đôi mắt đầy màu máu của Tiểu Viêm cũng liếc nhìn bầu trời, rồi hắn nhìn thấy đôi tay máu chảy rầm rề, bộ dạng có phần thảm hại của Lâm Động. Có điều dường như ngoài dự đoán của Mãnh Liệt, hắn không hề hoảng loạn hay thất sắc, ngược lại hắn quay lại nhìn Mãnh Liệt với ánh mắt đỏ ngầu hơn trước đại ca sẽ không thua dễ dàng vậy đâu. Giọng tiểu viêm có phần khàn đặc nhưng lại có sự kiên định không thể nghi ngờ. Ngu ngốc tự lừa mình dối người. Mãnh liệt cười gằn. Nhiệm vụ của ta là giải quyết người. Tiểu viêm hơi ngã người về trước, sát ý bùng phát tựa mãnh thú hồng hoang chuẩn bị xuất động. Giải quyết ta. Tiếp theo ta sẽ cho người biết thế nào là vũ kỹ đỉnh cao của vương triều phong vân ta mãnh liệt ngửa lên trời cười lớn, rồi liếm vết máu trên mặt, sát ý trong mắt dâng lên đến cực điểm, hắn bước chân ra, thủ ấn biến hóa, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát. Địa hoàng thức, một tiếng gầm trầm đục vang ra từ cổ họng mãnh liệt. Sức mạnh tuôn trào kia ngày một ác liệt, cả trời đất rung như rung chuyển, thanh thế đó mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Nguyên lực giạt rào bao trùm quanh thân thể mãnh liệt, thủ ấn biến hóa. Trong mặt đất bỗng có vô vàn khí thể màu vàng đất kỳ dị bốc ra, cuối cùng thuận theo lớp da chui vào cơ thể hắn, Phụt. thân thể mãnh liệt bỗng nhiên phình to cơ thịt to ra gân xanh nổi lên chỉ trong nháy mắt không chỉ thể hình mà thậm chí khí thức của mãnh liệt cũng lớn hơn rất nhiều đây mới là lực chiến đấu thực sự của ta tiếp theo ta sẽ khiến người thịt nát xương tan mãnh liệt ngẩng lên nhìn tiểu viêm nhách mép cười tàn nhẫn chân bước ra thân hình bỗng biến mất khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt tiểu viêm rồi nhanh chóng tụ nhằm thẳng tim tiểu viêm mà tung ra một đạo quyền phong với sức mạnh đáng sợ Ấm hai tay tiểu viêm lại biến thành vuốt hổ giao nhau chắn trước ngực để đỡ quyền của mãnh liệt thân thể bay ngược về sau đập vào một thân cây khiến nó nổ tung xoẹt một quyền đắc thế mãnh liệt không hề có ý dừng lại hắn lại lao tới tung ra một trọng quyền có thể khiến cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương ẩm vuốt hổ tung ra nắm chắc lấy thiết quyền của mãnh liệt hai mắt tiểu viêm đỏ ngầu cổ họng vọng ra tiếng gầm thân thể bắt đầu xuất hiện sự thay đổi chỉ trong nháy mắt đã biến thành cỗ máy chiến đấu mình người đầu hổ thì ra ngươi là yêu thú Cảnh tượng đó khiến sắc mặt Mãnh Liệt biến đổi, lúc này hắn mới hiểu tại sao Tiểu Viêm lại có sức mạnh đáng sợ vậy. Gờ rào, tiếng gầm làm rung chuyển núi rừng, khi giải phóng thân yêu thú của mình, lực chiến đấu của Tiểu Viêm hiển nhiên cũng đại tăng, sức mạnh, tốc độ, phản ứng tất cả đều có thể sánh ngang với Mãnh Liệt khi đã thi triển địa hoàng thức. Sức mạnh dồi dào chảy trong thân thể, Tiểu Viêm nắm chặt vuốt, nhanh như chớp tung ra quyền phong mạnh mẽ thẳng vào công kích của Mãnh Liệt. Binh 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 vô vàn những luồng cuồng phong kinh người cuộn trào, đi đến đâu những ngọn cây khổng lồ nổ tung đến đó. Cả hai bên đã thi triển lực chiến đấu lên mức cao nhất, sự đối đầu đầy máu tanh này khiến người xem phải kinh hồn. Ầm ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, sắc mặt Phong Thương dần tái nhợt, nhưng nhiều hơn là sự điên cuồng, hắn biết chiêu này chắc chắn sẽ kết thúc cuộc chiến này. Sát, Phong Thương chỉ tay về Lâm Động, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng tụt mạnh, một tiếng hét lạnh lẽo vang lên. Uỳnh, đúng lúc hắn vừa dứt lời mây đen chấn động một đạo hắc ảnh khổng lồ cuối cùng bay ra một con hắc long khổng lồ thò ra thân hình lạnh lẽo như gang thép xuất hiện trước tất cả ánh mắt chăm chú hắc long gầm rú lao xuống không khí như bùng nổ cả vùng rừng núi sạt lở chỉ nháy mắt đã xuất hiện một cái hố khổng lồ trước sự công kích của hắc long sắc mặt của tất cả đều không còn giọt máu sức mạnh đó căn bản không phải thứ mà cường giả tam nguyên niết bàn thậm chí tứ nguyên niết bàn có thể chống đỡ Doạt y phục trên người lâm động cũng bị kình phong khiến cho rách tươm, dù hắn hiện nay cũng cảm thấy đau đớn. Hắn biết công kích lần này của phong thương là ở cấp độ trí mạng. Phù! Lâm động thở ra một hơi dài, rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại. Đối mặt với công kích kinh người như vậy của phong thương mà lâm động, dường như chẳng có dấu hiệu phòng ngự. Thứ sức mạnh đó khi mọi người còn đang không hiểu, tâm thần lâm động bỗng lóe lên lướt qua thân thể như muốn tìm thứ gì đó, tâm thần lướt qua thân thể tiến vào đan điền rồi một quầng sáng màu xanh đậm hiện ra trong đó là một con thanh long đang cuộn mình từ nó tỏa ra một thứ áp lực kinh người đây chính là thiên long khí mà thanh trĩ để lại trong người hắn chỉ có điều thiên long khí đáng sợ này lâm động chỉ hấp thụ được từng chút một căn bản không thể luyện hóa nó nhưng hiện giờ hắn lại dùng đến sức mạnh này tuy phải trả giá nhưng hắn không sợ ta cần ngươi tam thần lâm động như biến thành một bàn tay vô hình tóm lấy luồng thanh quang hai mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra, thanh quang bắn ra từ hai mắt lâm động, rồi hắn giang hai tay ra ngửa lên trời gầm lên gơ rào. Từ cổ họng lâm động vọng ra tiếng long ngâm. Trước tiếng gầm đó, con hắc long kia rung lên dữ dội, trong đôi mắt như vô hồn bỗng, như lóe lên một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn. Mạng ta, người không lấy được đâu. Lâm động ngửa mặt cười lớn, thanh quang bùng phát từ cơ thể, cuối cùng biến thành một con cự long màu xanh hư ảo. Đây cũng là long linh, bọn mộc lân há hốc mồm nhìn con cự long bất luận là khí thế hay sức mạnh con thanh long đều vượt trội hơn con hắc long lẽ nào lâm động cũng có long linh thật sự ẩm trước vô số ánh mắt kinh hãi thanh long bao phủ quanh lâm động lao vọt tới cuối cùng đâm sầm vào con hắc long một cú và chạm kinh thiên động địa nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha